Vậy nên tôi hiểu tại sao cô lại tốn nhiều công sức như thế chỉ để lật đổ công ty của tôi, nhưng tôi không hận cô, trái lại, tôi vô cùng cảm tạ cô. Lý Khinh Hồng mỉm cười với Kim Thúy Như, trước kia, bởi vì gia tộc của mình, tôi luôn cảm thấy tương lai sao mà mơ hồ, mờ mịt quá. Nhưng chính cô đã dạy cho tôi hiểu rằng không một ai có thể chia rẽ hai chúng tôi. Công ty phá sản, không sao cả, anh ấy sẽ giúp tôi Đông Sơn tái khởi, dù con đường trước mặt có tối tăm đến cỡ nào cũng chẳng phải lo, bởi anh ấy sẽ thắp lên ngọn đèn soi bước cho tôi. Kim Thúy Như đờ ra như tượng một lúc lâu, mặt mày cũng trắng bệch như trang giấy. Dù là cô ta thì cũng cảm nhận được sự bất lực trong lòng. Trận đấu này, ngoài mặt thì có vẻ Kim Thúy Như đã chiến thắng, nhưng thật ra người thua lại chính là cô ta. Thua triệt để. Cô ta ngồi xổm xuống đất như một đứa nhỏ sợ bị sét đánh trúng, biểu cảm trên mặt vô cùng thống khổ, hai tay ôm chặt lấy đầu mình, khàn giọng hét lớn. Đôi mắt đỏ ngầu, lòng tan nát. Cuối cùng cô ta vẫn bỏ lỡ điều tốt đẹp nhất là anh. Hao tâm tổn trí là vì ai cơ chứ? Lý Khinh Hồng không bước lên an ủi, chỉ đứng đó nhìn cô ta hồi lâu rồi xoay người, định rời đi. Cảnh tượng này đã bị Nhan Dịch Phi, Lý Tinh Sở và Vương Lâm nhìn thấy. Ba người họ đồng loạt đứng dậy, trên mặt hiện lên biểu cảm không thể tin nổi. Không biết hai người họ nói gì mà Kim Thúy Như lại đột ngột ngồi xổm xuống đất, mặt mày thống khổ tột cùng. Thậm chí bọn họ còn nhìn thấy sự sợ hãi, bi ai ẩn sâu trong mắt cô ta nữa. Thúy Như. Vương Lâm vừa gọi tên cô ta vừa chạy ra, nhưng lại bị Lý Tinh Sở ngăn cản. Kế hoạch còn chưa kết thúc, bình tĩnh, đừng vội. Ông ta vừa nói hết câu, Kim Thúy Như cũng lảo đảo đứng dậy, lửa giận ngút trời hét lớn một tiếng. Cô đứng lại đó cho tôi. Lý Khinh Hồng dừng bước, quay đầu bình tĩnh nhìn cô ta, hỏi, còn chuyện gì nữa hả? Kim Thúy Như mặt mày dữ tợn, đáp, tôi thừa nhận, cô thắng rồi, nhưng tôi cũng không thua đâu. Cô và anh ấy nhất định phải ly hôn, dù tôi không thể khiến anh ấy thích mình, nhưng tôi có thể mượn tinh trùng của anh ấy, hạ sinh giọt máu của anh ấy. Cô dám? Ánh mắt Lý Khinh Hồng trở nên dữ dằn, nhìn chừng chừng vào Kim Thúy Như, nếu ngày đó tới thật, tôi sẽ đập nát bụng cô ra. Chỉ trong một cái chớp mắt, quanh người cô ta bỗng tỏa ra sát khí dày đặc, khiến Kim Thúy Như giật mình hoảng sợ. Nhưng một giây sau, cô ta lại bật cười khinh miệt, vậy cứ mở to mắt mà chờ xem. Dứt lời, cô ta hét lớn một tiếng, bắt ả lại. Rầm rập. Chỉ lát sau, từ trong biệt thự nhà họ Kim xông ra một đống người bao vây xung quanh Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng biến sắc, quay đầu nhìn Kim Thúy Như, cô định làm gì? Kim Thúy Như trêu ngươi, yên tâm, tôi sẽ không làm cô bị thương đâu, chỉ là nhờ vả vài người bạn cũ đưa cô về Yên Kinh thôi. Vừa dứt lời, ba bóng người bước ra từ trong biệt thự. Không ai khác chính là Nhan Dịch Phi, Lý Tinh Sở và Vương Lâm. Nhìn thấy ba người này, Lý Khinh Hồng như hiểu ra điều gì, vẻ tức giận lan tràn khắp khuôn mặt. Thì ra tất cả đều là chủ ý của mấy người. Lý Tinh Sở bước lên vài bước, nói với Lý Khinh Hồng, chính xác hơn là tôi nhờ Thúy Như làm vậy, tất cả là vì muốn tốt cho em, cũng là tốt cho người khác, em vẫn nên quay về Yên Kinh thì hơn. Tôi đổi ý rồi, có ly hôn hay không cũng chẳng sao cả, chỉ cần em trở lại Yên Kinh, gả cho cậu cả nhà họ Tần. Thì kết quả cũng giống nhau mà thôi. Lời của Lý Tinh Sở khiến sắc mặt của Lý Khinh Hồng tái nhợt. Trên thực tế, khi nhìn thấy Lý Tinh Sở, Nhan Dịch Phi, còn cả Vương Lâm đi ra từ trong nhà của nhà họ Kim thì cô đã hiểu mọi chuyện. Cả sự việc đều do Kim Thúy Như lên kế hoạch, mà ba người bọn họ là người ủng hộ, vì muốn đưa cô về Yên Kinh. Cô vẫn xem thường Kim Thúy Như, cũng đánh giá thấp Kim Thúy Như. Từ khi nào? Ngay cả cô cũng bắt đầu sử dụng những thủ đoạn hèn hạ như này. Lý Khinh Hồng tức giận nhìn Kim Thúy Như, hàm răng nghiến chặt. Tuy cô và Kim Thúy Như là đối thủ, nhưng cũng biết phẩm hạnh của cô ta khinh thường nói dối, cũng khinh thường thiết kế mai phục. Nhưng sự thật lại nằm ngoài dự liệu của Lý Khinh Hồng. Kim Thúy Như mặt mày lạnh lùng, nếu là những chuyện khác, tôi khinh thường bắt tay với người khác, nhưng chuyện liên quan tới Vương Nhất, tôi không quan tâm nhiều như vậy. Câu nói này đã nói chúng ba người, sắc mặt Vương Lâm rất khó coi, cảm thấy đầu mọc sừng. Kim Thúy Như là vợ chưa cưới của anh ta, nhưng trong lòng cô ta lại tồn tại người đàn ông khác, sao không khiến anh ta tức giận cơ chứ? Sắc mặt của Lý Tinh Sở cũng có hơi khó coi, anh ta thích Kim Thúy Như là chuyện ai cũng biết. Đưa cô chủ đến khách sạn, cố gắng nghỉ ngơi, sáng ngày mai, 9 giờ bay. Lý Tinh Sở phẩy tay rồi gầm lên,
giọng nói tức giận. Rõ. Vệ sĩ của nhà họ Kim đáp một tiếng, sau đó đi về phía Lý Khinh Hồng. Bọn họ không để trong lòng, dù sao Lý Khinh Hồng chỉ là một người phụ nữ trói gà không chặt. Lý Khinh Hồng lại nhấc chân lên, đạp một cước vào đúng QUN của một tên vệ sĩ ở gần nhất. Bụp! Ngay lập tức người đó khép chặt hai chân, mặt mày lập tức tím tái. Lý Khinh Hồng lại nhân cơ hội này, thoát ra ngoài. Lý Tinh Sở tức giận gầm lên, bắt nó về cho tôi. Tất cả vệ sĩ nhanh chóng đuổi theo Lý Khinh Hồng. Kim Thúy Như lại quay đầu, nói với Nhan Dịch Phi, để người phụ nữ đó ra tay, trước 9 giờ sáng mai, không thể dụ Vương Nhất đến. Nhan Dịch Phi gật đầu, sau đó gọi một số điện thoại. Có thể ra tay rồi, người tiếp ứng đã đến. Cùng lúc đó, phòng bệnh ở bệnh viện. Một mình Châu Mỹ Ngọc ngồi trên sofa, bên cạnh là Lý Thiên Dương đang ngủ say và Hồng Phật. Bà ta đã thuốc an thần vào trong nước của Lý Thiên Dương, mua cho Hồng Phật một lọ sữa chua có chứa thuốc an thần, hai người uống xong thì đều ngất đi. Để điện thoại xuống, sắc mặt Châu Mỹ Ngọc cực kỳ tái nhợt. Sau đó run rẩy đứng dậy, đi về phía Lý Thiên Dương. Có điều bà ta không ra tay, mà đi qua đi lại. Không phải căng thẳng, mà đang đắn đo, dù sao đây là chuyện lần đầu tiên bà ta làm vậy. Châu Mỹ Ngọc không ngừng hít thở sâu, cuối cùng dằn lòng, đỡ Lý Thiên Dương dậy. Cốc cốc cốc. Rất nhanh, có tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Châu Mỹ Ngọc sợ hãi hỏi. Tiêm. Bên ngoài truyền tới giọng nói trầm thấp của đàn ông. Bệnh viện căn bản không có y tá nam, Châu Mỹ Ngọc lập tức hiểu, là người của đối phương, bà ta vội vàng vặn khóa cửa, mở cửa ra. Chỉ thấy ở cửa có hai người mặc áo blau trắng đứng đó, liếc nhìn Châu Mỹ Ngọc, người ở trong nhỉ. Có, hai người mau khiêng ông ta xuống, một mình tôi không khiêng được. Châu Mỹ Ngọc vội vàng nói. Trước đó, mệnh lệnh mà người đàn ông thần bí ra lệnh cho bà ta, chính là bắt cóc Lý Thiên Dương. Hai người đàn ông nhìn nhau, một người cõng Lý Thiên Dương, một người đi trước dò đường, Châu Mỹ Ngọc căng thẳng đi theo đằng sau. Ba người không đi thang máy, mà đi lối đi dành cho nhân viên mà chỉ có nhân viên của bệnh viện mới có thể đi. Cả con đường không có ai hết, cho dù có cũng rất nhanh đã rời đi, cả đường tránh né, ba người rất nhanh đã ra khỏi bệnh viện, lên một chiếc xe màu đen. Chiếc xe chạy đi, rất nhanh đã ra khỏi nội thành, đi tới khu ngoại ô hẻo lánh. Trước khi ba người lên xe đều không phát hiện, dưới gầm xe có gắn một thiết bị theo dõi siêu bé. Chúng ta bây giờ đi đâu? Châu Mỹ Ngọc lơm lớp lo sợ hỏi. Một người đàn ông trong đó lại lạnh lùng nói, đừng hỏi, đi thì sẽ biết. Châu Mỹ Ngọc rụt cổ lại, mặt mày rất hoảng hốt. Kít! Đột nhiên, người lái xe bỗng đạp phanh, chiếc xe lập tức dừng ở bên đường. Trong lúc không phòng bị, Châu Mỹ Ngọc đập đầu vào ghế trước mặt, choáng váng. Người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ cũng giật mình, mặt mày đầy phẫn nộ, anh có biết lái xe không thế? Chỉ thấy người lái xe mặt mày nghiêm nghị, chỉ về đằng trước, nói, anh nhìn đằng trước. Bọn họ nhìn theo, lập tức bị dọa giật mình. Chỉ thấy ở giữa đường, đột nhiên có hai người đứng đó. Một dáng người cao ráo, mặc đồ da màu đen. Người còn lại là một cô bé, chỉ khoảng 12,13 tuổi, trong tay còn cầm một bịch sữa chua. Là các người. Thấy Lãnh Nhan và Hồng Phật, Châu Mỹ Ngọc bị dọa cho toàn thân run rẩy, ánh mắt hết sức khó tin, cô không phải đã ngủ rồi sao? Sao đã tỉnh rồi? Hồng Phật khinh thường nói, chút thuốc an thần lởm này còn muốn khiến tôi ngủ à? Nằm mơ. Biết không đi được, hai người đằng trước lập tức rút súng ra, nổ súng về phía Lãnh Nhan và Hồng Phật. Bụp! Tiếng súng vang lên, Lãnh Nhan và Hồng Phật lại không thấy bóng dáng. Ầm! Đột nhiên! Trên nóc xe truyền tới một âm thanh lớn. Lãnh Nhan đấm một quyền vào nóc xe, đập cho nóc xe lõm xuống. Hồng Phật cũng suýt sáo, hai con sâu bay vào trong xe, chui vào trong miệng của hai người đằng trước. Bọn họ ngay cả kêu cũng không kêu được thì đã tắt thở. Lãnh Nhan nhảy xuống xe, mở cửa xe ra, Châu Mỹ Ngọc ngây ngốc ngồi trong xe, bị dọa sợ vô cùng. Đừng, đừng giết tôi. Bụp, Lãnh Nhan một quyền đánh ngất bà ta. Sau đó gọi một cuộc gọi. Thiếu chủ, đã giải quyết xong, mọi chuyện giống như những gì anh nghĩ, người sau lưng liên lạc với Châu Mỹ Ngọc là nhà họ Nhan. Được. Trong điện thoại truyền ra tiếng của Vương Nhất. Tuy chỉ có một từ ngắn ngủi, nhưng lại ẩn chứa sát ý vô tận. Thiếu chủ, cần tôi tới đó không? Lãnh Nhan hỏi, từ đầu dây bên kia,
cô ta nghe thấy tiếng động cơ rất khẽ. Không cần, tôi đích thân đi tìm bọn họ. Giọng nói của Vương Nhất đầy lạnh lẽo. Tuy Lý Khinh Hồng đã dốc hết sức muốn chạy về xe, sau đó lái xe rời đi, nhưng vẫn bị vệ sĩ của nhà họ Kim đuổi kịp, bắt trở về. Giao cho các người. Kim Thúy Như liếc nhìn Lý Khinh Hồng tóc tai xóa ra, dường như mất đi hứng thú, vô vị quay về nhà họ Kim. Vì vậy ở hiện trường chỉ có Lý Tinh Sở, Vương Lâm và Nhan Dịch Phi. Lý Khinh Hồng đã bị khống chế, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm bọn họ. Lý Tinh Sở, anh đối xử với tôi như vậy, không sợ Vương Nhất tìm anh gây phiền phức sao? Lý Tinh Sở cười ha hả, sợ rằng cậu ta muốn tìm tôi gây phiền phức, lúc đó tôi đã áp tải em ở trên máy bay rồi. Có ý gì? Trong lòng Lý Khinh Hồng bỗng rất bất an. Trong lúc chạy trốn, cô đã gọi điện cho Vương Nhất, nhưng lại là đường dây bận. Chỉ thấy Nhan Dịch Phi cười ha hả nói, cô Lý, bây giờ cô vẫn không biết nhỉ. Bên phía ba cô cũng xảy ra chuyện rồi. Chúng tôi đã làm hai chuẩn bị, cho người mang Lý Thiên Dương đi. Cái gì? Lý Khinh Hồng nghe vậy cũng ngây ra, sau đó càng liều mạng mà hét lên, các anh sẽ không được chết tử tế. Lý Tinh Sở bỗng nheo mắt lại, nói, em cho rằng tên phế vật đó rất yêu em sao, hai bên đều xảy ra chuyện, hai chọn một, em cảm thấy cậu ta sẽ cứu bên nào. Lý Khinh Hồng lập tức rơi vào trầm mặc. Điện thoại vừa rồi bận, cô biết Vương Nhất sẽ không đến cứu mình. Tuy Lý Khinh Hồng không trách anh, nhưng ở trong lòng cô vẫn hy vọng Vương Nhất sẽ tới. Đưa đi. Lý Tinh Sở khẽ phất tay, vệ sĩ của nhà họ Kim mang Lý Khinh Hồng chuẩn bị lên xe. Rầm. Vào lúc này, một chiếc xe màu đen lao tới, trong nháy mắt giống như một con trâu được phát điên, lao vào biệt thự của nhà họ Kim. Tuy nhiên lại không giảm tốc, ngược lại tăng tốc độ lao về phía đám vệ sĩ của nhà họ Kim. Bụp bụp bụp. Bỗng chốc, vệ sĩ của nhà họ Kim bị đụng bay. Ai? Bị biến đột nhiên xảy ra, ba người Lý Tinh Sở, Nhan Dịch Phi đều thay đổi sắc mặt. Chiếc xe dừng lại, một bóng người bước xuống. Nhìn bóng người này, Lý Khinh Hồng cực kỳ vui mừng. Chồng! Lý Khinh Hồng cũng không kìm nén được kích động trong lòng, vội vàng ôm lấy Vương Nhất. Vương Nhất nhẹ nhàng gạt ít tóc tơ hơi rối cho cô, dịu dàng hỏi, không sao chứ? Lý Khinh Hồng lắc đầu, ôm anh càng chặt. Vào vừa rồi, khi cô đã rơi vào tuyệt vọng, cảm thấy nhất định sẽ bị đưa đi thì Vương Nhất đến. Có trời mới biết trong lòng cô kích động cỡ nào. Anh đã nói rồi, đừng một mình đi tới nhà họ Kim, nếu không phải anh tới kịp thì xảy ra chuyện rồi. Vương Nhất mặt mày nghiêm nghị. Lý Khinh Hồng cũng hiếm khí đỏ mặt, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy mà nói, giờ không phải có anh sao. Bảo vệ Lý Khinh Hồng ở đằng sau, ánh mắt của Vương Nhất cũng dừng ở trên người ba người Nhan Dịch Phi. Ánh mắt có thể thấy bằng mắt thường đã trở nên lạnh lẽo. Vương Nhất, vẻ mặt của Nhan Dịch Phi, Lý Tinh Sở, Vương Lâm lại trở nên rất nghiêm túc. Tôi đi gọi cô Kim. Nhan Dịch Phi cẩn thận nói muốn trở về. Vương Lâm kéo chặt anh ta, ánh mắt nhìn sáng Vương Nhất tràn ngập sát ý. Chẳng qua chỉ là một thằng ở rể còn con, cần gì phải kinh động Thúy Như. Huống chi, giữa tôi và anh ta cũng có món nợ cần phải tính. Vương Lâm mặt mày dữ tợn. Vừa nghĩ tới người trong lòng Kim Thúy Như thích là Vương Nhất, lệ khí trong lòng anh ta không kìm được mà bốc lên. Ngay sau đó, anh ta gầm lên. Vương Nhất, vốn định đợi sau khi kết hôn xong với Thúy Như rồi đi xử lý anh, không ngờ anh lại chủ động đưa tới tận cửa. Câu nói này, cũng trả lại nguyên vẹn cho các anh. Cơ thể Vương Nhất thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng quét cho ba người, tôi đã tha cho ba người một đường sống. Các anh lại không biết sống chết ra tay với người ở bên cạnh tôi, có từng suy nghĩ hậu quả chưa? Hậu quả? Nhan Dịch Phi lại bỗng cười lạnh một tiếng, người phải suy nghĩ hậu quả là anh. Tôi khuyên anh vẫn là đừng chống trả nữa, ngoan ngoãn giao cô Lý ra, nếu không ba của anh sẽ mất mạng. Trong mắt Vương Nhất lập tức bê án ra sát cơ, Lý Khinh Hồng cũng giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói với Vương Nhất, anh mau đi cứu ba, ba bị người ta bắt đi rồi. Bọn họ vốn tưởng rằng, nghe thấy tin tức này thì Vương Nhất nhất định sẽ nổi giận. Không ngờ Vương Nhất căn bản không đếm xỉa, thậm chí khóe miệng nhếch lên nở nụ cười trào phúng. Ba kẻ ngu xuẩn, từ trong miệng anh từ từ nhả ra mấy từ như này. Ngay lập tức, Nhan Dịch Phi, Lý Tinh Sở và Vương Lâm nổi giận, anh nói cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhan Dịch Phi càng phẫn nộ nói thật với anh. Lý Thiên Dương đã bị người của tôi bắt đi,
sống chết của ông ta, bây giờ nằm trong tay tôi, anh lẽ nào không quan tâm tới sống chết của ba anh hay sao? Vậy sao? Vương Nhất cười lạnh lùng, không bằng, anh gọi một cú điện thoại, hỏi xem người của anh còn ở trên cõi đời này không? Lời này vừa dứt, Nhan Dịch Phi lập tức thay đổi sắc mặt, Lý Tinh Sở và Vương Lâm nhìn nhau, trong lòng cũng nổi lên một dự cảm chẳng lành. Rất nhanh, Nhan Dịch Phi lại cười lên, phô trương thanh thế, anh cảm thấy tôi sẽ tin lời của anh hay sao? Có tin hay không là do anh, dù sao dựa vào hành vi của anh ngày hôm nay, nhà họ Nhan tất vong. Nhan Dịch Phi tức quá hóa cười, được, nếu anh đã không biết trời cao đất dày như vậy, tôi bây giờ gọi người giết ba của anh. Nói xong thì rút điện thoại ra, gọi một cuộc. Vương Nhất, ba rốt cuộc sao rồi? Lý Khinh Hồng lập tức khẩn trương, trong mắt tràn ngập sự tự trách và lo lắng. Nếu không phải do cô cố chấp muốn đến nhà họ Kim cắt đứt với Kim Thúy Như thì cũng sẽ không rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vương Nhất lại cho cô một ánh mắt yên tâm, em tin anh không? Lý Khinh Hồng chợt ngây người, sau đó gật đầu. Cô của bây giờ, tin tưởng Vương Nhất vô điều kiện. Tút tút tút. Điện thoại của Nhan Dịch Phi mãi không có ai nghe. Gọi hai lần, ba lần, đều có kết quả như nhau. Trái tim của anh ta cũng theo đó mà chìm xuống. Mau, gọi người tiếp ứng bên đó xem thử xảy ra chuyện gì. Anh ta gầm lên trong điện thoại. Rất nhanh đã có phản hồi. Chỉ có điều, giọng nói của người ở đầu bên kia vô cùng hoảng sợ. Cậu chủ, người của chúng ta bị hai cô gái giết hết rồi. Giọng nói khá lớn. Ngay cả Vương Nhất và Lý Khinh Hồng ở cách đó không xa cũng có thể nghe thấy. Soạt một cái, vẻ mặt của Nhan Dịch Phi lập tức trở nên sững sờ, sau đó nổi giận. Các người đều là phế vật à, mười mấy người đó, vậy mà bị hai cô gái giết. Không phải, cậu chủ, hai cô gái đó đều quá mạnh, sợ rằng ngay cả cao thủ giỏi nhất của nhà họ Nhan cũng không phải đối thủ. Cô gái dáng cao gần như giết người trong nháy mắt, cô gái nhỏ kia, cô ta. Cô ta có thể gọi sâu, có mấy anh em đều bị cắn chết. Giọng nói của tên thủ hạ cực kỳ sợ hãi, thậm chí mang theo âm run mãnh liệt. Hi hi, tìm được anh rồi. Đột nhiên, ở đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười giòn tan của một cô bé. Chị Lãnh Nhan, chị đã giết 16 người rồi, người này nhường cho em muốn biến cơ thể của anh ta thành trùng đỉnh. Sau đó lại là giọng nói lạnh lùng của một cô gái. Tùy, á, đừng, á. Rất nhanh đã truyền tới tiếng kêu thảm thiết cực kỳ sắc lạnh. Xoẹt xoẹt. Trừ điều này ra, còn có âm thanh có thứ gì đó đang cắn xé. Cầm điện thoại, vẻ mặt của Nhan Dịch Phi trở nên vô cùng sốc. Dần dần, biểu cảm của anh ta trở nên dữ tợn. Vương Nhất, anh dám giết người của nhà họ Nhan tôi. Chiếc quạt gấp trong tay cũng bị anh ta bóp kêu lên. Đây chỉ là mở đầu, hôm nay, anh và nhà họ Nhan của anh đều sẽ tới chỗ Diêm Vương báo cáo. Mặt mày Vương Nhất rất bình tĩnh, cất bước đi về phía Nhan Dịch Phi. Anh là người ân oán phân minh, không cần nghi ngờ gì nữa, Nhan Dịch Phi chính là người đàn ông thần bí liên lạc với Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc. Anh ta khiến Lý Thiên Dương suýt nữa chết vì trúng đạn, còn gián tiếp khiến tập đoàn Lệ Tinh rơi vào vũng bùn, bây giờ lại kêu Châu Mỹ Ngọc bắt cóc Lý Thiên Dương, là kẻ đứng sau của cả sự việc. Người đầu tiên Vương Nhất muốn giết, đương nhiên là anh ta. Khoan đã! Nhan Dịch Phi lại quát to một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất, cười gằn một tiếng, Vương Nhất, anh tưởng anh có thể giết được tôi sao? Vương Nhất cười hờ hững, tôi nghĩ anh biết thực lực của tôi muốn giết anh đơn giản giống như nghiền chết một con kiến. Lời này vừa dứt, sắc mặt Nhan Dịch Phi lập tức tối sầm. Trong hôn lễ của nhà họ Văn, anh ta từng giao thủ với Vương Nhất. Anh ta đã sử dụng hết sức, nhưng căn bản không làm gì được Vương Nhất. Từ đó có thể thấy. Lực đạo của Vương Nhất hơn anh ta. Nhưng anh ta vẫn cười lạnh một tiếng, sức lực lớn, không đại biểu thực lực mạnh, chưa từng đánh, làm sao biết chứ? Vương Nhất lắc đầu, nếu đã như vậy, tôi cho anh một cơ hội khiêu chiến tôi, chỉ cần anh có thể chống đỡ được hai hiệp trong tay tôi thả anh rời đi. Lời này phải nói là rất ngông cuồng, nhưng Lý Tinh Sở lại vô thức lùi lại một bước. Anh ta từng ở Lý thì thấy được sự mạnh mẽ của Vương Nhất, thậm chí đánh anh ta phải tránh né. Chứng minh Vương Nhất không nói phét. Nhan Dịch Phi lại lạnh lùng nói, anh có thân phận gì, tôi có thân phận gì, cũng xứng để tôi đích thân ra tay sao? Anh bây giờ sợ rằng vẫn không xứng để biết nội tình của nhà họ Nhan tôi. Nói đến đây thì anh ta cười gần một tiếng, nhà họ Nhan tôi là nội môn của cả hiệp hội võ đạo,
bên trong cao thủ nhiều như mây, để bọn họ giết anh. Nói xong thì anh ta vỗ tay. Trong nháy mắt, biệt thự của nhà họ Kim nổi gió, ở cửa xuất hiện hơn 10 cường giả có khí tức mạnh mẽ bao vây lấy Vương Nhất. Vương Nhất, ngày chết của anh tới rồi. Trong mắt Nhan Dịch Phi mang theo sự cuồng nhiệt, tức giận gầm lên. Chồng, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi thôi. Thấy nhiều cao thủ nội môn của nhà họ Nhan ép lại như vậy, Lý Khinh Hồng rất lo lắng. Đừng nói tới Vương Nhất, dù cô không hiểu võ đạo cũng nhìn ra chỗ đặc biệt của những cường giả này. Vóc dáng của bọn họ ngược lại không tính là quá cường tráng, thậm chí có người cơ thể còn rất gầy. Nhưng xương gò má của bọn họ đều nhô cao, gân xanh trên trán nổi lên, chỉ đứng ở đó thôi cũng cho người khác cảm giác bức bách vô tận. Tu hành võ đạo tới đột phá cảnh giới, là tu tinh khí thần. Tinh thần của những người này đã đạt tới một ngưỡng rất cao, cũng chỉ còn một bước nữa là luyện ra nội kinh. Lý Tinh Sở và Vương Lâm nhìn đám người này với vẻ mặt nghiêm trọng, không khỏi cảm thán một tiếng, nếu chỉ nhìn thực lực của gia tộc, nhà họ Nhan sẽ không yếu hơn gia tộc tuyến một của Yên Kinh. Đánh giá này rất đúng trọng tâm, Yên Kinh rồng rắn lẫn lộn, thế lực lớn bé giống như rễ cây, đan xen lẫn nhau. Gia tộc tuyến một của Yên Kinh đặt ở tỉnh thành khác, đã có thể tính là bá chủ một phương. Mà thực lực của nhà họ Nhan lại không yếu hơn gia tộc tuyến một của Yên Kinh, có thể thấy sự mạnh mẽ của nhà họ Nhan. Ha ha! Nhan Dịch Phi cười to một tiếng, làm sao nghe không ra ý kiêng kỵ của Lý Tinh Sở và Vương Lâm, sảng khoái nói, trong thiên hạ cao thủ vô số, hiệp hội võ đạo của cả nước đều thần phục chiến thần nhất mạch do võ si võ Sơn Hà sáng lập, người bước ra từ nơi đó mới có thể tính là cường giả, hiệp hội võ đạo của Vương Lâm chúng tôi quả thật không tính là gì. Nhưng đối phó với một thằng ở rể còn con là đủ rồi. Tuy nhiên, anh ta chuyển giọng, nhìn Vương Nhất bằng ánh mặt tội nghiệp. Đây không phải là cao thủ tuyến một của nội môn tôi thì đã khiến anh cảm thấy áp lực, nếu cao thủ đỉnh tiêm của nội môn tôi bước ra, còn không phải sẽ dọa anh đái ra quần hay sao? Nghe thấy lời của Nhan Dịch Phi, Vương Nhất bật cười, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi cảm thấy áp lực? Lẽ nào không phải sao? Vẻ mặt Nhan Dịch Phi lạnh đi, cho dù anh giỏi đánh hơn nữa, có thể là đối thủ của nhiều người như này sao? Vương Nhất sờ mũi, xem ra không lộ chút thực lực thì sẽ bị người khác xem thường. Nói xong thì nói Lý Khinh Hồng, vợ, đợi anh một phút. Nhan Dịch Phi và Vương Lâm sửng sốt, mà những cường giả nội môn kia lập tức mặt mày âm trầm. Ý của anh là trong một phút giải quyết những cường giả nội môn này. Thật sự không biết sống chết, giết anh ta cho tôi. Nhan Dịch Phi tức giận quát lên. Người luyện võ đều có ngạo khí mắt cao hơn đầu, lúc này bị Vương Nhất khinh thường như thế, sớm đã đốt cháy lửa giận của bọn họ. Một tên phế vật. Cần gì nhiều người như vậy, thật là giết gà dùng dao mổ trâu. Một cường giả cười lạnh một tiếng, một mình tôi là đủ rồi. Nói xong thì tung một quyền công kích về phía thiên linh cái của Vương Nhất. Nếu người bình thường ở dưới một quyền này, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng Vương Nhất lại đứng ở đó, không có động tác gì cả. Ha ha, anh ta đã bị dọa tới mức không dám nhúc nhích rồi. Một chiêu giải quyết anh ta. Tất cả cường giả nội môn đồng loạt cười to. Đi chết cho tôi. Trong mắt của cường giả đó cũng vụt qua một tia tàn nhẫn, tức giận gầm lên một tiếng, khí tức đẩy lên đợi ỉnh điểm. Tuy nhiên, khi sắp chạm vào Vương Nhất, anh đột nhiên nhấc tay lên, đấm một quyền xuống. Bụp! Gáy của cường giả đó bị đập mạnh. Nửa tia SN dưới của anh ta còn ở trên không, duy trì trạng thái di chuyển, nhưng nửa thân trên đã bị một quyền của Vương Nhất đấm vào trong đất. Dầm một tiếng. Mặt đất bị đập thủng một cái hố lớn. Còn có tiếng răng rắc rất khẽ vang lên cùng lúc. Chỉ thấy gáy của anh ta lõm xuống với một độ cong rất méo mó, ngay cả giãy giụa cũng không, bị một quyền của Vương Nhất đập chết. Yên tĩnh. Sự tĩnh lặng chết chóc. Tất cả cường giả nội môn đều có ánh mắt sững sờ, không dám tin mà nhìn một màn này. Bao gồm cả Lý Khinh Hồng, cô từng thấy Vương Nhất ra tay, nhưng không ngờ thực lực của anh lại mạnh tới mức độ này. Cổ họng của Nhan Dịch Phi càng bị nghẹn ứ, không phát ra được âm thanh. Là cậu chủ của nhà họ Nhan, anh ta nắm rõ nội môn của Hiệp hội Võ Đạo trong tay. Nguyên hội trưởng Nhan Tề của Hiệp hội Ngoại môn chỉ là một con rối được đẩy ra, luận thực lực, ở nội môn không lọt vào được top 50. Vậy nên lần đó Vương Nhất đánh bại Nhan Tề, Nhan Dịch Phi không hề kinh ngạc. Nhưng lần này, người anh ta dẫn tới đều là cao thủ nội môn hàng Real, thế mà vẫn không qua nổi một hiệp trong tay Vương Nhất. Phải biết, bọn họ là người chỉ cách một chút nữa thì có thể luyện ra nội kinh.
Đột nhiên anh ta dường như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức tái nhợt, vô thức lùi lại một bước. Anh là cường giả nội kình. Những cao thủ nội môn khác cũng ý thức được điểm này, vậy mà không ai dám bước lên, vô thức muốn rời đi. Vương Nhất lại lạnh lùng nói, tôi có để các người sống rời đi à? Ngay sau đó, Vương Nhất đã động. Bụp bụp bụp. Tất cả mọi người đều không nhìn ra anh ra tay như nào, chỉ thấy trước mắt hơi tối đi, giống như mắt lập tức mất đi ánh sáng, sau đó thì bọn họ không nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Vương Nhất xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Nhan Dịch Phi. Ánh mắt chạm vào mắt của Vương Nhất, anh ta vậy mà run rẩy toàn thân. Anh vừa rồi nói, ngày chết của tôi tới rồi. Giọng nói của Vương Nhất không có chút tình cảm, khoảnh khắc này, Nhan Dịch Phi chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, ngay cả sức lùi lại cũng không có. Không, tôi không có ý đó, là ngày chết của tôi tới rồi. Giọng của anh ta mang theo sự run rẩy, vội vàng phủ nhận. Lời của Nhan Dịch Phi lại khiến Vương Nhất cười đầy quỷ dị. Anh nói đúng, ngày chết của anh tới rồi. Ngay sau đó, anh túm cổ họng của Nhan Dịch Phi, nhấc cả người anh ta lên. Đồng thời, lòng bàn tay chợt dùng sức, cổ họng của Nhan Dịch Phi phát ra tiếng xương chèn ép răng rắc. Ánh mắt của Vương Nhất vô cùng lạnh, gọi điện bảo người của cả nhà họ Nhan tới đây, bớt một người, anh chết vào lúc này. Nói xong thì bụp một tiếng, ném Nhan Dịch Phi sang một bên. Nhan Dịch Phi ôm cổ họng dùng sức ho, làm dịu đi cảm giác đau đớn do nghẹt thở mang tới, sau đó không dám chần chừ, vội vàng rút điện thoại gọi điện cho ba của mình. Ba, con sắp chết rồi, ba mau dẫn tất cả người nhà họ Nhan tới nhà họ Kim cứu con. Thấy một màn này, Lý Khinh Hồng ở cách đó không xa đã sốc tới mức nói không thành lời. Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một mặt cuồng bạo như này của Vương Nhất, mà điều này chỉ vì cô. Cùng lúc đó, Hiệp hội Võ Đạo, nội môn nhà họ Nhan. Ba của Nhan Dịch Phi, Nhan Cẩm Lai nhận được điện thoại của con trai, cả người vô cùng phẫn nộ. Truyền lệnh gia chủ, bảo tất cả mọi người của nội môn tập hợp hết ở cửa, có người muốn giết Dịch Phi. Vâng, hội trưởng. Tên thủ hạ vô cùng kinh hãi, vội vàng đi công bố lệnh gia chủ. Lệnh gia chủ là lệnh cảnh giới cấp bậc cao nhất của gia tộc, mọi người buộc phải tuân theo. Rất nhanh, ở cửa nội môn tập trung một đám người, số người vượt qua 20 người. Đây là tất cả người của nhà họ Nhan, hơn nữa ai cũng là cao thủ đỉnh tiêm của nhà họ Nhan. Mắt thấy tất cả cao thủ của nhà họ Nhan tới đủ, trong mắt Nhan Cẩm Lai xẹt qua một tia tàn độc. Tất cả mọi người cùng tới nhà họ Kim cứu con trai của tôi. Nhan Cẩm Lai năm nay đã 69 tuổi, 40 tuổi mới sinh được một thằng con, đương nhiên rất để tâm tới Nhan Dịch Phi. Đặc biệt là Nhan Dịch Phi không chỉ có thiên phú võ đạo xuất sắc, còn có đầu óc hơn người. Càng khiến Nhan Cẩm Lai kiên định với quyết tâm truyền nhà họ Nhan cho anh ta. Nhưng hôm nay lại nhận được điện thoại của con trai, biết được tính mạng của con trai bị người khác uy hiếp thì làm sao không khiến ông ta nổi sát ý. Người uy hiếp con của tôi là một thanh niên tên Vương Nhất. Nghe xong câu này, trong đám người có một người run rẩy người, sau đó vội vàng ngăn cản. Hội trưởng, xin hãy suy nghĩ lại, Vương Nhất này là lang nhân một mình đánh cả Hiệp hội Võ Đạo vào khoảng thời gian trước. Thực lực thâm sâu khó lường. Người này chính là nguyên hội trưởng ngoại môn của Hiệp hội Võ Đạo, Nhan Tề. Tới nay, trên người ông ta vẫn còn quấn băng, nhắc tới chuyện này thì ông ta nghiến răng nghiến lợi. Tất cả chuyện này đều do Vương Nhất ban cho, nhưng ông ta và Vương Nhất lại không có thủ oán trực tiếp, nếu không phải Nhan Dịch Phi dụ dỗ ông ta, chỉ cần giúp anh ta giúp một người thì có thể thăng chức vào nội môn. Kết quả lại là cảnh Vương Nhất một mình độc chiến cả Hiệp Võ Đạo. Cả ngoại môn trở thành trò cười, mà hội trưởng như ông ta cũng rất đài, tới nay thương thế chưa lành. Bụp. Tuy nhiên, lời khuyên mang ý tốt của ông ta lại đổi lại một kích ẩn chứa phẫn nộ của Nhan Cẩm Lai. Im miệng cho tôi, nếu tên Vương Nhất đó đã là tội nhân một khiêu chiến 100, nhà họ Nhan chúng ta càng phải ra tay, ông lại nâng sĩ khí của người khác, diệt đi uy phong của mình. Nhan Cẩm Lai là hội trưởng nội môn, thực lực đương nhiên đạt tới đỉnh phong. Còn vào năm 60 tuổi, luyện ra nội kình. Một quyền đấm xuống, Nhan Tề lập tức sống chết không rõ. Giải quyết Nhan Tề, ông ta lại lập tức nhìn tất cả các cường giả, đanh giọng nói, cứu con tôi, không thể chần chừ, ai còn ngăn cản, Nhan Tề chính là vết xe đổ. Vâng, hội trưởng. Tất cả cường giả của nhà họ Nhan lũ lượt đáp lại. Nhan Cẩm Lai bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, đường chủ Thiết Diện ở đâu? Hội trưởng. Đường chủ Thiết Diện đang trên đường tới.
Nhan Cẩm Lai nhíu mày, khẽ phất tay, không đợi cậu ta nữa, lập tức tới nhà họ Kim. Cùng lúc này, biệt thự của nhà họ Kim. Cúp máy xong, Nhan Dịch Phi hơi chấn định một chút, nói với Vương Nhất, tôi khuyên anh vẫn là thả tôi ra, ba tôi và tất cả mọi người của nhà họ Nhan đã tới, bọn họ không phải người mà đám phế vật vừa rồi có thể so sánh, anh căn bản không phải đối thủ. Vương Nhất lại khẽ mỉm cười, anh nghe không hiểu tiếng người à, tối nay nhà họ Nhan tất vong. Nhan Dịch Phi cuối cùng cũng hiểu, Vương Nhất bảo anh ta gọi tất cả mọi người của nhà họ Nhan tới, không phải là để thương lượng điều kiện, mà muốn một mẻ đánh hết cả nhà họ Nhan. Anh là tìm chết. Nhan Dịch Phi tức quá hóa cười, nhà họ Nhan anh ta có thể chen vào hàng ngũ bốn đại hào môn, không phải dựa vào tài lực hùng mạnh, cũng không phải sự nhẫn nại, mà là thực lực. Thực lực cây ếch ủng bố. Còn Lý Tinh Sở và Vương Lâm ở một bên cũng bị dự định của Vương Nhất làm cho sốc ngang. Diệt một hào môn, tuy gia tộc của bọn họ cũng có thể làm được, nhưng nhất định phải trả giá một chút, mà Vương Nhất lại muốn một mình diệt một tộc. Thật sự là hoang tưởng. Giống như biết thừa suy nghĩ của hai người, Vương Nhất bỗng quay đầu, nhìn bọn họ. Trong nháy mắt, hai người như gặp phải kẻ địch lớn, cũng không dám thở mạnh. Nể tình của hai anh chỉ là người trợ giúp trong kế hoạch lần này, tội không tới mức chết, tôi tha cho hai người một con đường sống. Nếu có lần sau, ngày hôm nay của nhà họ Nhan chính là ngày mai của các anh. Vương Nhất chắp tay đứng đó, giọng điệu lạnh nhạt. Lời này vừa dứt, Lý Tinh Sở và Vương Lâm mặt mày phẫn nộ. Nhan Dịch Phi còn cười thành tiếng, cảm thấy anh nhất định bị điên rồi. Trước tiên không nói Vương Nhất có thể diệt được nhà họ Nhan của anh ta hay không, chỉ riêng gia tộc đằng sau Lý Tinh Sở và Vương Lâm không phải thế lực anh có thể chạm vào. Đó là Vương tộc Yên Đô, Lý Thị và Vương Thị, hơn nữa đằng sau còn dây tới một Tần Thị. Mấy nhà này là một phần ba thế lực của cả Vương tộc Yên Đô. Tim của Lý Khinh Hồng cũng đập thình thịch, Vương Nhất vì cô, vậy mà không tiếc đối đầu với hai đại vương tộc. Cô cảm thấy sốc, đồng thời càng cảm động hơn. Chỉ là nếu có một ngày này, vậy thì người khó xử nhất là cô. Thiếu chủ, chủ nhân, vào lúc này truyền tới hai giọng nói. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn, chỉ thấy hai cô gái một lớn một bé đi vào. Chỉ liếc nhìn, sắc mặt của tất cả những người có mặt ở đây đều trở nên kinh sợ. Cô gái mặc áo da và cô bé này hoàn toàn phù hợp với miêu tả của thủ hạ Nhan Dịch Phi. Đặc biệt là Lãnh Nhan. Chỉ riêng sát khí toàn thân đã khiến người khác không rét mà run. Bọn họ là những cô gái tiêu diệt cả một nhóm người của nhà họ Nhan. Vậy mà gọi Vương Nhất là thiếu chủ và chủ nhân. Nhan Dịch Phi và Vương Lâm cảm thấy khó tin, Lý Tinh Sở từng gặp Lãnh Nhan thì càng không dám thở mạnh. Hoàn hồn lại, Nhan Dịch Phi tức quá hóa cười, đây chính là sự tự tin của anh sao? Vẫn không đủ ư. Vương Nhất lạnh nhạt đáp lại. Nhan Dịch Phi đang muốn lên tiếng. Bỗng nhiên ở cửa truyền tới tiếng động cơ xe. Ba chiếc xe sang đỗ ở một bên, có hơn 20 người bước xuống. Tuy số lượng không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ. Ba, anh họ, cậu, Nhan Dịch Phi lập tức vui mừng, lớn tiếng gọi, bỗng nhiên cười gần với Vương Nhất, tất cả mọi người của nhà họ Nhan tôi đã tới đủ rồi, ngày chết của anh đến rồi. Nhan Cẩm Lai khí thế mạnh mẽ dẫn theo người của nhà họ Nhan đi về phía Vương Nhất. Là cậu uy hiếp con của tôi, kêu tất cả mọi người của nhà họ Nhan chúng tôi tới sao? Trong mắt Nhan Cẩm Lai lóe hung quang, bây giờ tất cả mọi người của nhà họ Nhan tôi đã tới, cậu có thể như nào? Trừ Nhan Cẩm Lai, tuy những cường giả đỉnh tiêm khác của nhà họ Nhan không lên tiếng, nhưng ý lạnh trong mắt đã nói rõ tất cả. Cường giả như này, Lý Khinh Hồng theo lý nên cảm thấy sợ hãi mới đúng, nhưng ở đằng sau Vương Nhất, cô lại không hề sợ. Giống như vai của anh có thể che chắn mọi mưa gió vì cô. Ánh mắt Vương Nhất lạnh nhạt quét qua tất cả mọi người, bỗng nhiên hai mắt hơi nheo lại. Nhan Tề đâu? Giọng của anh như chuông đồng vang lên, inh tai nhức óc. Nhan Cẩm Lai chợt sững người, không ngờ Vương Nhất lại nhắc tới Nhan Tề, lập tức cười khinh thường. Tôi còn tưởng cậu sẽ nói tới ai, không ngờ lại nhắc tới tên phế vật gan thỏ đế đó, ông ta muốn ngăn cản tôi, đã bị tôi phế rồi. Nghe vậy, Vương Nhất cười hờ hững, đáng tiếc, người duy nhất hiểu rõ sự việc của nhà họ Nhan các ông, bị ông phế rồi. Cậu nói cái gì? Vẻ mặt của Nhan Cẩm Lai đanh lại, sau đó quát to, bớt nói nhảm, thả con tôi ra, tôi cho cậu toàn thây. Vương Nhất mặt mày không cảm xúc nói, tôi bảo anh ta nói thế nào ở trong điện thoại, muốn tất cả thành viên của nhà họ Nhan tới đây, bây giờ thiếu mất Nhan Tề, các người cũng không cần thiết sống nữa.
Nghe thấy lời của Vương Nhất, vẻ mặt Nhan Cẩm Lai hơi sững người, sau đó sững sờ. Khẩu khí thật lớn, diệt nhà họ Nhan tôi, cậu đủ tư cách không? Vương Nhất không đáp lại, Lãnh Nhan biết là muốn để bọn họ động thủ. Vì vậy, ánh mắt nhìn sang Hồng Phật. Những tên ô hợp này, chắc không cần tôi ra tay đâu nhỉ. Trước khi Hồng Phật chưa đầu hàng, những việc vặt này sẽ do Lãnh Nhan làm, bây giờ có Hồng Phật rồi, đương nhiên sẽ giao cho người nhỏ nhất làm. Không cần không cần. Hồng Phật nóng lòng chạy tới trước mặt nhà họ Nhan, mặt mày vui vẻ nói, các người ngoan ngoãn, đừng phản kháng, sẽ không có đau đớn đâu. Nhan Dịch Phi đột nhiên gầm lên một tiếng, ba, đừng bị vẻ ngoài của con nhóc này lừa, cô ta biết cổ thuật. Á, vừa dứt lời, đội hình của nhà họ Nhan đã truyền tới tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết tới không báo trước, đội hình của nhà họ Nhan gần như chưa ai kịp phản ứng thì có một thanh niên chết thảm. Hơn nữa tướng chết của anh ta rất thê thảm. Ngũ quan mơ hồ, thất khiếu chảy máu. Con trai. Một lát sau thì truyền tới tiếng kêu thảm vừa phẫn nộ vừa bi thương của một người trung niên. Hai mắt ông ta đỏ ngầu, không màng tất cả muốn lao tới bên thi thể. Đừng đi. Nhan Cẩm Lai cảm nhận được điều không đúng, một tay cản ông ta lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Răng rắc. Chỉ thấy những con sâu béo múc chui ra từ trong mắt, trong mũi, trong miệng của thi thể, nhanh chóng bỏ vào lòng bàn tay của Hồng Phật. Hồng Phật thuận tay thu bọn chúng vào trong lọ, vẻ mặt có hơi tức giận. Tôi nói rồi, các người ngoan ngoãn xếp hàng đứng yên thì sẽ không đau đớn. Một màn này gây sốc cực mạnh ở trong lòng của tất cả mọi người của nhà họ Nhan. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người sử dụng loại kỹ thuật này. Bao gồm cả Lý Khinh Hồng, vẻ mặt cô nhìn Vương Nhất vô cùng sửng sốt. Loại kỳ nhân dị sĩ này vậy mà bằng lòng đi theo Vương Nhất. Nhan Cẩm Lai lại bỗng gầm to một tiếng. Không cần sợ, ra tay trước khi yêu nữ này ra tay là được, cô ta rất dễ đánh bại. Từ trên người Hồng Phật, ông ta không cảm nhận được thực lực võ đạo mạnh mẽ, tùy tiện một cao thủ của nhà họ Nhan, đánh cận thân thì có thể đánh gục cô ta. Điều bó tay duy nhất là khả năng vô cùng quỷ dị của cô ta. Tất cả mọi người nghe vậy thì cùng nhua ra tay, ép gần về phía Hồng Phật. Hồng Phật quả nhiên đã hoảng, tay chân luống cuống lùi lại. Các người có phải đàn ông không thế, lắm người lớn cùng nhau đánh một đứa trẻ như tôi. Nhan Cẩm Lai quát to một tiếng, giết người của nhà tôi, cô đáng chết. Mẹ ơi! Hồng Phật gọi to một tiếng, nhanh chóng chạy ra đằng sau Lãnh Nhan. Bọn họ không ra bài theo lẽ thường, cùng nhau tới em đánh không lại. Không thể dựa dẫm. Trán của Lãnh Nhan xuất hiện ba vạch đen. Cô đi giải quyết đi. Vương Nhất cũng nói với Lãnh Nhan. Anh biết rõ điểm yếu của Hồng Phật, bàng môn tà đạo tới còn được, một khi bị vây đánh, hoặc đánh cận thân thì không có cách gì hết. Vâng, thiếu chủ. Lãnh Nhan đáp một tiếng, sau đó ánh mắt hơi lạnh, trong tay có thêm một con dao sắc bén. Giết cô ta cho tôi. Nhan Cẩm Lai gầm lên. Ông ta không biết thực lực của Lãnh Nhan. Vẫn là Nhan Dịch Phi ở đằng sau nhắc nhở, ba cẩn thận, cô gái này rất mạnh. Nhan Cẩm Lai lại không hề để tâm, người có mạnh nữa, ở trước mặt nội môn chúng ta, cũng không chịu nổi một kích. Con và hai cậu chủ của vương tộc mau về biệt thự tránh đi. Nghe vậy, Nhan Dịch Phi quay đầu nhìn Lý Tinh Sở và Vương Lâm, hai người kia đã muốn đi vào từ lâu. Không biết tại sao, từ sau khi Vương Nhất tới thì trong lòng bọn họ cứ có loại dự cảm không tốt. Còn muốn đi sao? Lãnh Nhan mặt mày không cảm xúc, chân khẽ di chuyển, đuổi theo về phía ba người Nhan Dịch Phi. Đối thủ của cô, là chúng tôi. Nhan Cẩm Lai quát to một tiếng, giết cô ta cho tôi. Soạt soạt soạt. Bỗng chốc, mấy chục cao thủ của nhà họ Nhan cùng lao về phía Lãnh Nhan. Tuy nhiên Lãnh Nhan không thèm liếc nhìn bọn họ. Tốc độ của mấy chục cao thủ nhà họ Nhan đã đủ nhanh, nhưng vẫn không thể chạm vào được góc áo của Lãnh Nhan. Cô giống như bươm bướm bay trong bụi hoa, xuyên qua mấy chục cao thủ. Bụp bụp bụp. Chỉ mấy giây, tất cả cao thủ của nhà họ Nhan đều bị đánh bay. Bù. Một giây sau, con dao trong tay vung lên, bụp một tiếng đâm vào bức tượng ở trên đầu Nhan Dịch Phi sắp đi vào nhà. Lực đạo cực lớn khiến thân con dao vẫn đang lay động. Nhan Dịch Phi trực tiếp bị dọa ngu luôn, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch một tiếng xuống đất, vẻ mặt ngây dại. Dịch Phi. Thấy một màn này, Nhan Cẩm Lai cũng rất sửng sốt, ánh mắt nhìn sang Lãnh Nhan có thêm một tia kinh sợ. Lúc này, ông ta cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lãnh Nhan,
dù là ông ta, đối đầu với Lãnh Nhan cũng không có bao nhiêu phần thắng. Sau đó, ánh mắt của ông ta không nhịn được mà dừng trên người Vương Nhất từ đầu tới cuối chỉ đứng ở một bên lạnh lùng quan sát. Lãnh Nhan là hộ vệ của anh, vậy thực lực của anh sẽ mạnh mẽ nào? Lý Tinh Sở và Vương Lâm cũng bị thực lực của Lãnh Nhan dọa, đặc biệt nơi này là Thiên An, không phải Yên Kinh. Ngay lập tức mặc kệ Nhan Dịch Phi vẫn ở bên ngoài, cách một cái đóng cửa lại. Lúc này Nhan Dịch Phi cũng hoàn hồn, liều mạng đập cửa. Mở cửa, mở cửa. Nhưng bất luận anh ta gõ thế nào, không có ai mở cửa. Chúng tôi muốn gặp Thúy Như. Vừa đi vào, Lý Tinh Sở và Vương Lâm nói với nữ giúp việc của nhà họ Kim. Nữ giúp việc mặt mày lạnh lùng nói, xin lỗi, cô chủ đang nghỉ ngơi, không gặp ai cả. Lý Tinh Sở và Vương Lâm nhìn nhau, vô thức liếc nhìn trần nhà. Sân sau của nhà họ Kim, nhà tổ. Kim Thúy Như xóa tóc ra, để mặc mái tóc dài suôn mượt đó tỏa tung. Cô ta tự mình trang điểm, còn thoa son môi diễm lệ. Trong gương, cô ta rất giống cô dâu đợi gả đi. Bên ngoài phòng loạn thành một mớ, mà người đầu trò như cô ta lại giống như không cảm nhận được, hai tai không nghe chuyện ở bên ngoài. Lãnh Nhan một cước phế đi cao thủ cuối cùng của nhà họ Nhan, ánh mắt lạnh lùng cùng dừng ở trên người Nhan Cẩm Lai và Nhan Dịch Phi. Lúc này, hai ba con như rơi vào hầm băng. Nhan Cẩm Lai bỗng nhìn sang Vương Nhất. Cậu rốt cuộc là ai, tại sao lại có cường giả như này đi theo cậu? Vương Nhất căn bản không đếm xỉa, Lãnh Nhan bật cười một tiếng, thân phận của anh ấy, một con kiến như ông sao có thể hiểu được? Nhan Cẩm Lai nổi giận, nói thế nào thì ông ta cũng là hội trưởng nội môn của Hiệp hội Võ Đạo, vậy mà bị xem thường như này. Tút tút! Vào lúc này, điện thoại của Nhan Cẩm Lai đổ chuông. Nghe thấy nội dung trong điện thoại, trên mặt của ông ta cuối cùng cũng nở nụ cười. Tâm thần yên tâm không ít. Cúp máy, ông ta mặt mày đắc ý nhìn Vương Nhất, cho dù hộ vệ của cậu đã phế tất cả mọi người của nhà họ Nhan tôi, nhưng cậu thật sự có thể tiêu diệt nhà họ Nhan tôi ư? Lãnh Nhan lập tức nổi giận, đang muốn lên tiếng thì Vương Nhất lại xua tay, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Nhan Cẩm Lai. Ông còn có chiêu bài gì sao? Đương nhiên rồi. Trên mặt Nhan Cẩm Lai mang theo sự dữ tợn, nếu cậu đã muốn tất cả thành viên của nhà họ Nhan tôi xuất động, tôi đương nhiên sẽ không giữ lại sức. Vụt. Vừa dứt lời, một tàn ảnh màu đen cũng nhanh chóng tới gần đằng sau Vương Nhất. Lưỡi đao trong tay đâm vào gáy của anh. Thiếu chủ, cẩn thận đằng sau. Lãnh Nhan quát to một tiếng, nhưng đã muộn. Lưỡi đao đã tới gần gáy của Vương Nhất. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Nhất lại ôm lấy Lý Khinh Hồng còn chưa biết xảy ra chuyện gì, hai người đổi vị trí. Soạt. Hàn quang lạnh lẽo chỉ đâm về phía cổ họng của Vương Nhất. Cơ thể của Vương Nhất hơi nghiêng về phía sau. Lưỡi đao sượt qua cổ họng của Vương Nhất, chỉ một chút nữa thì có thể chạm vào. Tuy nhiên, chút khoảng cách này lại như chân trời góc bể. Ánh mắt Vương Nhất lạnh lẽo, bỗng tung cước. Bụp! Bóng đen đó cũng phản ứng nhanh chóng, một kích thất thủ, lập tức lùi sang một bên. Sát thủ của biên giới phía Tây. Nhìn rõ cách ăn mặc của bóng đen đó, mắt của Vương Nhất híp lại. Sâu trong đôi mắt còn xẹt qua một tia sát ý không dễ phát giác. Khi bóng đen đó hiện thân, tất cả mọi người đều nhìn rõ dáng vẻ của Enesta. Trên người mặc bộ đồ đi đêm màu đen, để đầu đinh, cả gương mặt được che bằng một chiếc mặt nạ sắt, ánh lên âm quang lạnh lẽo. Chỉ là một người như này, cả người lại tỏa ra khí tức mạnh mẽ, mạnh hơn cao thủ nội môn của nhà họ Nhan. Nhìn rõ người này, Lý Khinh Hồng cũng hối hận. Bắt đầu có hơi hối hận khi cô một mình chạy tới nhà họ Kim. Đối phương đã bố trí thiên la địa võng, đợi cô chui đầu vào. Vương Nhất không việc gì cả, Lãnh Nhan cũng thở phào, nhưng nghe thấy lời của Vương Nhất, vẻ mặt của cô ta trở nên nghiêm trọng. Thiếu chủ, anh nói người đó đến từ biên giới phía Tây. Không sai. Vương Nhất gật đầu, trầm giọng nói, thân pháp vừa rồi của anh ta, còn cả cách che đậy khí tức đều giống hệt với những người của biên giới phía Tây. Nước Hát có bốn biên cảnh Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi một biên cảnh đều có trọng binh canh giữ. Vương Nhất là ẩn chủ, trấn thủ biên giới phía Bắc, biên giới phía Đông, biên giới phía Tây, biên giới phía Nam đương nhiên cũng có một vị chủ soái trấn thủ. Chỉ có điều, chiến tích mấy năm nay của Vương Nhất đã vượt qua ba biên giới còn lại. Trang bị của vệ sĩ ẩn vu cũng là thứ tối tân nhất trong bốn biên giới, điều này khó tránh khiến chủ soái của ba biên giới kia sinh lòng bất mãn. Vậy thì thú vị rồi. Khóe miệng của Lãnh Nhan cũng nhếch lên nở nụ cười lãnh khốc,
đường đường là cường giả của biên giới phía Tây, vậy mà lại thần phục nhà họ Nhan. Sau khi cô ta đi theo Vương Nhất, cũng từng sống một khoảng thời gian ở bốn biên giới. Nơi đó con người dũng mãnh, chiến sự lớn bé không ngừng, tùy tiện một người đặt ở bên ngoài cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Càng đừng nói cường giả nổi tiếng ở trong bốn biên giới lẫy lừng. Tuy nhiên, Vương Nhất lại chỉ liếc nhìn, mất đi hứng thú. Ngoảnh đầu nhìn sang Nhan Cẩm Lai, đây chính là chỗ dựa của ông sao? Không sai, cậu ta tên Thiết Diện, đến từ biên giới phía Tây. Nhan Cẩm Lai cười lớn, đi tới bên cạnh Thiết Diện, cậu ta mới là cường giả số một của nhà họ Nhan tôi, hộ vệ của cậu có mạnh nữa có thể mạnh hơn Thiết Diện ư? Vậy thì không dễ nói. Lãnh Nhan cười lạnh, theo như tôi biết, biên giới phía Tây ở trong bốn biên giới của nước Hát, chỉ có thể tính là tồn tại đứng bét, hoàn toàn không thể so sánh với biên giới phía Bắc, một cao thủ bước ra từ biên giới phía Tây, có gì đáng để ngông cuồng chứ? Hỗn láo! Nhan Cẩm Lai bỗng nổi giận, chỉ vào Lãnh Nhan nói, danh con, nói phét không biết ngượng mồm. Cô từng tới biên giới phía Tây chưa? Đợi cô đến biên giới phía Tây thì sẽ phát hiện, bản lĩnh mà cô lấy làm kiêu ngạo căn bản không có chỗ dùng. Ba, đừng phí lời với cô ta căn bản không biết chỗ đáng sợ của sát thủ ở biên giới phía Tây. Lúc này, Nhan Dịch Phi cũng không sợ nữa, sau khi nhìn thấy Thiết Diện thì anh ta giống như tìm được chìa khóa chuyển bại thành thắng, vẻ mặt kiêu ngạo. Theo bọn họ thấy, Lãnh Nhan có mạnh nữa, cũng không thể từng tới nơi sinh tử vô thương như biên giới phía Tây, càng không thể so sánh được với sát thủ của biên giới phía Tây như Thiết Diện. Hiếp người quá đáng. Lãnh Nhan nổi giận. Khi cô ta và thiếu chủ hô mưa gọi gió ở biên giới phía Tây, anh ta còn không biết đang chơi bời ở đâu. Lãnh Nhan. Vương Nhất lại đột nhiên quát một tiếng. Lãnh Nhan lập tức thu liễm sát khí lại, quay lại đằng sau Vương Nhất. Thấy một màn này, Nhan Cẩm Lai và Nhan Dịch Phi còn tưởng Vương Nhất đã sợ, lập tức nụ cười trên mặt càng sâu. Quát con, bây giờ biết sợ rồi à, đã muộn rồi. Phế đi nhiều cao thủ của nhà họ Nhan tôi như thế. Cậu cảm thấy cậu còn có mạng để sống nữa không? Nhan Cẩm Lai mặt mày tràn ngập sát ý. Nhan Dịch Phi cũng tức giận nhìn Lãnh Nhan, còn dám cầm dao ném tôi, lát nữa đừng giết cô gái này, tôi muốn chơi cô ta trước, xem cô ta ở trên giường có mạnh như này không? Thiết Diện không nói tiếng nào, chỉ cầm thanh đao, đi về phía Vương Nhất và Lãnh Nhan. Vương Nhất quay đầu nói với Lý Khinh Hồng, em lên xe đợi anh. Được. Lý Khinh Hồng không từ chối. Xoay người chạy về phía xe của mình. Cô biết rõ, ở đây sẽ chỉ liên lụy tới Vương Nhất. Hành vi này càng khiến mắt của Nhan Dịch Phi hơi nheo lại, tôi khuyên anh vẫn nên ngoan ngoãn để Lý Khinh Hồng về Yên Kinh, như vậy tôi có lẽ còn có thể giữ lại một mạng của anh. Vương Nhất cười khinh thường, chẳng qua chỉ có một sát thủ của biên giới phía Tây, các người tự tin vậy à? Nhan Cẩm Lai cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng nhìn anh, nếu đã như vậy, Thiết Diện, đi giết cậu ta. Ân tình cậu nợ nhà họ Nhan tôi sẽ xí xóa, cậu tự do rồi. Thiết Diện trầm mặc một lúc, cuối cùng cầm đao đi về phía Vương Nhất và Lãnh Nhan. Dưới chiếc mặt nạ là một gương mặt cực kỳ lạnh lùng. Tôi không muốn ra tay, các người vẫn là tự kết liễu đi. Giọng nói của ông ta khàn khàn, nói xong thì thuận tay ném ra một con dao. Vương Nhất không đi nhặt, chỉ bỗng nhiên hỏi, Mục Lang sao rồi? Soạt! Lời này vừa dứt. Thiết Diện cả người run rẩy kịch liệt. Bởi vì đeo mặt nạ nên Vương Nhất không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta như nào, nhưng anh đoán ra được, nhất định rất sững sờ. Ông ta vô thức lùi lại một bước, không dám tin mà hỏi, cậu sao lại biết cái tên này? Mục Lang không phải ai khác, chính là chủ của biên giới phía Tây. Trước đây, chủ nhân của bốn biên giới Đông Tây Nam Bắc cạnh tranh vị trí ẩn chủ của biên giới phía Bắc dùng ưu thế tuyệt đối đánh bại chủ nhân của ba biên giới khác. Mục Lang của biên giới phía Tây là người thua sớm nhất. Tên và thân phận của chủ nhân bốn biên giới đều bảo mật, người này sao lại biết? Vương Nhất nhìn Thiết Diện, tiếp tục nói, Thiết Diện, tôi từng nghe nói những chuyện về ông, đi lại trong bốn biên giới, sống dựa vào đơn hàng ám sát, một nhiệm vụ nổi tiếng nhất trong đó. Nói tới đây, anh cố ý khựng lại, thích thú liếc nhìn Thiết Diện. Cơ thể của ông ta rất run rẩy, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, Vương Nhất buốt miệng nói ra. Ám sát ẩn chủ của biên giới phía Bắc. Lời này vừa dứt, không chỉ Thiết Diện sốc, Lãnh Nhan ở một bên cũng có vẻ mặt kinh hãi. Cô ta nhìn Thiết Diện rất lâu, lúc này mới nhớ tới một chuyện xưa. Khi Vương Nhất vẫn chưa là ẩn chủ, Mục Lang từng phái người tới thăm dò nội tình của anh.
người đó chính là Thiết Diện. Kết quả đương nhiên là đại bại quay về. Thậm chí, ông ta ngay cả mặt của Vương Nhất cũng không nhìn thấy thì đã bị một đám cường giả của Ẩn Vu cản lại. Khi đang chuẩn bị hạ lệnh giết, Vương Nhất lại xuất hiện, khẽ xua tay, ra hiệu tha cho ông ta một mạng. Lúc đó, Thiết Diện từ xa nhìn thấy Vương Nhất. Không ngờ mấy năm sau, lại dùng cách thức như này để gặp lại. Cả người Thiết Diện càng run rẩy hơn, thậm chí bắt đầu liên tục lùi lại. Mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt, cả người giống như được vớt lên từ trong sống. Cậu là... Giọng nói của ông ta cũng đang run rẩy, rõ ràng ông ta đã biết đối phương là ai. Nhưng cổ họng giống như bị mắc kẹt, thế nào cũng không nói ra được. Đây là một loại nghiền nát ở phương diện thân phận, còn là sự chấn nhiếp ở tâm linh. Còn muốn giết tôi không? Vương Nhất nheo mắt lại, cười ha hả hỏi. Bụp! Ngay sau đó, Thiết Diện không ra tay nữa, trực tiếp mềm oặt ở trước mặt Vương Nhất, cả người không ngừng run rẩy. Dù cho ông ta 10 lá gan, cũng không dám ra tay với ẩn chủ của biên giới phía Bắc. Thiết Diện của lúc này mặt mày sững sờ và sợ hãi, thậm chí không dám ngẩng đầu, nhìn Vương Nhất. Vừa rồi ông ta suýt nữa bị dọa ngất, đánh chết ông ta cũng không ngờ, người đứng trước mặt ông ta lại là ẩn chủ của biên giới phía Bắc. Cùng lúc này, trong lòng ông ta có một nghi hoặc, đó là ẩn chủ của biên giới phía Bắc không ở biên giới phía Bắc, sao lại ở Thiên An? Chủ nhân của ba biên giới còn lại có biết không? Những nghi hoặc trỗi dậy, nhưng ông ta lại không dám nói ra. Ba con Nhan Cẩm Lai, Nhan Dịch Phi cách đó không xa nhìn thấy một màn này, trực tiếp đơ luôn. Cao thủ mạnh nhất của bọn họ, Thiết Diện, vậy mà không đánh đã khuất phục. Không chỉ không đánh đã hàng, còn quỳ ở trước mặt Vương Nhất. Thiết Diện, ông đang làm cái gì, tại sao không giết cậu ta, còn quỳ ở trước mặt cậu ta? Nhan Cẩm Lai của lúc này vô cùng phẫn nộ, mặt mày xám xịt có thể vắt ra nước. Vẻ mặt của Nhan Dịch Phi lại trở nên có hơi kinh hãi. Tính cách của Thiết Diện anh ta biết, trầm mặc kiệm lời, sát phạt quả quyết, chỉ cần là người ông ta nhận định phải giết, tuyệt đối không sống được tới sáng ngày hôm sau. Nhưng hiện nay lại run rẩy quỳ ở trước mặt Vương Nhất. Chẳng phải có nghĩa, ngay cả Thiết Diện cũng không phải đối thủ của Vương Nhất hay sao? Ba, chúng ta vẫn là mau rời khỏi đây đi, đừng đánh với anh ta nữa. Nhan Dịch Phi vội vàng nói. Nhan Cẩm Lai lại tức giận quát một tiếng, đồ khốn kiếp, người ta đã cưỡi lên đầu của chúng ta không giết gà dọa khỉ, sau này làm sao có chỗ đứng ở Thiên An. Ngay sau đó, ông ta nhìn sang Thiết Diện, vẻ mặt tức giận nói, Thiết Diện, tôi bây giờ ra lệnh cho ông, mau giết cậu ta. Vương Nhất lại nhìn Thiết Diện với vẻ mặt ung dung, dửng dưng nói, tuy tôi không biết trên người ông đã xảy ra chuyện gì, ông cũng không phải người của biên giới phía Bắc, nhưng bất luận bốn biên giới hay là biên giới phía Bắc, đều nên đi đánh kẻ địch, chứ không phải thần phục một nhà họ Nhan còn con, cái ông mất đi không chỉ là tôn nghiêm. Còn cả ngạo cốt của vệ sĩ biên giới phía Tây. Nói đến đây, ánh mắt của Vương Nhất sớm đã trở nên nghiêm nghị. Như một thanh kiếm sắc đâm xuyên trái tim của Thiết Diện. Vương Nhất cúi người xuống, nhìn ông ta. Ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt tôi, vệ sĩ của biên giới phía Tây không nên cúi cái đầu cao ngạo xuống. Câu nói này càng giống như kèm theo ma lực đặc biệt, khiến cơ thể của Thiết Diện lại run rẩy. Ông ta run rẩy ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên nhìn vào mắt của Vương Nhất ở khoảng cách gần. Tháo mặt nạ xuống. Vương Nhất lại ra lệnh. Thiết Diện run rẩy đưa tay lên, gỡ chiếc mặt nạ sắt trên mặt xuống. Gương mặt lộ ra là một gương mặt đáng sợ đầy sẹo. Dù là Lãnh Nhan cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Sao lại bị vậy? Giọng nói của Vương Nhất ngưng trọng. Thiết Diện mặt mày phức tạp, mắt đỏ ngầu, bởi vì nhiệm vụ ám sát thất bại, bị đuổi khỏi biên giới phía Tây, vừa hay trên đường bị đánh lén, bị một quả bom làm cho hủy dung. Vì vậy, ông ta mang theo mặt nạ sắt, gặp người với diện mạo này. Vương Nhất trầm mặc một lúc, vẻ mặt có hơi lạnh lẽo. Mục Lang, anh khẽ lẩm bẩm cái tên này. Cách đó không xa, Nhan Cẩm Lai và Nhan Dịch Phi đã sốc tới mức nói không thành lời. Thiết Diện vậy mà đã tháo mặt nạ xuống. Phải biết, đây là giới hạn của ông ta, dù là bọn họ cũng không dám kêu Thiết Diện tháo mặt nạ sắt xuống. Một lát sau, Mục Cẩm Lai lại tức giận gầm lên, Thiết Diện, tôi kêu ông giết cậu ta. Hành vi của Thiết Diện đã hoàn toàn khơi dậy sát ý của ông ta. Im miệng cho tôi. Ngay sau đó, Thiết Diện lại đeo mặt nạ lên, bỗng xoay người lại, lạnh lùng nhìn Nhan Cẩm Lai. Ông nói cái gì?
Nhan Cẩm Lai và Nhan Dịch Phi đều đần mặt. Thiết Diện làm việc cho bọn họ vậy mà dám kêu bọn họ im miệng. Hai giây sau, vẻ mặt của Nhan Cẩm Lai cuối cùng cũng trở nên xám xịt. Thiết Diện, ông không biết ông có thân phận gì sao? Hay là nói, ông muốn phản bội nhà họ Nhan tôi? Gia chủ Nhan, tôi có thể giết bất cứ ai cho ông, duy nhất người này, tôi không giết được. Thiết Diện lạnh giọng nói, ngoài ra, hai năm nay, tôi cũng đã làm không ít việc cho nhà họ Nhan, sớm đã trả hết ơn thu giữ lúc đầu của các người, mời các người tìm cao nhân khác. Nói xong lại cúi người trước Phương Nhất, nói một câu, cảm ơn ơn không giết của năm đó. Sau đó, cất bước rời khỏi biệt thự của nhà họ Kim. Ông đứng lại cho tôi. Nhan Cẩm Lai lại phẫn nộ chặn ở cửa nhà họ Kim, không cho Thiết Diện rời đi, lời này của ông là có ý gì, tưởng rằng thay tôi giết mấy người thì có thể thoát ly nhà họ Nhan sao? Đây là nằm mơ. Giọng điệu của Thiết Diện cũng trở lạnh, nếu là người khác, tôi tuyệt đối không do dự, nhưng cậu ta, là người mà các người mãi mãi không chọc nổi, muốn giết cậu ta, trước tiên bước qua xác của tôi đi. Lời này nói rất đanh thép, Nhan Cẩm Lai và Nhan Dịch Phi cũng thay đổi sắc mặt. Dáng vẻ này của Thiết Diện ngay cả bọn họ cũng chưa từng thấy. Hỗn láo, cậu ta chỉ là một kẻ ở rể, có gì không thể chọc. Tôi thấy ông là cố ý muốn phản bội nhà họ Nhan tôi. Nhan Cẩm Lai nghiến răng nghiến lợi nói. Ngu xuẩn. Giọng điệu của Thiết Diện lại lạnh đi vài phần, các người lúc đầu thu giữ tôi chẳng qua chỉ là thấy thực lực của tôi mạnh, sau khi thương thế khôi phục thì có thể làm việc cho các người. Bây giờ chúng ta đã hết nợ nần, nếu còn quấn lấy. Đừng trách tôi không niệm tình cũ. Nghe vậy, trong mắt Nhan Cẩm Lai cũng lóe lên một tia tàn độc. Thiết Diện, tôi cho ông thêm một cơ hội suy nghĩ lại, nếu không ông cũng cùng chết đi. Khi nói lời này, khí thế toàn thân Nhan Cẩm Lai sôi sục, rõ ràng đã động sát cơ. Lúc này, Vương Nhất khẽ lên tiếng, Thiết Diện, nên giải quyết như nào, tôi nghĩ trong lòng ông đã có đáp án. Thiết Diện hơi cúi người, vâng, cậu Vương. Ông ta rất thông minh. Không có làm lộ thân phận của Vương Nhất. Ngay sau đó, ánh mắt của ông ta cũng trở nên rét lạnh. Chỉ dựa vào ông cũng muốn giết tôi. Ngay sau đó, trong tay Thiết Diện có thêm một cái móc câu sắc lạnh, sải bước đi về phía Nhan Cẩm Lai và Nhan Dịch Phi. Ba, tình hình không đúng lắm. Cảm thấy sát khí lạnh lẽo trên người Thiết Diện, Nhan Dịch Phi thay đổi sắc mặt. Không sao. Trong mắt Nhan Cẩm Lai cũng ánh lên tia sắc lạnh, lạnh lùng nói, ba là hội trưởng nội môn. Một Thiết Diện còn có thể làm gì được ba chứ? Ngay sau đó, hai chân của ông ta dùng sức giẫm, cả người nhanh chóng lao về phía Thiết Diện. Thiết Diện, nếu cậu đã cố chấp muốn chết thì đừng trách tôi không niệm tình cũ, giết ông trước rồi đích thân ra tay giết tên phế vật này. Nhan Cẩm Lai nổi giận, đấm một quyền về phía ngực của Thiết Diện. Thiết Diện cười lạnh một tiếng, không tự lượng sức mình. Ngay sau đó, ông ta vậy mà không tránh né. Móc câu trong tay cào về phía Nhan Cẩm Lai. Bụp! Giữa hai người phát ra âm thanh trầm thấp. Thực lực của Nhan Cẩm Lai quả thật mạnh mẽ, vậy mà có thể đánh ngang cơ với Thiết Diện. Nhưng rất nhanh thì xuất hiện chênh lệch, thân pháp xuất thần nhập quỷ của Thiết Diện khiến Nhan Cẩm Lai dần rơi vào thế hạ phong. Xoẹt! Quần áo của Nhan Cẩm Lai bị Thiết Diện xé một mảng to. Ông ta càng đánh càng mạnh, móc câu trong tay tung ra. Hội trưởng Nhan! Sống đàng hoàng không tốt ư, cứ phải chọc giận cậu Vương. Còn muốn tôi giết cậu Vương, vậy tôi giết ông trước. Trong mắt Thiết Diện xẹt qua hàn quang, móc câu trong tay tung lên. Bụp, phần bụng của Nhan Cẩm Lai xuất hiện một vết máu sâu. Sau đó thủng một lỗ to, dịch thể chảy ra. Ba, Nhan Dịch Phi hét to một tiếng. Thiết Diện bất thình lình nhìn sang, Nhan Dịch Phi lập tức sững người, quay đầu bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, bụp một tiếng, bị móc câu xuyên thủng lồ âm ngực. Vương Nhất và Lãnh Nhan bình tĩnh nhìn một màn này, không có gì bất ngờ. Nhà họ Nhan rơi vào bước này, đây là sự thật mà bọn họ đều đoán được. Phàm là người bước ra từ bốn biên giới, đều là người có tính khí nóng nảy, không chịu uy hiếp nhất. Đặc biệt là loại nợ Vương Nhất một mạng như Thiết Diện thì càng biết ơn. Nhà họ Nhan lại kêu Thiết Diện đi giết Vương Nhất, ông ta có thể đồng ý sao? Ẩn chủ! Tôi đã thay cậu giải quyết tất cả, Thiên An không còn ai có thể uy hiếp được cậu nữa. Xung quanh không có ai, Thiết Diện cuối cùng cũng gọi thân phận thật của Vương Nhất. Vương Nhất gật đầu, đang chuẩn bị rời khỏi biệt thự của nhà họ Kim thì lại phát hiện Thiết Diện cũng đi theo đằng sau anh. Anh quay đầu liếc nhìn, hỏi, ông bây giờ đã tự do, tại sao không rời đi?
Thiết Diện mặt mày trịnh trọng, mấy năm trước, ẩn chủ từng tha cho tôi một con đường sống, không ngờ tới bây giờ lại mạo phạm ẩn chủ, tôi là người có tội, nếu không làm chút chuyện gì đó, trong lòng rất hổ thẹn. Vương Nhất trầm mặc một lúc, bỗng hỏi, ông muốn đi theo tôi sao? Đúng vậy. Thiết Diện quỳ một gối xuống đất, hai tay để trước ngực, làm nghi thức có tiêu chuẩn cao nhất ở biên giới phía Tây. Vương Nhất cảm nhận được thành ý của ông ta, gật đầu. Nếu ông đã nghĩ xong, vậy thì đi theo tôi đi. Nhưng tôi nói trước với ông, đi theo tôi, ông sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Thiết Diện như chút được gánh nặng mà thở phào, có nguy hiểm hơn nữa có thể nguy hiểm bằng biên giới phía Bắc sao? Vương Nhất mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Cạch! Anh đẩy cửa lớn của nhà họ Kim ra, đanh giọng nói, Lý Tinh Sở ở đâu? Nữ giúp việc của nhà họ Kim thấy thảm cảnh đầy sân thì đâu dám không nói thật. Ở căn phòng đầu tiên trên tầng, Vương Nhất trầm tư một lúc, sau đó nói với Lý Tinh Sở, Thiết Diện và Hồng Phật, ba người đi tìm Lý Tinh Sở, Vương Lâm có thể tha trước, nhưng Lý Tinh Sở, anh ta buộc phải chết. Vâng, thiếu chủ. Trong mắt Lãnh Nhan cũng có chút hàn quang. Thiếu chủ nhiều lần cho anh ta con đường sống, anh ta lại không biết trân trọng, hết lần này tới lần khác bày ra âm mưu. Nên chết từ lâu rồi. Cô ta đang chuẩn bị đi lên thì phát hiện Vương Nhất không đi cùng, mà đi về phía sân sau. Nơi đó là phòng của Kim Thúy Như. Lãnh Nhan lập tức hiểu được cái gì đó, cũng không hỏi nữa. Có một số ân oán, chỉ có một mình thiếu chủ đi. Đi thôi, chúng ta đi tìm Lý Tinh Sở. Lãnh Nhan dẫn Thiết Diện và Hồng Phật mặt mày không cảm xúc đi tới căn phòng đầu tiên, chuẩn bị mở cửa thì phát hiện cửa khóa. Cô ta cười mỉa mai, tưởng như vậy tôi không vào được sao. Ngay sau đó, cô ta nhấc chân lên, đạp mạnh một cước. Rầm. Cửa phòng bị đập vỡ tan. Phát ra âm thanh rất lớn, cũng dẫn tới sự chú ý của người trong phòng. Ai? Lý Tinh Sở và Vương Lâm đều bị dọa giật mình. Sau khi nhìn thấy Lãnh Nhan, Thiết Diện, Hồng Phật thì mặt mày của bọn họ trở nên kinh hãi. Các người sao lại chưa chết? Lãnh Nhan cười lạnh, chúng tôi tại sao lại chết? Bởi vì, Lý Tinh Sở vừa muốn nói sát thủ thuộc biên giới phía Tây của nhà họ Nhan ở đây, bọn họ chắc chắn chết thì ánh mắt lại dừng trên người Thiết Diện ở đằng sau Lãnh Nhan. Ngay lập tức con người cũng sắp rớt ra ngoài. Anh, ánh mắt của Lý Tinh Sở sợ hãi, chỉ vào Thiết Diện, một câu cũng không nói ra được. Rất kinh ngạc có phải không? Khóe miệng của Lãnh Nhan nhếch lên, trào phúng, rõ ràng là kẻ địch, sao lại thành một nhóm? Mặt mày của Lý Tinh Sở và Vương Lâm lập tức biến thành màu tiết heo, ngoài sững sờ thì là sự sợ hãi. Bọn họ cũng muốn biết chuyện này rốt cuộc là sao. Lúc này, Vương Lâm lập tức đứng dậy, các người không thể giết tôi căn bản không phải người trong kế hoạch này. Lãnh Nhan lạnh lùng liếc nhìn anh ta, anh nên cảm ơn thiếu chủ tha cho anh, còn không mau cút. Sắc mặt của Vương Lâm khó coi, nhưng ngại khí thế trên người Lãnh Nhan nên vẫn nuốt cục tức vào trong, rời khỏi biệt thự của nhà họ Kim. Mà thấy một màn này, Lý Tinh Sở cũng nghiến răng nói, lá gan của cô thật lớn, tôi là anh họ của Lý Khinh Hồng, ngay cả tên phế vật Vương Nhất đó cũng không dám ra tay, cô sao dám chứ? Bốp! Vừa dứt lời thì bị Lãnh Nhan tát một cái. Anh cũng biết anh là anh họ của cô Lý sao? Có biết không, thiếu chủ đã động sát tâm với anh, tôi là phụng lệnh tới giết anh. Thiết Diện liếc nhìn Lý Tinh Sở, cô Lãnh Nhan, loại kiến hôi này cần gì cô ra tay chứ, để tôi ra tay là được. Không được, tôi là bé nhất, hai người phải nhường tôi. Hồng Phật lắc đầu, chen miệng vào. Thấy ba người vậy mà tranh luận xem ai giết mình, Lý Tinh Sở cực kỳ sợ hãi. Không, các người không thể giết tôi Lý Thị sẽ không tha cho cô. Anh ta nghiến răng nói. Bụp, Lãnh Nhan đạp anh ta một cước ra đất, sau đó giẫm lên lồ âng ngực của anh ta, nhìn từ trên cao xuống. Đã lúc này rồi, anh còn lôi bối cảnh của anh ra. Nói câu không khách sáo, cho dù cao thủ của Lý Thị các anh tới, hôm nay cũng không cứu được anh. Lý Tinh Sở cuối cùng cũng sợ rồi, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Cô trở về nói với Vương Nhất, tôi sau này không dám đối đầu với anh ta nữa, thật sự không dám nữa, nếu anh ta không tin, tôi có thể làm chó của anh ta. Gâu, gâu, gâu. Nói xong, thật sự học tiếng chó sủa. Tuy nhiên, Lãnh Nhan căn bản không nhúc nhích, anh cảm thấy. Có con chó như anh có tác dụng gì? Ngay sau đó, ánh mắt chợt lạnh đi. Giết! Đằng sau, móc câu trong tay Thiết Diện cào về phía đầu của Lý Tinh Sở. Không, đừng!
Trong mắt Lý Tinh Sở tràn ngập sự sợ hãi, bị dọa cho nhắm tịt mắt. Rầm. Tuy nhiên ngay sau đó, một tia chớp chói mắt xẹt qua bầu trời, chiếu sáng mặt đất. Vụt. Một bóng người mơ hồ giống như quỷ bay vụt qua bên cửa sổ. Ai? Trong nháy mắt, Lãnh Nhan, Thiết Diện và Hồng Phật đều cảm nhận được một loại áp lực rất lớn. Rèm cửa sổ mỏng manh ở bên cửa sổ bay lên, trên ô cửa sổ có một bóng người. Đầu, hai chân giống như dính keo nước, cố định ở bên trên. Giống như một con rơi. Áp lực của Lãnh Nhan tăng lên, sau đó quát to một tiếng, mau giết anh ta. Thiết Diện không chần chừ nữa, cái móc đâm về phía Lý Tinh Sở. Tuy nhiên, Lãnh Nhan vừa quay đầu thì người đàn ông kia lại biến mất. Ngay sau đó, anh ta xuất hiện một cách quỷ dị ở bên cạnh Thiết Diện, một quyền đánh lui anh ta, sau đó mang theo Lý Tinh Sở, lao về phía cửa sổ. Đứng lại. Sắc mặt Lãnh Nhan thay đổi, đuổi theo. Tốc độ của cô ta đã đẩy lên cực hạn, nhưng đối phương vẫn biến mất tăm. Mà ở một bên khác, Vương Nhất cũng đi vào nhà tổ của nhà họ Kim. Kim Thúy Như cũng vừa trang điểm xong, nhìn thấy Vương Nhất, mỉm cười, tôi biết anh sẽ đến đây. Bộp. Tuy nhiên ngay sau đó, Vương Nhất túm lấy cổ của Kim Thúy Như, xách cả người lên không trung. Biểu cảm của Kim Thúy Như lập tức thay đổi, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tôi nhớ đã nói với cô dám ra tay với cô ấy, kết cục chỉ có một con đường chết. Vương Nhất lạnh lùng nói. Mặt mày Kim Thúy Như tái nhợt, nhưng hai mắt từ đầu tới cuối đều nhìn Vương Nhất chằm chằm. Vậy thì ra tay đi. Chết ở trong tay anh, tôi chết không hối tiếc. Nói xong những lời này thì đã tốn hết sức lực của Kim Thúy Như. Vừa dứt lời, Vương Nhất thậm chí từ khóe miệng của cô ta nhìn ra nụ cười giải thoát. Bỗng chốc, lệ khí trong mắt càng đậm. Cô cho rằng tôi không dám. Giọng nói của Vương Nhất đầy lạnh lẽo, bàn tay túm cổ của Kim Thúy Như dần dùng sức. Á! Hai tay của Kim Thúy Như cũng không kìm được mà túm chặt cổ tay của Vương Nhất, hai chân chới với không ngừng đạp loạn. Cô ta sắp bị Vương Nhất bóp CS3T. Cạch! Vào lúc này, cửa của nhà tổ được mở ra. Kim Thành Phong vội vàng lao vào, bục một tiếng, quỳ ở trước mặt Vương Nhất, cầu xin, anh Vương, tôi biết chị họ đã làm chuyện rất quá đáng, nhưng tôi vẫn muốn cầu xin anh, tha cho chị họ. Hai mắt anh ta đỏ ngầu, thở hổn hển. Rõ ràng là vừa mới biết chuyện này. Vương Nhất lại nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng, cậu cũng biết chị họ cậu làm chuyện không thể tha thứ, vậy cậu còn cầu xin tôi tha thứ cho cô ta. Bởi vì chị ấy là chị họ của tôi. Kim Thành Phong gầm lên một tiếng, khi ngẩng đầu lần nữa, trong mắt anh ta đã rơi lệ. Chị ấy có xấu xa cỡ nào cũng là chị họ của tôi, huống chi chị ấy chỉ là còn yêu anh. Chỉ vậy mà thôi. Câu nói cuối cùng, anh ta gần như gầm lên. Giọng nói đanh thép. Vương Nhất cũng rơi vào trầm mặc, lực đạo trong tay không khỏi nới lỏng một chút. Sắc mặt của Kim Thúy Như cuối cùng cũng khôi phục một chút hồng nhuận. Nhưng tôi căn bản không có chút tình cảm nào với cô ta. Vương Nhất lạnh lùng nói, sau đó bục một tiếng, ném Kim Thúy Như ra sàn. Nằm trên mặt sàn lạnh lẽo, Kim Thúy Như giống như con cá thiếu oxy, há miệng hít thở. Qua một lúc lâu, sắc mặt của cô ta mới hoàn toàn khôi phục bình thường. Vương Nhất lạnh lùng liếc nhìn Kim Thành Phong, đây là ân oán giữa tôi và cô ta, cậu đừng xen vào. Kim Thành Phong quỳ ở trên đất, không ngừng lắc đầu, anh sẽ giết chị ấy. Lúc này, trên mặt Kim Thúy Như cũng nở nụ cười tái nhợt, Thành Phong, ra ngoài. Nhưng, chị bảo em ra ngoài. Kim Thúy Như đột nhiên quát lên một tiếng, từ trên đất ngồi dậy. Kim Thành Phong bị dọa giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn Vương Nhất và Kim Thúy Như, do dự hồi lâu thì vẫn đi ra. Trong nhà tổ chỉ còn lại hai người. Kim Thúy Như run rẩy đứng dậy, đi tới trước mặt Vương Nhất, nhìn kỹ anh. Anh vẫn không xuống tay được, có đúng không? Vương Nhất không nhúc nhích, lạnh lùng nói, tôi chỉ cần một lý do cô không tiếc mọi giá cũng muốn ra tay. Kim Thúy Như lắc đầu, không có lý do gì cả, tôi chỉ là muốn thắng cô ta một lần, chỉ vậy mà thôi. Cô ta ngồi lại giường của mình, ánh mắt bỗng trở nên đờ đẫn, kế hoạch này không một kẽ hở. Nhưng tôi cuối cùng vẫn tính hai sai hai điều. Điều gì? Vương Nhất hỏi. Mức độ tàn nhẫn của trái tim tôi và sự quyết tâm của anh. Kim Thúy Như cười rồi nói, đây là hai nguyên nhân duy nhất tôi thất bại. Vương Nhất trầm mặc. Cô ta khựng lại rồi lại nói, lần trước anh không thể giết tôi, nhưng lần này anh chắc có động cơ giết tôi rồi nhỉ. Nói xong thì cô ta ngẩng đầu lên, nhìn Vương Nhất.
Bộp. Vương Nhất lại lần nữa tóm cổ của Kim Thúy Như, nhưng lại không dùng sức. Mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào mắt của Kim Thúy Như, cô nói đúng, tôi quả thật có động cơ giết cô, nhưng dù là vì cô ấy, tôi cũng sẽ không giết cô. Tại sao? Kim Thúy Như nghiến chặt răng, nhìn Vương Nhất, trên đời này chỉ có một người có thể giết tôi, đó chính là anh. Nhưng tôi sẽ không. Vương Nhất nhìn cô ta với vẻ mặt bình tĩnh, cô là một người biết tính toán được mất, nếu là trước đây, tôi và cô ấy đã trở thành gia đình, cô sẽ không ra tay, bởi vì cô biết rõ, chỉ dựa vào lực lượng của một mình cô, không thể chia rẽ chúng tôi. Nhưng cô vẫn làm, bởi vì Lý Tinh Sở hy vọng cô ấy trở về Yên Kinh, điều này khiến cô nhìn thấy một tia hy vọng, cho nên cô cũng chỉ là một người bị lợi dụng, cô cũng cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Giống như những gì cô nói, không có người thắng, chỉ có hai kẻ thua. Kim Thúy Như không lên tiếng, trên mặt hiện ra một tia phẫn nộ. Loại cảm giác này giống như cô ta trần truồng đứng ở trước mặt Vương Nhất, không có một chút bí mật nào. Tôi sẽ không giết cô, ngược lại tôi còn hy vọng cô sống thật tốt, sống lâu trăm tuổi. Vương Nhất bình tĩnh nói, như vậy thì cô có thể tận mắt nhìn thấy tôi và cô ấy sống hạnh phúc bên nhau, chúng tôi sẽ sinh thêm một đứa con nữa, tốt nhất là một bé trai, Long Phượng Cát Tường. Mà cô sẽ cô độc tới già, cho dù kết hôn cũng sẽ không hạnh phúc. Ken két. Vương Nhất nói xong, trong miệng Kim Thúy Như vang lên âm thanh răng bị nghiến vỡ. Sau đó khóe miệng của cô ta chảy ra máu tươi. Vương Nhất, đây chính là cách anh trả thù tôi sao? Vẻ mặt của Kim Thúy Như rất phẫn nộ, tức đến mức cả người phát run. Tôi không trả thù. Vương Nhất lắc đầu, nghiêm túc nói, đây chỉ là giúp cô ấy thoát ra. Nói xong thì anh xoay người rời khỏi nhà tổ của nhà họ Kim. Vương Nhất. Đằng sau truyền tới giọng nói cực kỳ phẫn nộ của Kim Thúy Như. Anh quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Kim Thúy Như, trong lòng không hề gợn sóng. Anh thật tàn nhẫn. Kim Thúy Như cũng đứng dậy, trong mắt chảy ra nước mắt, nhưng trên mặt lại là sự điên cuồng. Vẫn câu nói đó, anh sẽ hối hận khi không giết tôi. Tôi sẽ không để anh và cô ta hạnh phúc, tôi không hạnh phúc, hai người cũng đừng hòng hạnh phúc. Kim Thúy Như gào khóc rít lên. Vương Nhất không đếm xỉa nữa. Đi thẳng ra khỏi nhà tổ của nhà họ Kim. Ở cổng, ba người Lãnh Nhan đã chờ sẵn. Ánh mắt của Vương Nhất lại dừng trên người Thiết Diện với vẻ mặt có hơi tái nhợt, đây rõ ràng là khí huyết không thuận. Sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Lông mày của anh nhíu chặt, lên tiếng hỏi. Sắc mặt của Lãnh Nhan rất khó coi, nét mặt hổ thẹn, thiếu chủ, xin lỗi, chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tinh Sở được người khác cứu đi rồi. Cái gì? Nghe vậy Vương Nhất cũng đanh mắt lại, truy hỏi, bị ai cứu đi? Lãnh Nhan nói lại đầu đuôi sự việc một lượt, Vương Nhất nghe xong thì vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Người đàn ông giống rơi sao? Phải. Thiết Diện gật đầu nói, tôi đang muốn kết liễu Lý Tinh Sở, người đó lại đột nhiên xuất hiện, đánh tôi bị thương. Nhìn thấy tướng mạo của người đó không? Vương Nhất truy hỏi. Ba người lắc đầu. Không nhìn thấy, người đó toàn thân mặc đồ đi đêm màu đen. Trên mặt đeo mặt nạ màu đen, tốc độ rất nhanh. Điều duy nhất có thể xác định, thực lực của người đó rất mạnh. Lãnh Nhan bổ sung, ít nhất hơn tôi. Nghe vậy thì mắt Vương Nhất cũng trở nên sâu thẳm, nhìn bầu trời sắp mưa đó, vẻ mặt ngưng trọng. Đứng ngược dưới mái nhà giống như rơi, không cần nghi ngờ gì nữa, người này chính là rơi mà anh luôn tìm kiếm. Chỉ là điều anh không hiểu là tại sao lại cứu Lý Tinh Sở. Dõi mắt nhìn Vương Nhất và Lý Khinh Hồng rời đi, Kim Thúy Như nhìn biệt thự nhà họ Kim đầy tang tóc, thi thể ngổn ngang, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Phái người dọn dẹp đi. Nói xong câu này, Kim Thúy Như lại quay lại nhà tổ. Kim Thành Phong thấy vậy cũng khẽ thở dài. Sau đêm nay, cục diện của Thiên An nhất định sẽ xảy ra chấn động. Ngay cả nhà họ Nhan cũng bị diệt, sau ngày hôm nay, Thiên An không có thế lực có thể đối kháng với Vương Nhất. Sau khi lệnh người xử lý xong thi thể, Kim Thành Phong và Kim Thúy Như quay lại nhà tổ. Anh ta lại phát hiện Kim Thúy Như ngây ngốc nhìn một cây mai trong sân. Chị họ, chị đang nhìn gì vậy? Do dự một lát, Kim Thành Phong vẫn lấy hết can đảm để hỏi. Kim Thúy Như thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, chị đang đợi cây mai nở hoa. Kim Thành Phong sững người, sau đó lắc đầu. Bây giờ mới tháng 10, mai sao nở được? Sẽ nở. Kim Thúy Như cũng không giải thích, chỉ khẽ nói. Kim Thành Phong thấy vậy cũng không nói gì nữa, anh ta và cô ta cùng nhau nhìn cành cây trơ trọi. Chị phải đi rồi.
Kim Thúy Như đứng dậy, nói. Đi đâu? Kim Thành Phong lập tức tim đập thình thịch, trong lòng có một loại dự cảm. Kim Thúy Như nhìn ra đằng xa, yên kinh. Kim Thành Phong lập tức ngồi phịch một tiếng ra đất. Thật ra, khi anh ta biết một người đàn ông tên Vương Lâm xuất hiện ở bên cạnh chị họ thì anh ta biết sớm muộn sẽ có ngày này. Chị họ không phải người của nhà họ Kim, Kim trong Kim Thúy Như là chị ấy thời niên thiếu để chào đón người của nhà họ Kim mà sửa. Kim Thúy Như cũng không lên tiếng, bầu không khí có hơi thương cảm. Chị họ, Kim Thành Phong bỗng đứng dậy, nhìn Kim Thúy Như rồi lớn giọng nói, bất luận sau này như nào, chị đều là chị họ của em, điểm này không thể thay đổi. Trong mắt Kim Thúy Như hiện ra sự ngạc nhiên. Sau đó, cô ta đi tới trước mặt Kim Thành Phong, khẽ mỉm cười. Tập đoàn Kim Thị giao cho em rồi, sau này chị họ không ở đây nữa, đừng luống cuống tay chân. Vâng, mắt của Kim Thành Phong đã đỏ. Giọng nói cũng có hơi nghẹn ngào. Ngoài ra, quen biết em chị rất vui. Lần đầu tiên Kim Thúy Như nở nụ cười xuất phát từ trái tim, chị nói họ gốc của chị nhé. Họ Diệp, Diệp Thúy Như. Nói xong thì xoay người rời đi. Trong mắt Kim Thành Phong rơi ra nước mắt. Lúc này anh ta nhớ tới lời mà Vương Nhất nói với anh ta từ lâu trước đây. Muốn trở thành chủ của nhà họ Kim không? Bây giờ anh ta cuối cùng cũng như ý nguyện trở thành chủ nhân của nhà họ Kim. Chỉ là vật còn người mất. Bụp! Đột nhiên anh ta quỳ trên đất, dập đầu về phía bóng lưng rời đi của Kim Thúy Như. Chị họ, cảm ơn chị đã bồi dưỡng. Giọng nói đanh thép. Thân hình của Kim Thúy Như cũng hơi khựng lại. Cô ta không có quay đầu, giúp chị chăm sóc cây mai trong sân, hoa mai nở thì nói với chị. Để lại một câu đầy thâm ý như này, Kim Thúy Như, không, nên là Diệp Thúy Như rời khỏi nhà họ Kim mà cô ta đã sống 20 năm. Câu chuyện của sau này sẽ càng thêm đặc sắc. Vương Nhất, tôi đợi anh ở Yên Kinh. Ở một bên khác, Vương Nhất không có cùng với Lý Khinh Hồng về nhà. Khinh Hồng, Lãnh Nhan sẽ đưa em về. Anh còn có việc phải làm. Khi nói lời này, trong mắt Vương Nhất mang theo chút hàn quang. Chuyện của nhà họ Kim đã giải quyết xong, còn lại chuyện của Châu Mỹ Ngọc. Lý Khinh Hồng cũng biết rõ là gì, chỉ khẽ nói, đừng quá cực đoan. Nói xong thì tách khỏi Vương Nhất. Vương Nhất dẫn theo Thiết Diện và Hồng Phật đi tới địa điểm mà Lãnh Nhan đưa. Đó là một nhà kho cũ kỹ ở ngoại ô, địa thế thấp, không khí ẩm ướt. Vừa vào cửa thì nhìn thấy Châu Mỹ Ngọc bị trói ở trên ghế, còn có Lý Mộng Đình co rúm ở trong góc. Cô ta sau khi xảy ra chuyện mới tới, đợi khi cô ta tới thì Lý Thiên Dương đã tỉnh rồi. 3. Vương Nhất đi vào, nhìn thấy Lý Thiên Dương đứng ở một bên, anh cũng thở phào. Nhất, con tới rồi. Khi nói chuyện, ông ta còn liếc nhìn Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình, vẻ mặt lạnh lùng. Một người là người vợ ông ta chung sống hơn 20 năm. Người còn lại là cô con gái ông ta nuôi hơn 20 năm, nhưng người này tới người kia bị dụ dỗ. Ngoài phẫn nộ ra thì càng đau lòng nhiều hơn. Lý Mộng Đình cũng nhìn thấy Vương Nhất, miệng há ra, muốn gọi nhưng không nói ra được một chữ. Châu Mỹ Ngọc càng không dám ngẩng đầu, toàn thân cực kỳ run rẩy. Vương Nhất không có làm khó Lý Mộng Đình, động cơ của Lý Mộng Đình, anh đã biết, chỉ còn lại Châu Mỹ Ngọc. Anh đi tới trước mặt Châu Mỹ Ngọc, mặt mày bình tĩnh hỏi. Tại sao phải làm như vậy? Châu Mỹ Ngọc hoảng hốt, vội vàng vặn người, run rẩy nói, tôi cái gì cũng không nói, tôi là bị ép. Nhan Dịch Phi, lấy cái gì uy hiếp bà? Vương Nhất lạnh lùng nói. Nghe thấy cái tên Nhan Dịch Phi này thì Châu Mỹ Ngọc ngây ra một trận. Bà ta và đối phương liên lạc lâu như vậy cũng không biết đối phương tên là gì, không ngờ Vương Nhất vừa tay thì đã rõ. Điều này chỉ có thể chứng minh hai điểm. Thứ nhất là khả năng quan sát của Vương Nhất quá siêu, thứ hai là bối cảnh của anh quá mạnh. Châu Mỹ Ngọc càng bằng lòng tin loại thứ hai. Lúc này, vẻ mặt càng thêm đờ đẫn. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt của bà ta càng thêm tái nhợt. Tôi không thể nói, bà ta cố lắc đầu. Vương Nhất cũng không để bụng, không muốn nói, không sao hết, tôi đổi một câu hỏi khác, tại sao lại thuê sát thủ giết vợ tôi? Soạt! Lời này vừa dứt. Mặt mày Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình đều tái nhợt. Mẹ nói ra đi. Lý Mộng Đình rơi nước mắt nói, mẹ đừng chấp mê bất ngộ nữa. Con hiểu gì chứ? Châu Mỹ Ngọc cũng gầm lên một tiếng, hốc mắt đỏ ngầu nhìn Lý Mộng Đình, mẹ làm tất cả chuyện này đều là vì con. Vương Nhất lắc đầu, không nói, vậy thì tiếp tục nhốt bà ta, nhốt tới khi nào bà ta chịu nói thì thôi.
Nói xong thì bảo Lý Thiên Dương và Lý Mộng Đình ra ngoài, chuẩn bị khóe cửa nhà kho lại. Ánh mắt của Châu Mỹ Ngọc hoảng sợ, không, Vương Nhất, cậu không thể nhốt tôi, cậu đây là giam cầm, sẽ phải ngồi tù. Cạch, đáp lại bà ta lại là âm thanh cửa sắt đóng lại. Ai tới cứu tôi với? Châu Mỹ Ngọc đã tuyệt vọng. Cùng với sự tuyệt vọng là sự thù hận gia tăng đối với Vương Nhất. Vương Nhất, nếu lần này tôi không chết, sau này nhất định bắt cậu trả giá. Không biết qua bao lâu, Châu Mỹ Ngọc trong lúc mơ mơ hồ hồ, bỗng nhiên bị một luồng ánh sáng hơi yếu làm cho tỉnh giấc. Nhìn kỹ lại, vậy mà là một miếng thủy tinh dài ở trên đất. Bà ta lập tức ngẩng đầu, liếc nhìn trong góc. Chỉ thấy cách đó 2 mét có một ô cửa sổ bị vỡ một nửa. Ngay lập tức vẻ mặt của bà ta chợt vui sướng, nghĩ ra một cách chạy trốn tuyệt vời. Bụp! Bà ta dùng hết sức toàn thân, khiến mình ngã ra đất, sau đó dùng sức mài vào mảnh vỡ thủy tinh ở trên đất. Cả quá trình vô cùng chật vật, nhưng Châu Mỹ Ngọc vẫn kiên trì. Cuối cùng đã cứa đứt dây thừng. Bà ta lại tìm được cái thang, cẩn thận từ trong ô cửa sổ bị vỡ nhảy xuống. Khi nhảy xuống, Châu Mỹ Ngọc chỉ cảm thấy cuộc đời lại tràn ngập hy vọng. Bà ta biến mất ở trong bóng đêm. Mà điều Châu Mỹ Ngọc không phát hiện nhất cử nhất động của bà ta đều nằm trong tầm mắt của Vương Nhất. Vương Nhất dõi theo bà ta lên một chiếc xe, mỉm cười hờ hững. Lý Mộng Đình ở đằng sau thì mặt mày tái nhợt. Đi theo, tôi ngược lại muốn nhìn xem, sau lưng bà ta còn có ai. Vương Nhất cười lạnh, nói với Thiết Diện và Hồng Phật. Chiếc xe lao nhanh suốt đoạn đường, nửa tiếng sau thì tới biệt thự của nhà họ Châu. Vừa xuống xe, Châu Mỹ Ngọc đã lao vào nhà họ Châu. Ba, mau mở cửa, là con. Ai, nửa đêm nửa hôm. Bên trong có một người phụ nữ trung niên mặc đồ ngủ đi ra, chính là mẹ của Châu Quốc Hưng, Châu Vĩ Dạ. Á, sao lại là cô? Khi nhìn thấy Châu Mỹ Ngọc tóc tai rũ rượi, mặt mày nhếch nhác thì Châu Vĩ Dạ lập tức kêu lên một tiếng. Bàn tay vốn muốn mở cửa cũng lập tức thu lại. Sự việc đã đến nước này. Cô còn đến nhà họ Châu làm cái gì? Ba đã không thừa nhận cô là con gái của nhà họ Châu nữa rồi. Trong mắt Châu Vĩ Dạ tràn ngập địch ý, trừ điều này ra, còn có sự sợ hãi. Từ sau chuyện ám sát Lý Khinh Hồng thất bại, trên dưới nhà họ Châu luôn ở trong trạng thái lơm lấp lo sợ. Đừng nói loại người không có địa vị gì ở nhà họ Châu như Châu Vĩ Dạ, dù là chủ của nhà họ Châu, Châu Chí Kiên cũng khó ngủ yên. Vì để bảo vệ bản thân, Châu Chí Kiên dứt khoát một không làm. Hai không ngừng, đơn phương đuổi Châu Mỹ Ngọc ra khỏi nhà họ Châu, chỉ có điều bản thân Châu Mỹ Ngọc không biết. Sau khi biết tin, bản thân Châu Mỹ Ngọc ngây ngốc một hồi, sau đó càng gào lên. Lão già, người xúi dục con thuê sát thủ là ba, người sự việc bại lộ qua cầu rút ván cũng là ba. Sau đó lại nhìn sang Châu Vĩ Dạ với vẻ mặt dữ tợn, trở về nói với lão già đó, mau cho tôi vào, nếu không tôi khai hết tất cả các người ra, mọi người cùng nhau làm đệm lưng cho tôi. Châu Vĩ Dạ bị dọa tái mặt, dùng tay chỉ vào Châu Mỹ Ngọc, nói không ra lời. Cô sao có thể ác độc như vậy? Châu Mỹ Ngọc cười lạnh, tôi ác độc sao? Còn không phải bị các người ép, một mình tôi không lấy ra được 3 tỷ này, may nhờ các người giúp mới thành công thuê được một sát thủ. Nghe đến đây, Châu Vĩ Dạ đâu dám do dự nữa, vội vàng chạy về nhà họ Châu, gọi tất cả mọi người dậy. Nhìn một màn này từ xe, Vương Nhất ở trong xe cũng cười với vẻ lạnh lùng. Không khác mấy với những gì tôi nghĩ, sau lưng Châu Mỹ Ngọc quả nhiên là nhà họ Châu. Sắc mặt Lý Mộng Đình càng thêm tái nhợt, tóm lại đã hiểu được, Vương Nhất là cố ý thả mẹ của cô ta đi, vì để một mẻ tóm gọn. Thiết Diện bỗng hỏi, cần xông vào, tiêu diệt nhà họ Châu không? Vương Nhất lắc đầu, bây giờ vẫn chưa phải lúc, xem tiếp. Tất cả mọi người tiếp tục xem. Chỉ thấy Châu Chí Kiên mặt mày tái xanh đi ra, tuy trong lòng rất không bằng lòng. Nhưng vẫn mở cửa cho Châu Mỹ Ngọc. Hừ, nhiều người tức giận nhìn bà ta như vậy, Châu Mỹ Ngọc cũng không cam tâm yếu thế mà chừng trả lại, ngang nhiên đi vào nhà họ Châu. Bà ta thật sự rất đói, bị nhốt trong nhà kho lâu như vậy, bà ta một miếng cơm, một giọt nước cũng chưa uống, vừa vào cửa thì ăn như hổ đói. Đám người Châu Chí Kiên, Châu Vĩ Dạ nhìn thấy thế, không biết tại sao tất cả mọi người đều có một loại dự cảm đại nạn giáng xuống. Châu Chí Kiên không nhịn được mà nói, Mỹ Ngọc, ăn no chưa? Ăn no rồi thì mau đi đi. Đi, con tại sao phải đi chứ? Châu Mỹ Ngọc cười lạnh không ngớt, con không những không đi, còn muốn ở lại nhà họ Châu, chúng ta đều là người thân, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, không phải sao?
mẹ kiếp ai có nạn cùng chịu với cô. Châu Vĩ Dạ hét lên một tiếng, là họa cô gây ra, đừng đổ lên người nhà họ Châu. Bụp. Châu Mỹ Ngọc đập mạnh đôi đũa xuống, tức giận quát một tiếng, tiện nhân, nơi này có chỗ cho chị nói hay sao? Sau đó lại nhìn sang Châu Chí Kiên, ba tỷ thuê sát thủ, con chỉ bỏ ra 600 triệu, 2.4 tỷ còn lại là các người bỏ ra, ai ở đây cũng có phần, không ai thoát được hết. Nếu con bị bắt, các người cũng khó bảo vệ mình, các người không sợ tôi đi tự thú sao? Châu Mỹ Ngọc lạnh lùng nói. Bỗng chốc không có ai lên tiếng nữa, tất cả mọi người của nhà họ Châu đều có vẻ mặt cực kỳ khó coi. Vậy được rồi, Mỹ Ngọc, con muốn cái gì? Giọng điệu của Châu Chí Kiên yếu đi một phần. Rất đơn giản, làm với con thêm một lần nữa. Trong mắt Châu Mỹ Ngọc tràn ngập sự điên cuồng, công ty của vợ Vương Nhất, cũng chính là công ty của người phụ nữ Lý Khinh Hồng đó sắp phá sản rồi. Người phụ nữ thất thế, không thể có ai giúp cô ta, đây là cơ hội tốt của chúng ta. Trước tiên giết Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, rồi tìm cơ hội giết Lý Thiên Dương. Còn con gái của con, không cần lo lắng, nó không dám báo cảnh sát. Cả nhà họ Châu im như thóc, chỉ có giọng nói âm trầm đó của Châu Mỹ Ngọc. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Châu Mỹ Ngọc, bà ta của lúc này, bọn họ vậy mà cảm thấy rất xa lạ. Đây là một người phụ nữ trong mắt chỉ có thù hận. Làm sai một chuyện thì sẽ nghĩ ra nhiều chuyện sai trái hơn để che đậy. Thấy không ai lên tiếng, Châu Mỹ Ngọc lại nói, mọi người lẽ nào cảm thấy còn đường lùi à, nói thật cho mọi người, tôi vừa rồi là thoát ra từ trong tay Vương Nhất. Không lâu nữa thì phía cảnh sát sẽ tìm tới đây, đến lúc đó tất cả các người sẽ phải ăn cơm tù. Làm hay không làm, chọn đi. Châu Mỹ Ngọc lạnh lùng nói. Những lời này cũng đã động tới Châu Chí Kiên, ông ta nhìn tất cả mọi người, trong mắt là sự quyết tuyệt được, làm cùng con lần nữa, giết ba người bọn họ, không thành công thì thành nhân. Nói xong thì muốn đẩy cửa ra ngoài. Cạch. Tuy nhiên khi đẩy cửa ra, tất cả mọi người đều ngây người. Ở cửa đứng kín cảnh vệ, trong tay ai cũng cầm một khẩu súng. Họng súng lạnh lẽo chĩa vào đầu của tất cả bọn họ. Không chỉ như vậy, bọn họ còn nhìn thấy trong tay cảnh vệ xếp sau còn cầm khiên chống đạn. Người mặc áo giáp cấp 3, đầu đội mũ cấp 3. Trong khoảnh khắc này, bầu không khí hoàn toàn lắng đọng. Tất cả mọi người của nhà họ Châu đều bịch một tiếng mềm nhũn ở trên đất. Châu Mỹ Ngọc cũng bị một màn trước mắt dọa ngây, lập tức giơ hai tay lên. Ôm đầu ngồi xổm trên đất. Trong đội ngũ, một người phụ nữ mặc đồng phục, chính là Bạch Yến. Cô ta lạnh lùng liếc nhìn tất cả mọi người, tôi bắt các người với tội danh giết người chưa thành, bắt cóc, tập trung mưu phản và tự ý tàng trữ súng. Châu Mỹ Ngọc ngây ra hồi lâu, cuối cùng cũng đã hiểu, bà ta bây giờ rơi vào cục diện gì. Các người dựa vào đâu mà bắt chúng tôi? Bà ta có hơi điên cuồng mà gầm lên. Bạch Yến cười lạnh một tiếng, rút một đoạn ghi âm ra. Bên trong lập tức truyền ra giọng nói lạnh lùng của Châu Mỹ Ngọc. Trước tiên giết Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, rồi tìm cơ hội giết Lý Thiên Dương. Còn con gái của con, không cần lo lắng, nó không dám báo cảnh sát. Lúc này, Châu Mỹ Ngọc cũng ngây người, bụp một tiếng, ngồi phịch trên đất. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân. Một người đàn ông cất bước đi vào. Bạch Yến lập tức hành lễ, anh Vương. Vương Nhất, nhìn rõ người tới. Vẻ mặt Châu Mỹ Ngọc đơ ra, cuối cùng cũng hiểu chuyện này là như nào. Thật ra, từ lúc bà ta thoát ra thì Châu Mỹ Ngọc đã cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì thật sự quá dễ dàng, dễ tới mức không giống giam cầm. Thủy tinh vỡ trên đất, cái thang, cửa sổ chạy trốn, giống như là cố ý chuẩn bị cho bà ta. Nhưng lúc đó Châu Mỹ Ngọc không quan tâm nhiều như thế, chỉ có thể kiên trì chạy trốn. Vì vậy... Mỗi một bước hành động của bà ta sau đó đều nằm trong dự liệu của Vương Nhất. Bởi vì anh biết, chỉ một mình Châu Mỹ Ngọc, bất luận bị dụ dỗ lớn cỡ nào, cũng không có gan làm ra chuyện thuê sát thủ giết người như này. Trừ phi sau lưng có thế lực chống lưng. Sự thật chứng minh, Vương Nhất đã đoán đúng. Lý Mộng Đình đứng ở đằng sau Vương Nhất, hai mắt đỏ ngầu, gần như tuyệt vọng, mẹ, tại sao mẹ không nói ra, còn muốn nghĩ cách báo thù. Lý Thiên Dương cũng nhìn Châu Mỹ Ngọc với vẻ mặt âm trầm. Vừa rồi bọn họ đã đứng rất lâu ở cửa lớn nhà họ Châu, cuộc đối thoại của bọn họ ông ta nghe rõ ràng. Trên đường tới đây, Lý Thiên Dương còn nghĩ hy vọng có thể xử lý nhẹ, nhưng tình trạng bây giờ thì thấy, căn bản không thể nhẹ tay, chỉ có thể xử lý mạnh tay. Chuyện này không liên quan tới chúng tôi, muốn bắt cũng không được bắt chúng tôi.
Châu Chí Kiên bị dọa tái mặt, đột nhiên nói với Bạch Yến, là nó, là chủ ý của nó, chúng tôi đều bị người phụ nữ này dụ dỗ. Vậy ư? Trên mặt Bạch Yến nở nụ cười càng sâu, theo như tôi biết, ông Lý bị sát thủ ám sát do là nhà họ Châu các người thuê sát thủ tới. Bây giờ, tên đó đã xa lưới, hơn nữa đã khai ra tất cả. Câu nói này không khác gì cắt đứt triệt để tâm tư muốn thoát tội của Châu Chí Kiên, mặt mày của ông ta tái nhợt. Ánh mắt của Bạch Yến quét qua tất cả mọi người, tất cả những ai bỏ tiền đều là hung thủ, đưa đi toàn bộ. Soạt soạt soạt, lập tức gần như nửa già người của nhà họ Châu bị bắt đi. Nhà họ Châu ở thành phố Thiên An tuy là gia tộc gần tuyến một, nhưng đó là trong tình huống có nhà họ Trần ủng hộ, bây giờ nhà họ Trần đã bị diệt được một khoảng thời gian, nhà họ Châu cũng không còn được như trước. Gia tộc nghèo khổ trăm việc suy tàn, càng là gia tộc nghèo thì càng không có ai đếm xỉa, chỉ có ánh mắt ngập mùi tiền. Người của nhà họ Châu bắt đầu phân chia gia sản, trong 3 tỷ này trừ 600 triệu là do Châu Mỹ Ngọc bỏ ra, 2.4 tỷ còn lại, 90% người của nhà họ Châu đều tham gia. Rất nhanh, nhà họ Châu rộng lớn im như thóc, tất cả những người của nhà họ Châu tham gia vào đều bị bắt đi. Người của nhà họ Châu bị bắt đi, khi đi qua Châu Mỹ Ngọc thì đều liếc nhìn bà ta với ánh mắt oán độc. Trong nháy mắt chỉ còn lại mình bà ta. Ánh mắt của tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn sang Châu Mỹ Ngọc. Mẹ nói ra đi, tại sao lại làm vậy? Trên mặt Lý Mộng Đình đã tràn ngập nước mắt, trong nhiều người như vậy, người đau khổ nhất là cô ta. Châu Mỹ Ngọc phạm tội lớn, mà cô ta là con gái của bà ta, lại không thể không quản bà ta. Châu Mỹ Ngọc cũng biết đại thế đã qua, vẻ mặt ngây ngốc ngồi trên đất. Một lúc sau, bà ta cười thê lương một tiếng, được, mẹ nói tại sao mẹ làm như vậy. Ánh mắt Vương Nhất sâu thẳm, đanh mắt nhìn bà ta, liên quan tới lý do Châu Mỹ Ngọc làm như vậy, anh cũng muốn biết. Lý Thiên Dương lại quay lưng đi, trong mắt chảy ra một giọt nước mắt. Châu Mỹ Ngọc nhìn Lý Mộng Đình, nghiêm túc nói, mẹ làm như vậy đều là vì con. Vì con ư? Nghe vậy thì Lý Mộng Đình sửng sốt. Châu Mỹ Ngọc gật đầu, viền mắt cũng trở nên đỏ ngầu, Lý Khinh Hồng là chị ruột của con, bí mật này mẹ và Thiên Dương giấu hơn 20 năm, tưởng rằng mãi mãi sẽ không bị phát hiện, không ngờ vẫn bị lộ. Vương Nhất lấy Lý Khinh Hồng, đồng nghĩa với việc nó dùng một thân phận khác quay về nhà họ Lý, như vậy ba con nhất định sẽ đặt trọng tâm sang người của nó, đến lúc đó, cái nhà này đâu có địa vị của hai mẹ con chúng ta nữa. Nói đến đây, cảm xúc của Châu Mỹ Ngọc đột nhiên sụp đổ, mặt đầy nước mắt. Con cứ nói mẹ vì tiền, không tiếc bắt con gả vào hào môn, nhưng mẹ làm vậy là vì ai? Con không phải hy vọng con tìm được một gia đình tốt hay sao? Thiên Dương trước kia là người của vương tộc Yên Đô, cho dù là một người hầu, cũng có thân phận tôn quý, nếu có một ngày quay lại Yên Kinh, giá trị di sản của nhà họ Lý sẽ tăng lên rất nhiều, nếu để con gái lớn của ông ấy quay về nhà chúng ta, di sản này còn có phần của chúng ta không? Bà ta trợn to mắt, nhìn chằm chằm Lý Mộng Đình. Rơi nước mắt nói, Mộng Đình, con chỉ là con gái của ông ấy sinh với vợ sau, địa vị làm sao so được với Lý Khinh Hồng. Có vài thứ, chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta đi tranh giành, con biết không? Lý Mộng Đình cũng ngây ra, nước mắt trong mắt giống như thác đổ, rơi xuống. Đủ rồi. Vào lúc này, Lý Thiên Dương luôn trầm mặc đột nhiên quát một tiếng. Sau đó đi tới trước Châu Mỹ Ngọc, lạnh lùng nói, bà mở miệng là nói Khinh Hồng quay về. Địa vị gia đình của bà và Mộng Đình sẽ không giữ được, vậy tôi hỏi bà, những năm nay, tôi có thiên vị với hai người không? Hai người đều là người thân của tôi, mọi thứ của tôi đều là của hai người, chỉ là tôi nợ Khinh Hồng mà thôi. Vừa dứt lời, Châu Mỹ Ngọc cũng trợn mắt há hốc mồm. Sau đó, bà ta gầm lên, chuyện này không thể nào. Lý Mộng Đình cũng hét lên, mẹ, chuyện này là thật. Bất luận là chuyện công ty hay trong nhà. Mọi chữ ký đều là tên của con. Tất cả chuyện này đều là suy nghĩ chủ quan của bản thân mẹ. Lúc này, Vương Nhất cũng đi tới trước mặt Châu Mỹ Ngọc, nói, nếu bà đã sợ tôi và Khinh Hồng tranh tài sản với các người, bà có biết tài sản của tôi có bao nhiêu đâu. Lý Thiên Dương cũng nói, chỉ có bà không biết, mọi thứ của nhà họ Lý hiện nay, đều là nhất cho. Tập đoàn Áo Tân và tập đoàn Lệ Tinh là nó giúp chúng ta lấy được. Tập đoàn Ẩn Long là nó lấy lại. Còn cho tôi. Còn cả 2.640 tỷ tiền tài trợ từ 18 công ty, cũng là nó kéo về. Tiền bạc nó có vượt xa tưởng tượng của bà, chút tài sản của nhà họ Lý tôi, nó sao nhìn chúng chứ? Châu Mỹ Ngọc hoàn toàn ngây ngốc,
mất hồn mất vía mà lắc đầu. Không, chuyện này không phải thật, các người đang lừa tôi. Không lừa bà. Bạch Yến hờ hững nói, bà biết anh ta bây giờ có quyền thế cỡ nào không? Bốn đại hào môn của Thiên An có nhà vì anh ta mà bị tiêu diệt, cũng có nhà thần phục anh ta. Nhà họ Đồng, Diệp cũng vì vậy mà bắt tay làm hòa. Ngay cả người giàu nhất Thiên An, Hồ Hoàng Việt cũng là thủ hạ của anh ta. Chỉ là một chút ích kỷ của mình mà đi thuê sát thủ, nhân vật nhỏ như bà thật sự là cực kỳ đáng thương. Bạch Yến không có phí lời với bà ta nữa, lệnh người đi người đi. Châu Mỹ Ngọc đã bị đưa đi được một lúc, Lý Mộng Đình vẫn mãi không phản ứng lại. Vương Nhất đi tới bên cạnh cô ta, khẽ nói, cô hận tôi không? Lý Mộng Đình hoàn hồn lại, lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười, đây là do bà ấy tự mình chuộc lấy, nhưng nói thế nào đi nữa bà ấy cũng là mẹ tôi, bà ấy bị bắt đi, tôi vẫn có chút đau lòng. Vương Nhất khẽ mỉm cười, không lên tiếng. Lý Mộng Đình lau nước mắt, mỉm cười, tôi biết tôi là tội nhân của công ty, ngày mai tôi sẽ từ chức. Nói xong thì định rời đi. Đợi đã. Vương Nhất lại gọi cô ta lại. Lý Mộng Đình dừng bước chân, cơ thể hơi run rẩy. Chỉ nghe thấy Vương Nhất hờ hững nói, cô mang tới tổn thất lớn như vậy cho công ty, một câu từ chức đơn giản sao mà đủ. Khựng lại một chút, anh tiếp tục nói, tiếp tục ở lại công ty, nhưng không có lương, đợi khi nào cô trả hết số tiền công ty tổn thất thì trả lương tiếp, có vấn đề gì không? Lý Mộng Đình không dễ gì mới dừng khóc thì nước mắt lại trực trào, lắc đầu, không có vấn đề gì. Vương Nhất mỉm cười, đi ra khỏi cửa lớn của nhà họ Châu. Ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, bao giờ chỉ còn khiến công ty quật khởi trở lại. Tút tút tút. Vào lúc này, Lãnh Nhan gọi điện tới. Thiếu chủ, nhạc si tới rồi. Nhạc si. Nghe thấy tin này, Vương Nhất cũng sững người. Anh không gọi nhạc si tới. Từ sau khi anh giải ngũ thì đã giải tán thất si. Tuy bọn họ tự nguyện đi theo anh, nhưng không tới mức vạn bất đắc dĩ. Vương Nhất sẽ không tìm bọn họ. Phải. Lãnh Nhan nói ở trong điện thoại. Cô ấy vốn có một buổi biểu diễn âm nhạc cổ điển ở Giang Thành, nhưng lâm thời thay đổi chủ ý, đặt địa điểm ở Thiên An, hiện nay đã tới Thiên An. Vương Nhất trầm mặc một lúc, nói, ngày mai sắp xếp tôi gặp cô ấy. Cúp máy, anh nhìn bầu trời đêm vô tận tới thất thần. Thật ra anh sao lại không đoán ra ý của nhạc si chứ? Về tới nhà, Vương Nhất đang muốn lên tiếng. Đột nhiên, một làn hương ập tới. Sau đó, một cơ thể mềm mại chui vào trong vòng ôm của anh, hai tay ôm chặt người của anh. Vương Nhất ngạc nhiên, sững người mất vài giây, sau đó trên mặt nở nụ cười dịu dàng, chủ động ôm Lý Khinh Hồng. Sao còn chưa ngủ? Anh mỉm cười hỏi. Đang đợi anh. Hốc mắt của Lý Khinh Hồng có hơi đỏ, Tử Lam đã ngủ rồi, em không yên tâm nên cứ đợi anh trở về. Khựng lại một chút, Lý Khinh Hồng lại hỏi. Trong nhà sao rồi? Vương Nhất đương nhiên biết, nhà này là chỉ cái gì? Tâm tư của Châu Mỹ Ngọc không thay đổi, sự việc đã bại lộ còn muốn bắt tay với nhà họ Châu ra tay với em, bây giờ đã bị bắt về quy án rồi. Nghe vậy, Lý Khinh Hồng rơi vào trầm mặc. Một gia đình đang tốt đẹp lại đi tới điểm cuối. Điều này đối với Lý Khinh Hồng đã lập gia đình, có con mà nói là một chuyện rất thổn thức. Bà ta tại sao phải làm vậy? Lý Khinh Hồng đột nhiên hỏi. Em chẳng qua chỉ là con gái lớn của bà ta tại sao thù địch với em như vậy? Vương Nhất biết trong lòng Lý Khinh Hồng có hơi ấm ức, chỉ là lợi ích dính líu trong này có quá nhiều, cho dù cái gì cũng không làm, cũng sẽ bị người khác coi là hòn đá ngáng đường. Không sao rồi, sau này cũng sẽ không có ai uy hiếp em nữa. Vương Nhất cho Lý Khinh Hồng một ánh mắt ôn hòa, Châu Mỹ Ngọc bị bắt, cả nhà họ Châu bị diệt, đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Lý Khinh Hồng khẽ ừ một tiếng, chỉ cần người không sao, công ty gì đó, cũng không sao cả. Vậy không được. Vương Nhất lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, nguy cơ cũng đồng nghĩa với cơ duyên, nói không chừng vượt qua nguy cơ lần này, tập đoàn Lệ Tinh sẽ cường thịnh hơn. Vương Nhất không nói chuyện nhạc si tới đây cho Lý Khinh Hồng. Vốn anh định dùng cách của mình để giải quyết nguy cơ lần này, không ngờ nhạc si đã tới nên anh đã thay đổi kế hoạch. Ngày hôm sau, tầng trên cùng của tòa nhà quốc tế. Vương Nhất dẫn Lý Khinh Hồng tới phòng làm việc của anh. Anh muốn dẫn em đi gặp ai? Lý Khinh Hồng mặt mày nghi hoặc. Trừ Lý Khinh Hồng, anh còn thông báo cho Vương Thanh Hòa của giải trí Triều Hòa. Hai cô gái đều có vẻ mặt mờ mịt. Lý Khinh Hồng uống ngụm trà, đợi khi tới thì biết.
Lúc này, điện thoại đổ chuông. Vương Nhất nghe máy, gật đầu, để cô ấy vào đi. Sau đó, cửa phòng làm việc mở ra, một cô gái đầy khí chất mặc áo choàng màu trắng, tóc xõa trên vai đi vào. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cô ta, Lý Khinh Hồng và Vương Thanh Hòa đều ngây người. Không phải cô gái này xinh đẹp cỡ nào, mà là khí chất trên người cô ta ngay cả bọn họ là con gái cũng không nhịn được mà cảm thán. Mắt như vì sao, mặt như vầng trăng. Một nụ cười tựa thiên tiên, phiêu miểu như thần. Người chưa tới gần, một mùi thơm thoang thoảng đã bay tới. Một cái mạng che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt bình tĩnh. Hai nữ đồng cũng mặc áo choàng vải đi theo đằng sau, rất giống hình ảnh Quan Âm Bồ Tát nhẹ nhàng đi, đồng tử hoa sen đi theo đằng sau. Nhạc sĩ, sư phụ, Lý Khinh Hồng và Vương Thanh Hòa sửng sốt, mặt mày lộ vẻ mừng rỡ. Người đến chính là Thái Kim Phụng, nhạc sĩ, một trong thất sĩ. Thấy Thái Kim Phụng, cả nước không ai không biết đại danh của nhạc sĩ. Không có nhạc nào cô ta không đánh được, 17 khúc nhạc của Thần Châu, cô ta nắm trong lòng bàn tay. Có lời đồn nói rằng, một khúc thập diễn mai phục, biểu diễn kết thúc, dư âm văng vẳng 3 ngày. Thái Kim Phụng khẽ mỉm cười với Lý Khinh Hồng và Vương Thanh Hòa, giọng nói trong trẻo, vị này là vợ của thiếu chủ nhỉ. Lý Khinh Hồng hơi sửng sốt, vợ của thiếu chủ, là nói cô sao? Cô không nhịn được mà nhìn sang Vương Nhất, lần nữa làm mới nhận thức của cô về Vương Nhất. Thái Kim Phụng lại nhìn sang Vương Thanh Hòa, Thanh Hòa, có lười làm bài tập không? Tâm tính có bấp bênh không? Đệ tử không dám. Vương Thanh Hòa vội cúi đầu. Bài tập là một vài tài nghệ mà Thái Kim Phụng dạy cho cô ta, cho dù bây giờ đã trở thành chủ tịch của giải trí Triều Hòa, mỗi ngày cũng không dám lơ là. Thái Kim Phụng khẽ gật đầu, như vậy rất tốt. Lý Khinh Hồng đã sửng sốt tới mức không nói thành lời, nhạc sĩ rất nhiều người vung tiền như rác cũng không mời được, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Thái Kim Phụng lại nhìn sang Vương Nhất, khẽ mỉm cười nói, thiếu chủ, tình hình đại khái tôi đã biết rồi, không bằng địa điểm của buổi biểu diễn lần này đặt ở đây đi. Vương Nhất chỉ nói một từ. Được. Làm xong việc, Thái Kim Phụng rời đi. Để lại một mình Lý Khinh Hồng sững sờ. Nhạc sĩ muốn tổ chức buổi biểu diễn ở tập đoàn Lệ Tinh. Nếu thật sự là vậy, không những có thể thuận lợi giải quyết nguy cơ lần này, danh tiếng của Lệ Tinh còn vang khắp cả nước. Dù sao mỗi lần biểu diễn của nhạc sĩ đều sẽ thu hút rất nhiều nhân vật lớn trong cả nước tới xem. Cô lần nữa nhìn sang Vương Nhất, vẻ mặt nghiêm túc, anh nói cho em biết. Anh và nhạc sĩ rốt cuộc có quan hệ gì? Mời anh trả lời nghiêm túc. Vương Nhất đáp lại, cô ấy từng là thủ hạ của anh. Trên trán Lý Khinh Hồng chảy xuống 3 vạch đen, anh lại dỗ em vui. Tuy thân phận thật sự của Vương Nhất có thể tôn quý hơn cô, nhưng nếu nói thất sĩ là thủ hạ của Vương Nhất, cô tuyệt đối sẽ không tin. Đối với điều này, Vương Nhất cũng chỉ cười bất lực. Hết cách, nói thật vợ cũng không tin. Không hay rồi. Vào lúc này, Tiêu Dao vội vàng chạy vào, Lý Tổng, thì tổng của Tổng cục Kiến trúc Đô Thị lại tới rồi. Lý Khinh Hồng lập tức đứng dậy, mời ông ta vào. Trên mặt cô có nét lo lắng. Thì Việt Hải tới, chắc chắn là tới tiếp quản công ty. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cùng nhau đi tới văn phòng của tập đoàn Lệ Tinh, chỉ thấy Thì Việt Hải đang ngồi vắt chân ở đó. Nhìn thấy bọn họ tới thì thuận tay ném ra một bản văn kiện. Lý Tổng, bên cô gây ra tổn thất kinh tế cực lớn cho chúng tôi. Ngoài trừ đi tập đoàn Lệ Tinh có giá trị 15.000 tỷ ra, các cô còn phải trả 10% tiền đền bù, cũng chính là tiền vi phạm hợp đồng 1.500 tỷ. Hạn cho các cô trả trong tuần này, nếu không đợi thư của luật sư đi. Đây là hợp đồng chuyển nhượng, cô xem có vấn đề gì không, nếu không có thì ký tên đi. Sắc mặt của Lý Khinh Hồng rất khó coi, thì tổng, còn có cách nào khác không, tập đoàn Lệ Tinh không thể cho các ông được. Nhưng toàn bộ số tiền 18.000 tỷ, tôi sẽ bồi thường cho các ông. Bộp. Thì Việt Hải vỗ vào bàn, mặt mày tức giận, Lý Khinh Hồng, cô coi đây là chuyện mua rau ở chợ, mặc cả giá à? Chủ nhân của tòa nhà giao dự án xây dựng đô thị cho các cô làm là coi trọng các cô ngược lại thì hay rồi, làm hỏng rồi. Không thể thương lượng, buộc phải giao công ty cho chúng tôi. Thái độ cường thế của Thì Việt Hải khiến Lý Khinh Hồng rất khó xử. Đồng thời, động tĩnh ở đây cũng kinh động các bộ phận khác, Phương Huệ dẫn các quản lý cấp cao của Lệ Tinh tới. Lý Tổng, làm sao vậy? Sao vậy, tôi muốn lấy công ty, Lý Tổng của các cô không chịu. Thì Việt Hải cười lạnh, không chịu cũng không sao, chúng ta làm theo trình tự của pháp luật, nếu không trả trong thời hạn quy định,
các người đều phải ngồi tù hết. Giọng nói oang oang của Thi Việt Hải khiến sắc mặt của đám người Phương Huệ cũng trở nên khó coi. Lúc này, Vương Nhất đột nhiên lên tiếng. Khinh Hồng, giao công ty cho bọn họ. Vương Tổng, anh sao có thể nói vậy? Lời này của Vương Nhất vừa dứt, Phương Huệ dưng ngược lông mày, vẻ mặt phẫn nộ nói. Từ sau khi biết được vợ của Vương Nhất là Lý Khinh Hồng, Phương Huệ hoàn toàn cắt đứt tâm tư. Chỉ là nghĩ sau này có thể gặp mặt Vương Nhất ở công ty mỗi ngày là đủ rồi. Nhưng Vương Nhất lại đề nghị để Lý Khinh Hồng đồng ý chuyển giao công ty cho Cục Xây Dựng Đô Thị, điều này khiến Phương Huệ không chấp nhận được. Đám người Tiêu Giao cũng tức giận nhìn nhau. Vương Nhất lại không giải thích, chỉ nhìn Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng cũng rơi vào trầm mặc. Thi Việt Hải lại ngồi trở lại, không hề sốt ruột. Lý Tổng, chồng cô đã nói vậy rồi, cô vẫn là nghe tôi, ký tên đi. Nếu không mọi người gây nhau không vui vẻ, như vậy không tốt. Công ty có thể cho ông, nhưng nếu trả trở lại là khó đấy. Vương Nhất thay đổi lời nói, nhìn Thi Việt Hải khẽ mỉm cười. Bỗng chốc, Thi Việt Hải có vẻ kinh ngạc. Ngây ra một lát thì bỗng mặt mày nổi giận, nực cười. Tôi thu công ty của các cậu thì sao còn trả lại cho các cậu chứ? Vậy thì không dễ nói đâu. Vương Nhất cười ha hả nói, hơn nữa trả hay không, không phải do ông quyết. Thì Việt Hải không biết lời này của Vương Nhất có ý gì, nhưng ông ta nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của Vương Nhất, lập tức cười lạnh một tiếng, cậu uy hiếp tôi. Trước đó là nể tình cậu và Tăng Quốc Vinh Tăng Tổng quen biết mới nể mặt cậu ba phần, đừng có mà không biết tốt xấu. Vương Nhất mỉm cười. Không hề tức giận, cũng không giải thích, chỉ nhìn sang Lý Khinh Hồng, trong mắt mang theo sự cổ vũ. Lý Khinh Hồng do dự rất nhiều, nhưng vẫn hạ quyết tâm. Được rồi, tôi cho ông Lệ Tinh. Lý Tổng, cô làm gì vậy? Phương Huệ, Tiêu Giao đều thay đổi sắc mặt, đồng loạt ngăn cản. Lý Khinh Hồng cũng có vẻ mặt nghiêm túc, tôi biết ý của các cô, nhưng tôi sẽ không để Lệ Tinh rơi vào trong tay người khác. Thì Việt Hải cười khinh thường. Còn nói cái gì mà sẽ không để công ty rơi vào tay của người khác, cô đã bị đá ra rồi. Mặt mày Lý Khinh Hồng lạnh tanh, nhanh chóng ký tên của mình, sau đó đưa trả cho Thi Việt Hải, hy vọng ông đừng hối hận. Cô cũng nhớ tới lời mà nhạc sĩ nói trước đó, hành vi này của Thi Việt Hải nhất định là cầm đá đập chân mình. Thi Việt Hải cất hợp đồng đi, thoáng cái thì cực kỳ tự tin, ra lệnh với bọn họ. Cho các cô nửa ngày, do dọn đồ đạc rồi cút đi. Thấy một màn này, Phương Huệ và Tiêu Giao cũng chỉ dám tức chứ không dám nói. Cho tới khi dõi theo Thi Việt Hải rời đi, bọn họ mới đi tới, chuẩn bị hỏi Lý Tổng tại sao lại giao công ty ra. Vương Nhất lại lắc đầu, tranh nói trước, các vị, mọi người về nhà nghỉ ngơi hai ngày trước, tôi bảo đảm với mọi người, đợi mọi người quay lại, Lệ Tinh vẫn là Lệ Tinh ban đầu. Đám người Phương Huệ, Tiêu Giao đều nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói gì. Được, chúng tôi tin anh. Phương Huệ khẽ nghiến răng, nói với Vương Nhất. Nếu Lệ Tinh không còn, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Phương Huệ dẫn người rời đi. Lý Khinh Hồng liếc nhìn Vương Nhất, hành vi này của anh đã khiến mọi người tức giận. Vương Nhất bất lực khoát tay, hết cách, mọi chuyện suy nghĩ cho đại cục. Công ty tạm thời thuộc sở hữu của Cục Kiến trúc Đô thị, Lý Khinh Hồng và Vương Nhất chỉ có thể về nhà trước. Lúc này, Vương Tử Lam vẫn ở nhà trẻ, trong nhà chỉ có hai người bọn họ. Vương Nhất nhìn căn nhà yên tĩnh, bỗng gọi một tiếng, vợ. Sao vậy? Lý Khinh Hồng vừa để túi xuống. Em không phải muốn cho Tử Lam có thêm một em trai hay sao? Còn tính hay không? Vương Nhất hỏi. Lý Khinh Hồng sững người rất lâu mới hoàn hồn, mặt mày đỏ bừng. Anh sao, còn nhớ? Vương Nhất mỉm cười, trưởng bối của anh từng nói với anh, đời này anh phải làm ba việc. Ăn thịt đắt nhất, uống rượu mạnh nhất. Lấy người phụ nữ nước hát xinh đẹp nhất. Anh bây giờ đều làm được rồi. Lý Khinh Hồng cũng động dung, chủ động đóng cửa lại. Ở một bên khác, Thi Việt Hải cầm văn kiện, lái xe tới một khu cao cấp của người giàu, ấn chuông cửa của nhà mình. Rất nhanh, cửa mở ra, người mở cửa cho ông ta là một ông lão hơn 60 tuổi, tóc bạc trắng. Ba, Thi Việt Hải mỉm cười chào hỏi, sau đó giơ cái túi hợp đồng trong tay lên, nói cho ba một chuyện tốt. Con vừa thu mua một công ty. Thi Chí Ninh lại xua tay, loại chuyện nhỏ này lát nữa rồi nói, còn không mau thay quần áo, cùng ba tham gia một bữa tiệc. Thi Chí Ninh là nhân vật số một của Cục Kiến trúc Đô thị, dựa vào quan hệ của ba ông ta, Thi Việt Hải mới vào được Cục Kiến trúc Đô thị.
Lúc này thấy Thi Chí Ninh mặt mày trịnh trọng, Thi Việt Hải cũng sửng sốt trong lòng, ba, bữa tiệc gì mà ba coi trọng như vậy? Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của Thi Chí Ninh càng thêm trịnh trọng. Nhạc sĩ đến Thiên An tổ chức buổi biểu diễn, nghe nói có rất nhiều nhân vật lớn của các nơi trong cả nước sẽ tới, ngoài lãnh đạo cấp cao của Cục Kiến trúc của Thiên An chúng ta ra, còn có người tổng phụ trách của Thương hội Hồng Ưng, La Tổng, và gia tộc ở thành phố tuyến một như Giang Thành, Ninh Thành, Kim Hà. Hơn nữa bên phía Yên Kinh cũng có người tới. Con nói xem, ba có thể không coi trọng sao? Nhạc sĩ có tiếng đàn văng vẳng ba ngày đó sao? Thi Việt Hải sửng sốt. Phải, trước khi ba nghỉ hưu có thể thăng chức cao hay không thì xem vào lần này. Trong mắt Thi Chí Ninh tràn ngập hy vọng, giống như đổi lại mùa xuân thứ hai, nếu thăng chức, vị trí của ba sẽ giao cho con. Nghe vậy, Thi Việt Hải còn kích động hơn Thi Chí Ninh. Nghe nói, nhạc sĩ đẹp như thiên tiên, không có người đàn ông nào có thể gỡ được vải sa che mặt của cô ta xuống, ông ta sớm đã muốn nghiêm ngưỡng phong thái đó. Ba, con bây giờ đi thay quần áo. Màn đêm buông xuống, một nhà ba người Thi Chí Ninh lái xe tới địa điểm của buổi biểu diễn của nhạc sĩ. Trên đường, ông ta nhìn thấy rất nhiều chiếc xe sáng tới từ nơi khác, biển số xe của mỗi chiếc xe đều có giá trị không nhỏ. Không hổ là nhạc sĩ, một buổi biểu diễn vậy mà có thể thu hút được nhiều nhân vật lớn từ các nơi trên cả nước tới xem như vậy. Thi Việt Hải không nhịn được mà cảm thán. Nhưng dần dần, ông ta phát hiện lộ trình không đúng lắm. Đây không phải đường tới tòa nhà quốc tế hay sao? Ông ta không nhịn được mà hỏi, ba, chúng ta không phải tới buổi biểu diễn hay sao? Sao lại chạy vào khu thương mại? Đây là đường tới địa điểm tổ chức buổi biểu diễn. Thi Chí Ninh trả lời rất hiển nhiên. Thi Việt Hải cảm thấy ba của mình sẽ không nhầm đường, vì vậy cũng không hỏi nhiều. Tuy nhiên, chiếc xe chạy tới trước thì dừng ở dưới tòa nhà quốc tế. Lần này, sắc mặt của Thi Việt Hải hoàn toàn thay đổi. Ba, chúng ta sao lại tới tòa nhà quốc tế? Thi Chí Ninh vẫn mang vẻ mặt rạng rỡ, địa điểm mà tối nay nhạc sĩ biểu diễn là ở tòa nhà quốc tế. Lời này vừa dứt, đầu óc của Thi Việt Hải lập tức trống rỗng, mặt mày khó tin. Rất nhanh thì ông ta đã nhìn thấy mấy chiếc xe sáng đều dừng ở dưới tòa nhà quốc tế. Có một nhóm nhân vật lớn bước ra. Tổng phụ trách của Thương hội Hồng Ưng, La Chí Viễn. Người giàu nhất Thiên An trước kia, Hồ Hoàng Việt. Người giàu nhất Thiên An hiện nay, Tăng Quốc Vinh. Còn có gia chủ của các gia tộc lớn. Trên trán Thi Việt Hải lập tức toát mồ hôi lạnh, cứ cảm thấy dính vào chuyện lớn rồi. Con trai, con làm sao vậy? Nhận ra sắc mặt của Thi Việt Hải không đúng lắm, Thi Chí Ninh hỏi với vẻ kỳ quái. Ba, con không sao. Khóe miệng Thi Việt Hải nhếch lên nở một nụ cười miễn cưỡng, vẻ mặt ngại ngùng nói. Lúc này ông ta chỉ cảm thấy áo sơ mi bị mồ hôi lạnh làm ướt. Sống tới từng tuổi này, ông ta vẫn là lần đầu tiên đụng phải chuyện trùng hợp như này. May mà chỉ là tòa nhà quốc tế, không chắc tổ chức ở nơi nào đó trong tòa nhà. Trong lòng Thi Việt Hải tự an ủi mình, cố tỏ ra bình tĩnh đi vào thang máy với Thi Chí Ninh. Tuy nhiên, khi thang máy đi lên từng tầng thì ông ta không bình tĩnh được nữa. Bởi vì đã lên tầng 50, tập đoàn Lệ Tinh ở tầng 68,88. Sẽ không phải tập đoàn Lệ Tinh chứ? Thi Việt Hải cảm thấy mình sắp không thể hít thở được rồi. Tinh! Lúc này, thang máy dừng ở tầng 68. Thi Chí Ninh cất bước đi ra. Thi Việt Hải mặt mày đần ra, hoàn toàn ngây người. Thật sự là tập đoàn Lệ Tinh. Bây giờ buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, cô nhạc sĩ cũng chưa tới, ba đi nói chuyện với các bạn cũ. Thi Chí Ninh khẽ mỉm cười, xoay người đi về phía bạn cũ trong công việc. Mà Thi Việt Hải đã hoàn toàn ngu luôn rồi, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Nhạc sĩ tổ chức buổi biểu diễn ở tập đoàn Lệ Tinh. Chuyện này sao có thể? Tuy tập đoàn Lệ Tinh cũng có nhà đa năng cho nhân viên sử dụng, nhưng đường đường là nhạc sĩ. Sao lại chọn một xí nghiệp như này để biểu diễn chứ? Đặc biệt là ông ta mới vừa lấy đi tập đoàn Lệ Tinh, còn chưa hoàn toàn tiếp quản, tất cả thiết bị điện tử, ông ta cũng không biết mật mã. Lúc này, có càng nhiều người tới, hơn nữa ai cũng là nhân vật lớn nổi tiếng, tất cả đều đợi ở đại sảnh tiếp khách của tập đoàn Lệ Tinh. Ngoài những người ông ta nhìn thấy như La Chí Viễn, tổng phụ trách của Thương hội Hồng Ưng, Tăng Quốc Vinh và Hồ Hoàng Việt ra, ông ta còn nhìn thấy Lương Nhật Tân, Diệp Kình Hiên, Đồng Yên Nhiên, còn cả Kim Thành Phong của nhà họ Kim, gần như tất cả các thế lực của Thiên An đều tới. Còn có Hạ Lãm, gia chủ của nhà họ Hạ ở Giang Thành, Lục Viên,
gia chủ của nhà họ Lục dẫn cháu của ông ta, Lục Kiệu và khách khanh của thương hội Hồng Ưng, Hàn Vượng. Vừa nghĩ tới việc nhiều nhân vật lớn như này sắp bị nhốt ở ngoài cửa thì ông ta không nhịn được mà muốn nổ tung ra đầu, tim đập thình thịch. Khi đang muốn gọi điện thoại cho Lý Khinh Hồng, đằng sau truyền tới một giọng nói ngân vang. Nhạc sĩ tới. Soạt. Ngay lập tức, cả hội trường nhao nhao cả lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở cách đó không xa. Dưới sự hộ tống của rất nhiều người, một cô gái cổ điển đeo khăn che mặt màu trắng thướt tha đi tới. Hiện trường lập tức trở nên náo nhiệt. Là cô nhạc sĩ. Sống tới tuổi này, cuối cùng cũng gặp được cô nhạc sĩ. Tôi cũng là fan của cô ấy, chỉ là cô ấy tại sao lại chọn nơi này để tổ chức buổi biểu diễn. Tập đoàn Lệ Tinh, tôi nhớ cái tên này rồi, sau này có hợp tác nào thích hợp, ưu tiên suy nghĩ tới bọn họ. Các nhân vật lớn ở đây mặt mày rất kích động, chủ đề bàn luận đều liên quan tới tập đoàn Lệ Tinh và nhạc sĩ. Biểu cảm trên mặt Thi Việt Hải càng lúc càng khó coi, ông ta biết đã xảy ra chuyện rồi. Người đi cùng đang muốn mở cửa thay cho nhạc sĩ, nhưng mở sao cũng không mở được. Vẻ mặt rất tức giận. Chuyện gì đây, người của tập đoàn Lệ Tinh đâu, cô nhạc sĩ đã tới rồi, sao lại ngay cả một người đón tiếp cũng không có. Rất nhanh, rất nhiều nhân vật lớn đợi ở bên ngoài trở nên nóng nảy bực bội. Bọn họ tùy tiện một người cũng không phải người mà tập đoàn Lệ Tinh có thể chọc nổi, hiện nay đứng kín cả một sảnh, tập đoàn Lệ Tinh lại không mở cửa, há lại có cái lý đó. Thi Chí Ninh cũng có vẻ mặt lạnh lùng, tập đoàn Lệ Tinh này thật to gan. Không mời chúng ta vào thì thôi đi, vậy mà từ chối chúng ta ở ngoài cửa. Thi Việt Hải vừa nghe vậy thì mặt mày tái nhợt, không dám thở mạnh. Cô nhạc sĩ, cô đợi chút, cô đi hỏi rõ ngay, tuyệt đối không thể tha được. Rất nhiều nhân vật lớn cười trừ, đứng ở bên cạnh nhạc sĩ. Thái Kim Phụng mặt mày bình tĩnh đứng ở một bên, không hề không vui. Sau đó, bọn họ mặt mày đầy phẫn nộ nói, mau gọi điện cho Tổng Giám Đốc của Lệ Tinh. Hỏi xem bọn họ tại sao không mở cửa cho chúng ta. Rất nhanh thì cuộc gọi được kết nối. Người gọi điện phẫn nộ gầm lên, Lý Khinh Hồng, tập đoàn Lệ Tinh của các cô rốt cuộc có ý gì? Cô nhạc sĩ đã tới rồi, ngay cả cửa cũng không mở. Trong điện thoại lại truyền ra tiếng cười hờ hững của một người đàn ông. Không mở cửa là điều bình thường, bởi vì tập đoàn Lệ Tinh chắc không thuộc về vợ tôi nữa rồi. Tất cả mọi người đều nghe ra, đây là giọng của Vương Nhất. Người thần phục Vương Nhất như đám người La Chí Viễn, Hồ Hoàng Việt, Tăng Quốc Vinh nhìn nhau, giống như đã đạt được một nhận thức chung gì đó, bỗng cười lạnh lùng. Con người của cô Lý chúng tôi rất rõ, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó. La Chí Viễn nói. Không sai, phải tra rõ chuyện này. La Chí Viễn vừa nói xong, rất nhiều nhân vật lớn nịnh nọt ông ta cũng lũ lượt mở miệng. Mặt mày Thi Chí Ninh cũng tức giận. Rốt cuộc là ai dám không mở cửa cho cô nhạc sĩ? Thi Việt Hải bị dọa cho bay mất hồn vía, ba, chúng ta mau về thôi. Về cái gì? Thi Chí Ninh nổi giận, đang muốn quở trách, bỗng nhiên phát hiện mặt mày Thi Việt Hải xám như cho. Ông ta thấy rất lạ nên nói, Việt Hải, con sao thế? Chuyện này rốt cuộc là sao, tập đoàn Lệ Tinh sao không phải của cô Lý? Những người khác đồng loạt cảm thấy sự việc có uẩn khúc. Vương Nhất cười hờ hững. Bây giờ tập đoàn Lệ Tinh đã thuộc của Thi Việt Hải, tại sao không mở cửa thì các người nên tìm ông ta mới đúng. Vương Nhất cúp máy, Thi Việt Hải lập tức trở thành mục tiêu của mọi người. Thi Chí Ninh cũng trợn to mắt một cách trợn mắt há hốc mồm, lập tức nhìn sang Thi Việt Hải, tức giận quát, chuyện này là sao? Thoáng cái bị nhiều nhân vật lớn như này chú ý, Thi Việt Hải sắp bị dọa khóc rồi, con cũng không biết. La Chí Viễn đi tới trước mặt Thi Việt Hải, lạnh lùng nói. Tôi mặc kệ giữa ông và cô Lý xảy ra chuyện gì, bây giờ cô nhạc sĩ còn đợi đó, mau chóng mở cửa cho tôi. Trên trán Thi Việt Hải không ngừng toát mồ hôi lạnh, tôi không biết mật mã. Không biết mật mã? La Chí Viễn cười lạnh, tôi cho ông thêm 2 phút, nếu còn không mở cửa, nhà các người tối nay đợi nhà tan cửa nát đi. Tăng Quốc Vinh cũng hừ một tiếng, dám nhòm ngó tới tập đoàn của cô Lý, tôi thấy ông chán sống rồi. Hồ Hoàng Việt trực tiếp gọi một cuộc điện thoại, lôi bọn họ ra cho tôi, ông ta đã mạo phạm tới cô nhạc sĩ. Bụp, mặt mày Thi Việt Hải đờ đẫn, bụp một tiếng quỳ xuống đất. Tôi không có, tôi bị oan. Bốp, ngay sau đó, mặt của Thi Việt Hải bị tát mạnh một cái. Hai mắt Thi Chí Ninh đỏ ngầu tức giận nhìn ông ta, cái thằng thối tha, mày rốt cuộc đã làm cái gì?
Tập đoàn Lệ Tinh tại sao lại ở trong tay của mày? Mặt mày Thi Việt Hải tái nhợt, toàn thân đang run rẩy. Con chỉ là dựa theo ý của ba, đi thu hồi tập đoàn Lệ Tinh. Trong lúc khẩn cấp, ông ta đã nói ra cả người sai khiến mình. Mặt mày Thi Chí Ninh biến sắc, lại cho Thi Việt Hải một cái tát vào mặt, còn muốn đẩy trách nhiệm lên người tao à? Còn không mau gọi điện cho cô Lý, trả công ty cho cô ấy. Thi Việt Hải vội vàng gọi điện thoại, tuy nhiên lại đường dây bận. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không ai nghe máy. Âm thanh trống rỗng này đồng nghĩa với việc tuyên án tử hình cho Thi Việt Hải. Sắc mặt ông ta trắng như tờ giấy, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, tay cầm điện thoại, toàn thân run rẩy. Thằng mất dạy, gọi được chưa? Thi Chí Ninh đá một đá làm Thi Việt Hải ngã lăn quay, mặt mũi âm trầm chất vấn. Ông ta cũng sợ chứ. Mặc dù ông ta là người đứng đầu, nhưng so sánh với một nhân vật lớn cổ vũ cho nhạc si trong đêm nay, ông ta chẳng đáng để nhắc tới. Nhưng con trai của ông ta đã ngăn cản cuộc vui của mọi người, ngay cả cô nhạc si cũng bị cản ở ngoài cửa. Đây là một sai lầm lớn. Chỉ cần sơ sót một chút, ông ta cũng sẽ bị cắt chức. Thi Việt Hải run giọng nói, ba ơi, không thể gọi điện thoại cho cô Lý được. Bốp! Thi Chí Ninh tức giận đánh một bàn tay vào mặt ông ta, hét lên, tiếp tục gọi cho tao. Thi Việt Hải chỉ có thể tiếp tục gọi điện thoại. Nhưng mà liên tục gọi, lần nào cũng là báo xin lỗi thuê bao quý khách vừa gọi không kết nối được. Lúc này, Thái Kim Phụng bước tới, đứng từ trên cao nhìn ông ta. Đây là lần đầu tiên mà Thi Việt Hải nhìn nhạc si ở một khoảng cách gần như thế. Đẹp, thật sự rất đẹp, khí chất hơn người, nhưng lớp lụa mỏng che mặt lại mang theo vài phần tức giận. Trong đôi mắt lấp lánh lại là một ánh sáng lạnh lẽo. Tôi không biết giữa ông và tập đoàn Lệ Tinh có thù hận gì trên thương trường, tôi và cô Lý tổng giám đốc của Lệ Tinh có qua lại với nhau, một đồ đệ của tôi còn là bạn hợp tác của tập đoàn Lệ Tinh. Nói xong, cô ta duỗi năm ngón tay tinh tế ra. Tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy, 5 phút. Nếu như trong vòng 5 phút mà không mở cửa ra thì tôi sẽ rời khỏi đây. Trong những buổi biểu diễn sau này, thành phố Thiên An sẽ bị gạch tên. Lời này vừa mới nói ra, những nhân vật lớn đến từ nơi khác vui ra mặt. Thiếu đi một thành phố, vậy thì thành phố của bọn họ sẽ tăng khả năng được chọn. Những thế lực thuộc về Thiên An thì lại luống cuống. Tăng Quốc Vinh vô cùng tức giận, đè nén sự bực tức trong lòng mà mắng chửi, Thi Chí Ninh còn không mau mời cô Lý đến đây. Ăn gan hùm mật báo rồi à, lại dám thâu tóm công ty của cô Lý. Nhưng mà công ty của bọn họ đã khiến chúng tôi phải tổn thất nặng nề. Thi Việt Hải vừa định giải thích thì lại bị Tăng Quốc Vinh đạp một đạp ngã dưới đất. Biểu cảm của ông ta vô cùng dữ tợn. Nếu như ông còn nói nhảm thêm một câu, bây giờ tôi sẽ ném ông cho cá của Thiên An ăn. Thi Việt Hải không dám nói thêm câu nào nữa, chỉ là nhìn Thi Chí Ninh với ánh mắt cầu xin. Bây giờ chỉ có Thi Chí Ninh mới có thể cứu mình. Bản thân Thi Chí Ninh cũng cảm thấy căm thù sâu sắc. Nếu như mình có thể phát hiện sớm công ty mà đứa con trai ngu ngốc của mình muốn chiếm là tập đoàn Lệ Tinh, vậy thì sẽ không xảy ra chuyện như thế. Còn bây giờ, nhà họ Thi của ông ta đã trở thành mục tiêu công kích. Không còn hy vọng được lên chức, có thể giữ cho mình một cái mạng là đã may mắn lắm rồi. Đưa điện thoại cho tôi. Ông ta giật lấy điện thoại của Thi Việt Hải. Tìm số điện thoại của Lý Khinh Hồng, sau đó dùng di động của mình gọi qua. Lần này, điện thoại đã đổ chuông. Thi Chí Ninh XX tức giận nghiến răng, đúng là mình đã bị chặn. Ai vậy? Trong điện thoại vẫn truyền đến âm thanh lười biếng của Vương Nhất. Anh Vương! Giọng nó của Thi Chí Ninh mang theo chút cầu xin. Tút tút tút! Nhưng mà một khắc sau liền bị tắt máy. Thi Chí Ninh ngơ ngác thật lâu vẫn không phản ứng lại kịp. Còn 3 phút nữa. Nhạc si lạnh lùng nói. Thi Chí Ninh lập tức kịp phản ứng lại, tiếp tục điên cuồng gọi điện thoại. Điện thoại được kết nối một lần nữa. Còn có chuyện gì không, công ty của vợ tôi đã giao cho các người rồi, bây giờ chúng tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với các người. Giọng nói của Vương Nhất lạnh lùng đến cực điểm. Trên trán Thi Chí Ninh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, chuyện là như thế này, anh Vương, con trai của tôi ngu ngốc đã xúc phạm với cô Lý, tôi xin thay mặt nó xin lỗi cô Lý. Trong dự án xây dựng thành phố lần này, Lệ Tinh cũng là người bị hại, chúng tôi không cần một đồng tiền bồi thường nào hết. Đồng thời tất cả các dự án sau này Lệ Tinh đều được ưu tiên, ngài thấy như thế nào? Lúc nói chuyện, giọng nói của Thi Chí Ninh đều đang run rẩy. Nhưng mà không có cách nào khác,
nếu như chuyện này không được giải quyết ổn thỏa thì ngày tháng an nhàn của ông ta sẽ bị chấm dứt. Vương Nhất thở dài, cục trưởng Thi, không phải là tôi không đồng ý, mà là do các người không còn đáng tin nữa. Có một câu nói rất hay, một con sâu làm dầu nồi canh. Thi Chí Ninh lập tức hiểu ý tứ của Vương Nhất, ông ta vội vàng nói, anh Vương, ngài cứ bảo cô Lý yên tâm đi, sau này các dự án của Lệ Tinh đều do tôi toàn quyền xử lý, đồng thời tôi cũng sẽ tống cổ đứa con trai ngu ngốc của mình, tránh để nó gây thêm phiền phức cho mọi người. Vương Nhất cười cười, Lý Tổng nhà tôi nói rằng chúng tôi không muốn chiếm tiện nghi của các người, bồi thường bao nhiêu thì chúng tôi cũng đã đưa đủ rồi. Thi Chí Ninh nào dám nhận, không bằng như vậy đi. Tôi sẽ tài trợ để xây dựng một bức tượng cho cô nhạc si đặt ở trung tâm dòng sông Thiên An, biến nó trở thành một nét đặc sắc của Thiên An chúng ta, dùng để kỷ niệm cô nhạc si đã đến Thiên An của tôi để quảng bá nghệ thuật. Thi Chí Ninh không uổng công là kẻ lõi đời đã lăn lộn lâu năm, chỉ dâm ba câu, không chỉ giải quyết vấn đề này mà còn có thể nịnh bợ nhạc si một phen. Thái Kim Phụng lại lắc đầu, các người không cần phải điêu khắc tôi, chỉ cần điêu khắc một người là được. Thấy nhạc si đã bị thuyết phục, Thi Chí Ninh vội vàng hỏi, cô nhạc si, điêu khắc tượng của ai đều do ngài quyết định. Chỉ thấy Thái Kim Phụng nghiêm túc nói, người đó trấn giữ biên cương phía Bắc, chống địch ngoại xâm, bảo vệ sự thái bình cho nước Hát, nếu như không có người đó trấn quốc thì làm gì đến lượt chúng ta bình an sung sướng. Lời này vừa mới nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, cô nhạc si đang nói ai. Thái Kim Phụng nhìn về phía xa xăm, trong mắt lóe lên chút tín ngưỡng. Người ấy có danh hiệu là ẩn chủ. Lần biểu diễn này của tôi cũng là lấy người ấy ra làm chủ để bày tỏ sự ca tụng người ấy lưu danh bách thế. Phải tạo ra bức tượng ẩn chủ thật uy nghiêm hùng dũng, phù hợp với thân phận, thậm chí còn phải to hơn tượng nữ thần tự do của nước ngoài. Nói đến đây, vẻ mặt của Thái Kim Phụng vô cùng tôn kính. Được. Trái tim của Thi Chí Ninh như đang rỉ máu. Không thể nhỏ hơn tượng nữ thần tự do, công trình này lớn tới mức nào đây? Nhưng mà vì tiền đồ của mình, ông ta nhất định phải làm như vậy. Vừa mới dứt lời, ông ta lại nói với Vương Nhất ở đầu dây bên kia điện thoại, anh Vương, chúng tôi đã làm theo chỉ thị của cô nhạc si, sẽ điêu khắc một pho tượng ở trong Thiên An tên là tượng ẩn chủ, ngài và cô Lý hãy lấy lại tập đoàn Lệ Tinh đi. Thi Chí Ninh sắp khóc đến nơi rồi. Vốn cho rằng sắp sở hữu được một công ty, không ngờ lại gây ra chuyện lớn. Vương Nhất cười cười, chúng tôi sẽ đến đó ngay, vẫn là không thể bỏ lỡ buổi biểu diễn của nhạc si. Thi Chí Ninh kích động đỏ bừng cả mắt, cảm ơn anh Vương, cảm ơn cô Lý. Một phút sau, Vương Nhất nắm tay Lý Khinh Hồng khoác trên người bộ lễ phục dạ hội sáng lấp lánh bước ra từ trong thang máy. Trong tay còn dắt một bé gái với những đường nét tinh xảo. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào gia đình bọn họ. Bọn người La Chí Viễn, Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh lập tức bước lên chào đón, vẻ mặt cung kính. Vương Nhất, ngay tức thì... Những nhân vật lớn có mặt ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Ba người này, một người là nhà giàu nhất ở Thiên An thời trước, một người là nhà giàu nhất Thiên An hiện tại, người cuối cùng là người phụ trách thương hội Hồng Ưng, có biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ nhưng không thể nịnh bợ được, thế mà lại khép nép với một người thanh niên như thế. Anh Vương. Đồng thời, Lương Nhật Tân nhà họ Lương, Đồng Yên Nhiên nhà họ Đồng cùng với một vài gia chủ hào cường Thiên An đồng loạt khiêm mình hành lễ, còn cung kính hơn nhiều so với ba người La Chí Viễn. Ngay cả Hạ Lãm, gia chủ nhà họ Hạ ở Giang Thành cũng bước lên chào đón. Cảnh tượng này làm Thi Việt Hải chấn động không thôi. Ông ta không ngờ những nhân vật lớn mà ngay cả nghĩ ông ta cũng không dám nghĩ lại có thể cung kính với Vương Nhất như thế. Nếu biết như vậy thì làm sao ông ta lại có thể ra tay với tập đoàn Lệ Tinh chứ? Thi Chí Ninh thì tức giận đá một đá vào mông Thi Việt Hải, hét ầm lên, cái tên phế vật thành sự không có bại sự có thừa này. Vương Nhất nhẹ gật đầu. Lý Khinh Hồng đứng bên cạnh cũng gật đầu chào hỏi. Nhạc si, Thái Kim Phụng cũng hơi cúi người thay lời chào. Lý Khinh Hồng mở cửa mời nhạc si vào trong, cô nhạc si, mời vào. Không cần phải khách khí như thế. Thái Kim Phụng mỉm cười, chậm rãi bước vào. Từ tầng 68 đến tầng 88 của tòa nhà quốc tế đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Lệ Tinh, có một tầng được dùng làm phòng tập cho nhân viên. Mà lúc này nó lại chật kín người. Lúc nhạc si quyết định biểu diễn ở đây, Lý Khinh Hồng đã cho người sắp xếp xong hiện trường. Lúc này thật đông đúc và nhộn nhịp. Tất cả những người có mặt ở đây đều là những nhân vật lớn, đến cấp độ này, ai nấy cũng đều biết rõ phải tặng vị trí tốt nhất cho người có thân phận cao quý. Đương nhiên là một nhà ba người Lý Khinh Hồng và Vương Nhất ngồi trước nhất.
Bên cạnh là La Chí Viễn, Hồ Hoàng Việt, Tăng Quốc Vinh cùng người thân cận, xa xa một chút đương nhiên là bọn người Lương Nhật Tân, Đồng Yên Nhiên. Anh Vương, cục diện mà ngài thiết lập ở Giang Thành đã được cố định, hiện tại tập đoàn Cự Phong do tôi quản lý, người thuộc đảng phái nhà họ Hồ đều đã bị đá ra ngoài. Tôi đã sắp xếp cho con gái của tôi và cô gái tên Lý Tuyết Nhi vào tập đoàn Cự Phong thực tập. Lúc này, buổi biểu diễn của nhạc sĩ vẫn còn chưa bắt đầu, Hồ Hoàng Việt liền tranh thủ thời gian báo cáo tình hình. Được, làm tốt lắm. Vương Nhất vỗ vỗ vai Hồ Hoàng Việt, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Anh rất thưởng thức năng lực của Hồ Hoàng Việt, nếu không thì cũng sẽ không để ông ta đi khai thác thị trường ở Giang Thành. Hồ Hoàng Việt được khen mà sợ, trên mặt tràn đầy niềm vui. Tăng Quốc Vinh ghen tị nhìn, ông ta cũng muốn báo cáo lắm chứ, nhưng mà ông ta ở Thiên An, những gì xảy ra ở Thiên An anh Vương đều biết hết rồi. Im lặng một lúc, Vương Nhất nhìn Lý Khinh Hồng. Anh dự định để tập đoàn Lệ Tinh phát triển ở Giang Thành là trung tâm kinh tế Giang Chiết. Nếu như Lệ Tinh có một chỗ đứng vững chắc ở Giang Thành thì tương lai tiến quân đến Yên Kinh là một chuyện khá chắc chắn. Trong lòng Lý Khinh Hồng cảm động không thôi. Đều nghe theo anh, bây giờ anh mới là người làm chủ. Vương Nhất đã hoạch định tốt kế hoạch trong tương lai, cô hiểu chứ, tất cả đều là để cô có thể nở mày nở mặt trở về Yên Kinh. Đến khi trở về Yên Kinh một lần nữa, ít nhất Lý Khinh Hồng cũng sẽ trở thành người ngang hàng với vương tộc Yên Đô. Mà còn là không phải dựa vào gia tộc mà dựa vào chính bản thân mình. Nhưng vẻ mặt của La Chí Viễn lại cứng đờ. Anh Vương, để tập đoàn Lệ Tinh tiến vào thị trường Giang Thành cũng không phải là không thể, chỉ là có độ khó nhất định. Vương Nhất nhướng nhướng mày, có ý gì? Giang Thành là trung tâm kinh tế địa khu Giang Chiết, có hai thương hội lớn, ngoại trừ thương hội Hồng Ưng của tôi thì còn có thương hội Giang Bình. Mặc dù Hồng Ưng và Giang Bình đều lệ thuộc bát đại thương hội với danh nghĩa của ngài Thương Si. Nhưng giữa đôi bên vẫn có không ít lần âm thầm đấu đá. Thương hội Hồng Ưng tôi chủ yếu hỗ trợ các doanh nghiệp ở Thiên An, còn thương hội Giang Bình thì hỗ trợ doanh nghiệp ở Giang Thành. Vương Nhất lập tức hiểu ý của La Chí Viễn. Điều này giống như là một công ty nước ngoài đang cố gắng xâm nhập vào thị trường nội địa, chắc chắn là nó sẽ bị phản công bởi các doanh nghiệp trong nước. Nhưng anh lại cười nhạt, ông cứ việc hỗ trợ đi, hãy tin rằng doanh nghiệp Giang Bình chỉ là nhất thời mà thôi. Đã có câu nói này của ông chủ lớn, ý chí của La Chí Viễn cũng mạnh mẽ hơn. Còn một chuyện nữa, đó chính là Thương hội Giang Bình muốn hỗ trợ tập đoàn Cự Phong. Hồ Hoàng Việt còn nói thêm, cái gọi là hỗ trợ chính là đầu tư nước ngoài, biết rõ tôi là thành viên của Thương hội Hồng Ưng, nhưng vẫn muốn để tôi gia nhập vào Thương hội Giang Bình của bọn họ, nếu không thì sẽ bị chèn ép. Nghe đến đó, Vương Nhất hơi nheo mắt lại, xem ra là Thương hội Giang Bình này không biết an phận nhỉ. Lý Khinh Hồng ở bên cạnh lắng nghe cả đoạn hội thoại, trong lòng hơi giật mình. Nếu như không phải lần này mình chính tai nghe thấy, cô cũng không biết là nội dung trong những cuộc trò chuyện bình thường của Vương Nhất lại là như vậy. Đúng lúc này, toàn bộ hiện trường như mất điện, lâm vào một mảnh tăm tối. Cạch! Trong nháy mắt từ phía trên chiếu xuống một ánh đèn đơn độc. Đọc TG huyện hay, TG uy cập ngay, tgumtguien.vn. Ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào nguồn sáng duy nhất. Bên trong xuất hiện một bóng người, đó chính là nhạc sĩ Thái Kim Phụng. Cô ta vẫn xuất hiện với tấm lụa che mặt màu trắng mờ ảo, trên người mặc trường bào trắng tinh, bước đi trên đôi chân trần. Hiện trường lập tức yên tĩnh. Cô ta khoan thai ngồi xuống, đi theo phía sau cũng là mấy cô gái mặc đồ trắng. Tất cả bọn họ đều là người của nhạc sĩ, trường bào trắng chính là biểu tượng của Lạc Si. Trước mặt Thái Kim Phụng có đặt một cây đàn tranh cỡ lớn. Nhạc sĩ thành thạo tất cả nhạc cụ, nhưng chỉ một lòng với đàn tranh. Tính tinh. Hiện trường vắng lặng đột nhiên lại truyền đến giai điệu dồn dập, hai tay nhạc sĩ đặt trên đàn tranh bắt đầu đàn tấu. Môn đồ của nhạc sĩ đứng sau lưng cũng bắt đầu đệm nhạc. Sắp bắt đầu rồi. Trên mặt Vương Nhất mang theo nụ cười, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Lý Khinh Hồng. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Khinh Hồng nhìn thấy nhạc sĩ biểu diễn. Lúc này còn chưa bắt đầu nhưng cô đã đắm chìm sâu vào trong bầu không khí này. Hai luồng giai điệu, một thì nhẹ nhàng một thì dồn dập, cả hai hòa hợp với nhau tạo thành âm thanh của tự nhiên. Dường như là hai tay kiếm khách ẩn nấp đã lâu bỗng nhiên lại xuất hiện đấu kiếm với nhau. Âm nhạc bỗng nhiên trở nên sục sôi, ngón tay nhạc si đàn một cách linh hoạt. Chất giọng trầm thấp của phụ nữ vang lên. Na đoạn liệt đích cự sơn, thị thiên địa đích tích lương. Na cán ngạnh đích hoàng nê, thì đại địa đích huyết tương.
na như sơn đích thi cốt, thì tổ tiên đích mi lương. Vương Thanh Hòa cầm micro trong tay, hát đệm cho nhạc si. Lúc này, trái tim của mọi người như bị một lực lượng mạnh mẽ va chạm. Chẳng ai ngờ rằng đàn tranh mà lại có thể đàn tấu ra một khúc nhạc làm rung động lòng người. Trong mơ hồ, dường như dẫn dắt những người có mặt ở đây đến chiến trường phía Bắc. Khắp nơi đều là tiếng kêu giết giận dữ. Khắp nơi đều là những cảnh tượng hào hùng với vùng lãnh thổ nhuốm máu. Thiên Bách Niên Hậu cầm sắt hòa minh. Ti Trúc Du Dương, tán tụng chí thánh đại đạo Vĩnh Xương. Âm nhạc càng nặng nề, tốc độ múa đàn tranh của nhạc si càng lướt càng nhanh. Âm thanh của Vương Thanh Hòa lại càng thêm trầm thấp. Thịnh thế hoan ca, đại đạo tại thượng, nhất thủ hư huyễn thần khúc tương tổ tiên vạn tái công tích mai táng. Chúng sinh như lâu nghĩ, đại đạo tại tiền phương, hoan ca vĩnh cao sướng, trích tự bất để viêm giữ hoàng. Âm nhạc cho tâm hồn thăng hoa, giai điệu cho con người đắm mình cảm nhận. Nhất là những người có mặt trong tối nay đa phần đều là người từ 5 đến 60 tuổi. Từ nhỏ, bọn họ nghe những cố sự này mà trưởng thành, rất yêu thích thể loại nhạc này. Âm nhạc thê lương bi tráng, cảm xúc xa xút. Âm nhạc từ từ lên cao, bọn họ đã nhìn thấy ánh bình minh. Lúc âm nhạc lên đến điểm giới hạn gần như là bùng nổ, tất cả mọi người đều đứng dậy, mắt đầy ánh sáng, lòng người sục sôi. Lúc này, Lý Khinh Hồng dần dần phát hiện sắc mặt của Vương Nhất đã thay đổi. Ánh mắt kiên nghị, gương mặt nghiêm nghị. Lý Khinh Hồng có thể cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo từ trên người anh. Càng làm nổi bật vẻ đầu đổi trời chân đạp đất của một người đàn ông. Hoành vĩ đích điện vũ, bàng bạc đích cự cung. Ngụy thần liệt tiền phương, tổ tiên đích mi lương. Tiểu tiểu đích bài vị đô tảo dĩ di vong, bán xích thần ham đô vô sử an phóng. Khả phủ ký đắc hữu cá danh tự khiếu viêm hoàng. Cao trào qua đi chính là tĩnh lặng. Ngón tay của nhạc si nhẹ nhàng cử động, đàn tranh lại phát ra một loạt âm thanh nặng nề tuyệt diệu. Lúc này, trước mặt tất cả mọi người đều xuất hiện một cảnh tượng y hệt nhau. Ánh hoàng hôn đổ xuống biên cương đẫm máu. Lá cầu gãy khúc được cắm ở biên cương phía bắc. Những người lính dìu nhau chật vật đứng dậy nhìn về phía xa xăm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cuối trời. Một bóng người hiên ngang đứng sừng sững. Anh đã dùng chính đôi vai của mình để chống cả thần châu Vĩnh Xương. Bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mãi vẫn không dứt. Tất cả mọi người đều biết người mà nhạc si đang ca tụng là ẩn chủ. Ở góc phòng tập có một thanh niên lặng lẽ bỏ đi. Mang trên mặt một nụ cười mỉa mai. Nhạc si Thái Kim Phụng, là người của Tần Thị tôi, thật là thú vị. Ai cũng không phát hiện ra người thanh niên mặc bộ đồ tây màu trắng lặng lẽ rời khỏi phòng tập. Đi thang máy thẳng xuống phía dưới, ở phía dưới đã có một ông lão mặc đồ đường. Thái độ của ông ta rất cung kính, cậu chủ, không có hứng thú à? Anh ta tỏ vẻ khinh thường khoát tay, cái loại âm nhạc đó thật sự không thể khiến tôi cảm thấy hứng thú. Có điều là tôi cảm thấy rất có hứng thú với người biểu diễn. Ý tứ của anh ta thay đổi, khóe miệng hơi cong lên lộ ra một nụ cười quỷ quyệt. Quản gia mặc đường trang trầm mặc một hồi, lúc này mới do dự lên tiếng hỏi, cậu chủ, cậu đang nói là nhạc si. Đúng vậy. Anh ta ngẩng đầu nhìn thoáng lên phía trên, cái đám ngu đó xem nhạc si như là một nữ thần cao cao tại thượng, bỏ đi lớp ngụy trang, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi à. Biểu cảm của quản gia có hơi lưỡng lự, cậu chủ, người này chính là nhạc si, là một trong thất si. Nhạc si thì sao hả? Giọng nói của anh ta lạnh lẽo. Còn không phải là người xuất thân từ Tần Thị của tôi à, một lúc nữa đợi đến khi buổi biểu diễn kết thúc thì đưa cô ta đến phòng tôi mời rượu. Nói xong liền đi vào chiếc xe thể thao, chạy đến câu lạc bộ gần đó. Quản gia thở dài, biểu cảm bất đắc dĩ. Lúc đầu người đi cùng ông ta vốn là cậu cả trong nhà, nhưng mà không ngờ cậu cả lại không có thời gian, chỉ có thể để cho cậu chủ ham mê sắc đẹp, đồng thời còn tránh xa quyền lực của gia tộc đến đây. Buổi biểu diễn kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ thì kết thúc. Nhạc si lập tức đi vào trong phòng nghỉ ngơi bổ sung nước, việc đàn đàn tranh là một chuyện rất làm hao tốn thể lực. Mà Lý Khinh Hồng thân là chủ nhà, đương nhiên phải cố gắng tiếp đãi khách khứa đàng hoàng, cô lần lượt tiễn khách ra ngoài. Mà tất cả những người đến đây tham gia cũng không dám thờ ơ với Lý Khinh Hồng, đừng nói đến chuyện khác, chỉ nghĩ đến chuyện nhạc si bắt đầu buổi biểu diễn ở đây thì đã đủ để nói rõ mọi chuyện. Qua lại một hồi, đa số mọi người đều đã đạt thành mục đích hợp tác với Lý Khinh Hồng.
cho dù không phải là nhân vật trong giới kinh doanh cũng đã hứa hẹn với Lý Khinh Hồng chỉ cần là sản phẩm của tập đoàn Lệ Tinh thì bọn họ sẽ hết sức ủng hộ. Đây chính là lợi ích của quyền lực. Với những người này, nếu như Lý Khinh Hồng không lấy thân phận trưởng công chúa của Lý Thị Gia thì chắc chắn sẽ không gặp được bọn họ, nhưng mà trong vòng một đêm, tất cả bọn họ đều đã thiết lập mạng lưới quan hệ với cô. Sau này Lệ Tinh sẽ là doanh nghiệp đứng đầu ở Thiên An. Có không ít chủ doanh nghiệp cảm thán. Càng đáng sợ hơn đó chính là tập đoàn Lệ Tinh có thể đi đến thành tựu ngày hôm nay chỉ mất có 5 năm. Thứ nhất là dựa vào năng lực của Lý Khinh Hồng, thứ hai là cô đã tìm được một người chồng tốt. Anh Vương. Đúng lúc này, Hạ Lãm bước đến nhìn Vương Nhất với một ánh mắt phức tạp, bệnh của con gái tôi gần đây lại nghiêm trọng hơn, ngài xem. Lý Khinh Hồng biết tình huống của cô chủ nhà họ Hạ, thế là cô nhìn Vương Nhất, ông xã, anh giúp gia chủ Hạ đi. Đương nhiên Vương Nhất gật đầu, chỉ là suy nghĩ một hồi thì vẫn nói với Hạ Lãm, dù sao thì chúng ta một người ở Thiên An, một người ở Giang Thành, tuy nói lộ trình không xa nhưng mà cũng phiền phức. Bên phía Lệ Tinh chúng tôi có dự định phát triển ở Giang Thành, chờ đến khi chúng tôi đến Giang Thành thì sẽ lập tức đến nhà họ Hạ. Nghe vậy, Hạ Lãm vui mừng vô cùng, đương nhiên là hoan nghênh rồi, quý công ty tiến vào thị trường Giang Thành, nhà họ Hạ chúng tôi là người đầu tiên ủng hộ. Vậy xin cảm ơn gia chủ Hạ. Vương Nhất cười nói. Tiễn bọn người Hạ Lãm xong, bọn họ đi vào phòng nghỉ. Vừa mới bước vào cửa, Lý Khinh Hồng liền bày tỏ sự cảm kích với Thái Kim Phụng. Cô Thái, thật lòng cảm ơn cô. Nếu như không có cô thì Lệ Tinh chúng tôi không có khả năng có thể phát triển nhanh chóng như thế. Thái Kim Phụng cười nói, tôi mới chính là người cần phải cảm ơn, đồ đệ nhỏ của tôi sau này còn cần cô Lý chăm sóc nhiều hơn. Lý Khinh Hồng vội vàng đáp lời, chuyện nên làm mà. Nếu đã kết thúc rồi tôi cũng nên xuất phát thôi. Thái Kim Phụng nói xong liền muốn đứng dậy, Lý Khinh Hồng lập tức đứng lên tiễn người. Lúc đi ngang qua Vương Nhất. Gương mặt dưới lớp khăn che của Thái Kim Phụng bỗng nhiên lại nở một nụ cười tươi. Vì Vương Nhất mà đến mới là mục đích chân chính của Thái Kim Phụng. Vương Nhất cũng đáp lại bằng nụ cười. Nhạc Si vừa mới đi xuống tòa nhà, có một chàng thanh niên cầm một bó hoa hồng to đến đón cô ta. Cô Nhạc Si, mời cô nhận bó hoa này cho, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã đem lòng thích cô. Anh là ai? Sắc mặt của Nhạc Si lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía người kia cũng trở nên lạnh lùng. Anh ta cố gắng để nụ cười của mình trở nên quyến rũ hơn. Tôi họ Lục, tên là Kiệu, rất hân hạnh được quen biết cô Nhạc Si. Chàng trai tuấn tú tay cầm hoa hồng lớn tiếng tỏ tình ấy chính là Lục Kiệu nhà họ Lục. Lục Kiệu yêu thích phụ nữ, nhưng sẽ không quá lụy phụ nữ, đây là chuyện mà cả Giang Thành đều biết. Chỉ là không ai ngờ rằng anh ta lại tỏ tình với Nhạc Si trước mặt mọi người. Không quen. Nhạc Si căn bản không cho Lục Kiệu có cơ hội tỏ tình, trực tiếp rời đi. Bộp. Nhưng mà ngay sau đó, cánh tay của Nhạc Si liền bị Lục Kiệu nắm chặt. Thái Kim Phụng dừng bước, trong nháy mắt ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo. Buông tay, tôi không muốn phải làm tổn thương đến anh. Lục Kiệu sững sờ, nhưng vẫn nắm tay Nhạc Si không chịu buông. Cô Nhạc Si, đừng không biết điều như thế. Tôi đến từ nhà họ Lục Giang Thành, sau này chỉ cần cô Nhạc Si đến Giang Thành thì nhà họ Lục chúng tôi nhất định sẽ tiếp đãi với lễ nghi cao cấp nhất. Chi phí cũng là cao nhất. Sư phụ của tôi kêu anh buông tay ra, anh không nghe thấy hả? Nhìn thấy tình huống này, Vương Thanh Hòa cùng với đồ đệ khác của Nhạc Si vội vàng chạy tới. Nhưng mà bọn họ đều là phụ nữ, chẳng mấy chắc là đã bị vệ sĩ nhà họ Lục ngăn lại. Sư phụ, Vương Thanh Hòa vô cùng lo lắng, tức giận nhìn Lục Kiệu, anh mà dám có hành động vô lại với sư phụ của tôi. Lục Kiệu lắc đầu, cô Vương, như vậy sao có thể là vô lễ được chứ? Rõ ràng là tôi rất thưởng thức tài hoa của cô Nhạc Si mà. Nhà họ Lục chúng tôi cũng có đàn tranh, muốn mời cô Nhạc Si cùng đến Giang Thành giao lưu trao đổi nghệ thuật. Anh ngậm miệng lại, cái đồ vô liêm sỉ. Vương Thanh Hòa bị lời nói chính trực của Lục Kiệu làm cho tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy. Mà Nhạc Si ra ngoài lại không mang theo vệ sĩ, bây giờ xảy ra loại chuyện như thế, cô ta hoàn toàn không có cách nào khác. Động tĩnh ở đây đã hấp dẫn lực chú ý của những người xung quanh. Lại là Lục Kiệu nhà họ Lục, mặc dù thân phận của cô Nhạc Si tôn quý, nhưng đã bị cậu chủ nhà họ Lục coi trọng, e là cũng phải nghe theo. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều lần lượt rời đi, sợ là sẽ đứng ở phe đối lập với nhà họ Lục. Buông tay ra. Đúng lúc này lại truyền đến một tiếng quát già nua. Một ông lão mặc đường trang bước đến với vẻ mặt âm u.
Ông là ai? Lục Kiệu nhíu mày hỏi. Ông lão chắp tay. Tần Lô, quản gia Tần Thị, vương tộc Yên Đô. Một viên đá làm giấy lên hàng nghìn con sóng. Bốn chữ vương tộc Yên Đô vừa mới thốt ra liền dọa Lục Kiệu giật mình. Những người xung quanh nghe thấy mà biến sắc. Lại là người của vương tộc Yên Đô, Yên Kinh lại có người đến đây. Tiếng tăm của vương tộc Yên Đô truyền xa, cho dù là nhà họ Lục thì cũng phải e sợ. Lục Kiệu nhăn nhó buông tay. Thái Kim Phụng đang định cảm ơn chỉ nghe thấy ông lão tên là Tần Lô tiếp tục nói. Cô Nhạc Si, theo mệnh lệnh của cậu chủ nhà chúng tôi, xin mời cô đến phòng rượu một chuyến. Giọng nói của ông ta rất to, căn bản không hề quan tâm đến thể diện của Nhạc Si, thậm chí trên gương mặt già nua còn mang theo chút tự kiêu như có như không. Đám đông xung quanh ngơ ngẩn. Hóa ra người này ngăn cản giúp đỡ cũng không phải là vì cứu Nhạc Si, mà là bọn họ đều có mục đích giống nhau, đều muốn Nhạc Si đi mời rượu. Biểu cảm của tất cả mọi người lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Thậm chí trên mặt vài người còn mang theo nụ cười tà ác. Nhạc Si là một trong thất si, không chỉ có tài nghệ đánh đàn tài giỏi mà nhan sắc cũng tuyệt vời. Chỉ tiếc là chưa có người nào có thể tự tay tháo tấm lụa mỏng che mặt của Nhạc Si xuống để nhìn thấy gương mặt thật. Dần dần, hình tượng liền được thần thánh hóa. Là một tiên tử không dính khói lửa trần gian lại có thể đi mời rượu được à? Lục Kiệu sửng sốt một hồi lâu, sắc mặt cũng hào hứng. Này ông già, xem ra là cậu chủ của ông cũng là người trong hội, tôi có thể đi cùng được không? Trên mặt của anh ta đầy vẻ kích động, nhìn Tần Lô bằng một ánh mắt chờ mong. Tần Lô lạnh nhạt nói, cậu muốn đến thì cứ đến. Lục Kiệu vui mừng, cảm ơn ông. Bọn họ không hề kiêng nể gì mà nhắc đến sư phụ của mình như thế, sắc mặt của Vương Thanh Hòa tức giận đến đỏ bừng, thân thể run rẩy không thôi. Cái đám lưu manh các người dám xem thường sư phụ của tôi, còn không mau xin lỗi sư phụ tôi đi. Lục Kiệu cười nói, cô Vương, nếu như cô không yên lòng thì cô cũng có thể đi cùng mà, ha ha. Vương Thanh Hòa giận dữ quay ngoắc đầu lại nhìn Nhạc Si, sư phụ, không cần phải quan tâm bọn họ đâu, con đưa người đi. Nhìn ánh mắt của Thái Kim Phụng, lại nhìn chằm chằm vào Tần Lô. Tần Lô, quản gia của Tần Vũ à? Cô ta hỏi, giọng nói uyển chuyển dễ nghe. Tần Vũ, anh họ của Tần Hồng Long, trong đoàn cố vấn nhà họ Tần. Trong mắt Tần Lô mang theo kinh ngạc, không ngờ cô chủ còn nhớ ra tôi. Cô chủ, lời này vừa mới thốt ra, tất cả mọi người đều sợ hãi, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Thái Kim Phụng. Nhạc Si là cô chủ Tần Thị Yên Đô. Đương nhiên là tôi nhớ. Nhạc Si bình tĩnh nói. Vậy thì tốt quá rồi. Tần Lô cười to, mời cô Nhạc Si. Đám người ngơ ngác nhìn Nhạc Si, muốn biết là Nhạc Si sẽ có phản ứng gì. Nhưng mà một khắc sau, cô ta lại đi về phía Tần Lô. Như vậy, là Nhạc Si đồng ý rồi hả? Nhạc Si đi mời rượu, nghĩ lại mà thấy chấn động. Là loại người gì mà lại có thể để một người có thân phận như Nhạc Si đi mời rượu? Đáp án vô cùng đặc sắc. Vương tộc Yên Đô. Sư phụ. Vương Thanh Hòa trợn mắt nhìn, cô ta không ngờ sư phụ không ám bụi trần của mình lại đồng ý như thế. Không sao đâu. Biểu cảm của Thái Kim Phụng bình tĩnh, ta có tâm ma, sớm muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày phải đến Yên Đô, đi sớm hay muộn thì cũng như nhau thôi. Nói xong, cô ta bước lên xe cùng Tần Lô. Lục Kiệu thấy thế thì lập tức leo lên một chiếc xe thể thao đi theo sát phía sau. Xảy ra chuyện rồi. Ngơ ngác đưa mắt nhìn xe bọn họ đi xa, sắc mặt của Vương Thanh Hòa thay đổi, vội vàng gọi điện thoại cho Vương Nhất. Anh Vương, sư phụ của tôi xảy ra chuyện rồi, cô ấy và người của Tần Thị Yên Đô rời khỏi cùng nhau. Nghe thấy tin tức này, đầu tiên là Vương Nhất bất ngờ, sau đó lại hơi nheo mắt lại. Được, tôi lập tức đi ngay. Cúp điện thoại, sắc mặt của Vương Nhất lạnh lẽo, Lý Khinh Hồng ngồi bên cạnh thì giật mình. Sao vậy? Cô nhìn không được mà hỏi. Nhạc Si đi cùng người Tần Thị. Vương Nhất không hề che giấu, anh nói mọi chuyện cho Lý Khinh Hồng nghe. Nghe thế, sắc mặt của Lý Khinh Hồng cũng thay đổi, Tần Thị Yên Đô. Em biết chuyện gì à? Vương Nhất hỏi. Thật ra thì Vương Nhất không biết gì nhiều về vương tộc Yên Đô, anh cũng chỉ quen biết với ba gia tộc Lý, Vương, Tần. Còn về Tần Thị này, anh đã từng đánh gãy chân của một cậu chủ trong gia tộc bọn họ, khiến cho người đó bị tàn tật. Biểu cảm của Lý Khinh Hồng khá nghiêm trọng, em không biết nhiều về Tần Thị, nhưng mà có một vài chuyện có thể nói cho anh nghe. Tần Thị là một gia tộc duy nhất toàn dân thượng võ trong cửu đại vương tộc,
cho nên lực ảnh hưởng của bọn họ đều ở chiến vực. Chiến vực? Vương Nhất sửng sốt, sau đó cười cười, đó không phải là địa bàn của anh à. Nhưng Lý Khinh Hồng lại không biết thân phận của Vương Nhất, cô tiếp tục nói, vì đề phòng chuyện bất trắc, để em đi cùng với anh, Tần thị càng khó trêu chọc hơn Vương thị, có lẽ là bọn họ sẽ nể tình em mà không có hành động quá đáng. Vương Nhất không từ chối, nhưng anh thấy rằng khả năng này cực kỳ nhỏ. Ở một bên khác, Nhạc Si, Lục Kiệu cùng Tần Lô đến một câu lạc bộ tư nhân. Sau khi được tiếp đón, bọn họ đi vào một phòng bao. Trong phòng bao có phụ nữ đang khiêu vũ, một người đàn ông đang nhàn nhã uống rượu, đồng thời còn uống hơi say rồi. Nhìn thấy Tần Lô dẫn theo Nhạc Si đến, ánh mắt của anh ta lập tức trở nên nóng bỏng. Nhưng khi nhìn thấy Lục Kiệu ở sau lưng, anh ta lại nhíu mày, anh là ai? Lục Kiệu không hề sợ người lạ, cười ha hả mà nói, anh Tần, tôi họ Lục, tên là Kiệu, đến từ Giang Thành, ngưỡng mộ anh đã lâu. Ngưỡng mộ tôi? Tần Nam ngạc nhiên hỏi, anh ngưỡng mộ tôi cái gì? Lục Kiệu cười nói, chúng ta đều là người cùng một thuyền, anh Tần để ý đến cô Nhạc Si, đương nhiên có thể được gọi là tấm gương trong thế hệ chúng tôi có một vài vấn đề về học thuật muốn giao lưu với anh Tần đây. Tần Nam bị lời nói này làm cho bất ngờ, từ đó mà thấy Lục Kiệu thuận mắt hơn, khoác khoác tay nói, được rồi, học thuật không có biên giới, tình bạn này tôi chấp nhận. Cảm ơn anh Tần. Lục Kiệu lập tức vui mừng không thôi. Làm sao Nhạc Si có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của bọn họ, nhưng mà cũng không để ý, cô ta chỉ nhìn xung quanh. Thấy không có người mà mình muốn gặp, sắc mặt của Thái Kim Phụng liền trở nên lạnh lùng. Tần Vũ đâu? Nghe thấy cái tên này, Tần Nam liền biến sắc, lập tức đứng dậy. Không có Tần Vũ, chỉ có tôi, Tần Nam. Mọi người đều nói tính tình của Nhạc Si đây lạnh nhạt chẳng vừa mắt ai, tôi cũng muốn xem có phải như vậy không, rót rượu cho tôi đi. Nói xong, lại ngồi xuống chờ Thái Kim Phụng rót rượu cho mình. Thái Kim Phụng không thèm nhìn anh ta, biểu cảm lạnh lùng, nếu như Tần Vũ đã không có ở đây, vậy thì tôi cũng không cần phải đứng đây nữa, chào anh. Thái Kim Phụng định đi, thân hình Tần Lô lóe lên một cái liền chặn đường cô ta. Cô Nhạc Si, tôi có từng nói là cậu cả sẽ đến không? Lúc này Thái Kim Phụng biết là mình đã bị lừa, trong nháy mắt biểu cảm liền trở nên lạnh lẽo. Tần Lô, ông có ý gì hả, không có ý cho tôi đi đúng không? Giọng nói của Thái Kim Phụng như không có nhiệt độ. Tần Lô lại không nhượng bộ, lạnh lùng nói, cô Nhạc Si, đã đến rồi, cô cảm thấy mình có thể đi được à? Tần Nam bỗng nhiên mở miệng nói. Như vậy đi Thái Kim Phụng xem như trước kia chúng ta là đồng tộc của nhau, cô uống với tôi một ly rượu, lại hát một bài cho hai anh em chúng tôi nghe, xong rồi thì sẽ để cho cô đi, như vậy được không? Nói xong, anh ta liền đứng dậy lấy một ly rượu đưa cho Thái Kim Phụng. Nhưng mà một khắc sau, Thái Kim Phụng lại giật lấy ly rượu của Tần Nam và hất nó vào mặt anh ta. Nằm mơ đi. Chất lỏng lạnh buốt chảy đầy mặt Tần Nam. Thời gian như dừng lại vào thời khắc này, âm nhạc đột nhiên im lặng. Tần Nam nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lấy một cái khăn tay ra nhẹ nhàng lau sạch rượu trên mặt. Lúc mở mắt ra một lần nữa, nét mặt của anh ta trở nên vô cùng âm trầm. Con đàn bà thối, cô lại dám lấy rượu tạt tôi. Biểu cảm của Nhạc Si lạnh nhạt nhìn Tần Nam, gằn giọng nói từng chữ, chưa có ai dám nói chuyện với tôi như thế. Trong giọng nói tràn đầy vẻ kiêu ngạo, còn mang theo một tia sát khí. Vậy bây giờ có rồi đó. Tần Nam nhìn Thái Kim Phụng với biểu cảm dữ tợn, tối ngày hôm nay cô không chỉ phải mời rượu tôi mà còn phải ngủ một đêm với tôi. Nghe thấy lời nói của Tần Nam, ánh mắt của Nhạc Si đã rét lạnh đến cực điểm. Nhạc Si rất ít khi tức giận, nhưng khi nào tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lục Kiệu đứng một bên cũng giật mình. Đúng thật là anh ta muốn kết bạn với Tần Nam, nhưng mà không có to gan như thế. Đây là Nhạc Si, là một trong thất si. Lục Kiệu vốn dĩ chỉ muốn tạo ấn tượng tốt với Nhạc Si, chuyện sau này để từ từ bồi dưỡng. Anh chàng này thì hay rồi, thế mà lại hung hãn như thế. Tần Lô cũng ngăn cản, cậu chủ, đừng có làm loạn, hiện tại cô ta là một trong thất si. Thất si thì sao, cùng lắm thì cô ta cũng chỉ là một kẻ cầm mic được các người thần thánh hóa mà thôi. Tần Nam khinh thường nói, chỉ là kẻ bán nghệ mà sao lại nói nhảm nhiều như thế, cô hầu hạ tôi cho thật tốt, nói không chừng là tôi có thể mở lời với ông cụ để cô trở lại gia tộc. Sắc mặt của Nhạc Si lạnh lùng, đối với việc trở lại Tần thị, một chút hứng thú tôi đây cũng không có. Ngược lại là anh đó,
nếu như đã kiêu ngạo thì đừng có trách tôi không lương tình. Nghe xong lời này, Tần Nam bật cười. Cô chỉ là một con hát thì không lương tình với tôi kiểu nào chứ, dùng sáo đánh tôi à? Chát! Ngay lập tức, tiếng bạt tay thanh thúy liền vang lên. Nhạc sĩ tát mạnh tác vào mặt Tần Nam. Sức lực vô cùng lớn, nửa bên mặt trực tiếp sưng phồng lên. Lục Kiệu không thể tin nổi mà mở to mắt nhìn, vô thức lùi lại một bước. Anh ta không ngờ nhạc sĩ nổi danh khắp thiên hạ lại ra tay đánh người, mà còn đánh mạnh như thế. Tần Nam cũng khá sửng sốt, không ngờ nhạc sĩ lại có can đảm dám đánh mình, anh ta tức giận không thôi. Con đàn bà đê tiện này, cô lại dám đánh tôi à, người đâu rồi, bắt cô ta lại cho tôi. Nghe thấy tiếng hét giận dữ, cửa phòng bao kế bên liền mở rộng, có rất nhiều người đàn ông với thân thể khỏe mạnh lao ra. Nhạc sĩ lập tức bị bao vây. Trên mặt Tần Nam được xoa bởi một cục đá, nhưng nửa bên mặt khác lại nở nụ cười. Thái Kim Phụng, cho cô thêm một cơ hội để lựa chọn, theo tôi hay là muốn để da thịt mình chịu đau một bữa. Nhạc sĩ không nói tiếng nào, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn xung quanh, biểu cảm lạnh lùng. Mẹ kiếp, trói cô ta lại cho tôi. Thấy vậy, Tần Nam chỉ vào cô ta rồi hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt đám người liền vọt về phía nhạc sĩ. Trên mặt Tần Nam còn mang theo nụ cười, nhưng cười một hồi, anh ta không thể cười được nữa. Trong mắt anh ta nhạc sĩ chỉ là một cô gái yếu đuối, chắc chắn sẽ bị bắt rất dễ dàng, nhưng mà sự thật hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta. Bôm bốp! Nhạc sĩ người nhẹ như chim, ống tay áo phất qua phất lại, vệ sĩ lần lượt ngã xuống từng người một. Chuyện gì? Tần Nam và Lục Kiệu trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi chuyện, thật sự rất khó mà tin được. Biểu cảm của Tần Lô thì nặng nề, vừa mới lướt qua một cái là đã đi đến bên cạnh Tần Nam. Cậu chủ cẩn thận, nhạc sĩ cũng là một người luyện võ. Sắc mặt của nhạc sĩ lạnh lùng không nói tiếng nào. Cô ta đã có thể được xếp vào một trong thất sĩ thì làm sao lại không có gì dùng để phòng thân. Mặc dù không ghê gớm bằng võ sư Võ Sơn Hà, nhưng người bình thường căn bản không phải là đối thủ của cô ta. Tôi còn nói sao cô lại dám đến đây một mình. Hóa ra là một người có tài mà gan còn to. Sắc mặt của Tần Nam tái xanh, nhìn chằm chằm nhạc sĩ rồi nói, nhưng như vậy thì sao chứ? Lô gia, bắt cô ta lại cho tôi. Nhạc sĩ lập tức nhìn về phía Tần Lô già nua, mặc dù tóc của ông ta đã bạc trắng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm từ trên người ông ta. Tần Lô đứng yên tại chỗ không động đậy, chỉ lặng lặng đứng yên ở đó mà nhìn nhạc sĩ. Cô nhạc sĩ, mặc dù cô mạnh hơn người bình thường, nhưng khi gặp phải cao thủ chân chính thì cô cũng phải khó tránh khỏi tai họa. Dù yêu cầu của cậu chủ có vô lý, ngủ một đêm thì thôi đi, nhưng mời một ly rượu cũng sẽ không quá đáng chứ. Tần Lô nói xong liền trừng mắt nhìn cô ta. Nhạc sĩ biết uống rượu, nhưng từ trước tới nay sẽ không uống rượu của những người có tâm địa đen tối. Biểu cảm của nhạc sĩ lạnh nhạt thờ ơ nói. Tần Lô thở dài một hơi, nếu như cô nhạc sĩ đã không phối hợp, vậy thì đừng có trách tôi. Phút. Ngay tức khắc, bóng dáng của ông ta liền biến mất tại chỗ. Không gian trong phòng bao chật hẹp, nhưng lại không nhìn thấy bóng người Tần Lô đâu. Điều này đã chứng minh tốc độ của ông ta nhanh đến cực hạn. Nhạc sĩ căng cứng cả người, trái tim như chìm xuống đáy cốc. Lúc Tần Lô phóng thích khí thế thì cô ta đã biết mình không phải là đối thủ của Tần Lô. Nhưng cô ta sẽ không thỏa hiệp. Phù phù, nhạc sĩ có thể nghe thấy âm thanh dồn dập trong không khí, nhưng vẫn không có cách nào nắm bắt được vị trí của Tần Lô. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, nhạc sĩ đã cảm thấy sau lưng mình mát lạnh, ánh mắt trừng to. Cô ta vô thức tránh ra cửa. Đi đâu đó? Tần Lô hét to, ông ta lại tăng thêm tốc độ lao về phía nhạc sĩ. Nhạc sĩ đã dự cảm sự việc không lành, cô ta vô thức đưa tay ra cản. Oanh! Đúng lúc này, bên ngoài phòng bao lại truyền đến đập cửa kịch liệt. Rầm! Ngay sau đó, cửa phòng bao bị người đá văng từ bên ngoài, cánh cửa bay thẳng vào trong. Đúng lúc đập vào người Tần Lô. Ông ta như gặp phải một đòn tấn công nặng nề, bay ngược ra ngoài như một con diều đứt dây. Ầm ầm, vách tường trong phòng bao đã bị vỡ xi măng, máu tươi nhỏ xuống từng giọt. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt trong phòng bao sợ đến đờ người. Xuyên thấu qua tia sáng lờ mờ, bọn họ nhìn thấy ba người đang đứng ở cửa. Anh là ai? Tần Nam tức giận. Lúc nhạc sĩ nhìn thấy người đứng ở cửa, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Thiếu chủ. Sư phụ. Vương Thanh Hòa vội vàng chạy vào trong, nhìn thấy trên người nhạc sĩ không có vết thương,
lúc này mới thở phào một hơi. Tần Nam. Ánh mắt lạnh lùng của Lý Khinh Hồng dừng ở trên người Tần Nam. Trưởng công chúa Lý Thị. Sắc mặt của Tần Nam trở nên có hơi khó coi. Trong cửu đại vương tộc, Lý Thị là người gia nhập trễ nhất, nhưng mọi người đều biết rõ rằng không thể trêu chọc Lý Thị. Bởi vì Lý Thị có Lý Thế Nhân. Người đó chính là ba của Lý Khinh Hồng. Nhưng mà sau đó anh ta lại di chuyển tầm mắt nhìn Vương Nhất, thân thể liền hơi thả lỏng. Lúc trước tôi nghe nói cô Lý sắp gả vào Tần Thị chúng tôi, nhưng lại bị người khác chặn dở giữa đường, người này chính là anh đó à? Là tôi, sao vậy? Vương Nhất vô cảm nói. Anh thật là láo xược. Trên mặt Tần Nam tràn đầy giận dữ, lại dám phá hỏng chuyện tốt của Tần Thị tôi, không sợ bị Tần Thị chúng tôi trả thù à? Nghe Tần Nam nói như vậy, Vương Nhất khẽ cười. Xem ra là vương tộc Yên Đô không tạo ra ai mà lại tạo ra một kẻ ngu. Ngay sau đó, giọng nói của Vương Nhất bỗng nhiên trở nên rét lạnh, hai chân của Tần Hồng Long đều đã bị tôi đánh gãy, cậu là cái thá gì mà xứng để trả thù tôi chứ? Giọng nói của Vương Nhất lạnh lẽo đến âm cực, nhiệt độ cả phòng bao, cũng trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Mà Vương Nhất nói xong hồi lâu, cũng không có người nói chuyện. Người ở hiện trường, tất cả đều dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Nhất. Kể cả Lý Khinh Hồng, cũng giống như phát hiện ra đại lục mới, chăm chú nhìn anh. Chân của Tần Hồng Long, là anh đánh gãy. Vương Nhất đạm mạc gật đầu, đó đã là chuyện 5 năm trước. Lý Khinh Hồng lập tức giật mình, đó không phải là năm đầu tiên Vương Nhất mà mất tích sao? Lý Khinh Hồng biết rõ 5 năm này Vương Nhất đã trải qua những gì, 5 năm trước, chính là năm đầu tiên của cuộc đời chinh chiến. Lúc trước Lý Khinh Hồng còn đang khiếp sợ vì sao 5 năm ngắn ngủi. Vương Nhất lại thay đổi lớn như vậy. Bây giờ cô đã hiểu. Đây là một loại tâm tính có sự thay đổi. Anh đối với kẻ thù tàn nhẫn bao nhiêu, thì đối với người thân lại càng thêm ôn nhu bấy nhiêu. Từ 5 năm trước, cũng đã là như vậy. Tần Hồng Long ở trong vương tộc Yên Đô cũng không có bao nhiêu người dám chọc, mà Vương Nhất lại cứng rắn đánh gãy chân anh ta. Mấu chốt nhất chính là, anh đã đánh gãy chân Tần Hồng Long, nhưng vẫn sống rất tốt. Tần Nam cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Không, điều này không thể nào. Tần Hồng Long ở trong Tần Thị, là trung tâm gia tộc gần với Tần Vũ. Ai cũng không biết chân anh ta bị gãy như thế nào, bởi vì mỗi lần nhắc tới, anh ta đều hận đến phát cuồng. Anh ta không thể tin được, chân anh họ anh ta, lại là Vương Nhất đánh gãy. Mà vẻ mặt Nhạc Si bình tĩnh, hiển nhiên, cô ta đã biết bí mật này rất nhiều năm. Mà chính bởi vì bí mật này, cô ta mới quyết định đi theo Vương Nhất. Lúc này, Vương Nhất nhìn qua, nhíu mày, tại sao cô phải đi theo anh ta? Tần Vũ là ai? Sự tình anh ta đều nghe Vương Thanh Hòa nói, Nhạc Si gọi Tần Lô là quản gia của Tần Vũ, sau đó nói một câu muốn đoạn tâm ma, lập tức đi theo bọn họ. Rất hiển nhiên, cô ta là hướng về phía Tần Vũ. Nhạc Si trầm mặc không nói gì. Ngược lại là Lý Khinh Hồng, giải thích, Tần Vũ là anh họ của Tần Hồng Long. Là người kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của Tần Thị ở Yên Đô, ở Kỳ Đạo, không ai đánh thắng được anh ta. Vậy sao? Vương Nhất nheo mắt lại. Nói như thế, anh ta vẫn là một kình địch. Ít nhất không phải mãng phu bình thường có thể so sánh. Lúc này, Nhạc Si nhìn về phía Vương Nhất, thiếu chủ, đây là ân oán của tôi và anh ta, chỉ có hai chúng tôi, mới có thể kết thúc. Nhìn ra kiên định trong mắt Nhạc Si, Vương Nhất cũng không hỏi là chuyện gì, chỉ nói. Tôi không ngăn cản cô, nhưng mà, rời đi trước rồi nói sau. Sắc sắc sắc. Đang lúc bọn họ định rời đi, trong phòng lại đột nhiên truyền đến tiếng tảng đá rơi xuống. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp ẩn chứa sát ý vang lên. Đến rồi, mấy người còn có thể đi sao? Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tần Lô vốn đang hôn mê, không ngờ lại đứng lên. Xương mày ông ta nứt ra, có một vết thương rất sâu. Giờ phút này đang không ngừng nhỏ máu, dữ tợn đáng sợ. Mà đôi mắt của ông ta, đang gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nhất, trên người sát khí ngang nhiên. Cơn đau kích thích máu chảy, vừa rồi Vương Nhất đạp cửa một cái, khiến ông ta bị thương không nhẹ. Nhưng mà, cũng hoàn toàn khơi dậy phẫn nộ của ông ta, hận không thể giết chết Vương Nhất cho nhanh. Mà Tần Nam đã bị Vương Nhất dọa đến không dám nói lời nào, giờ phút này thấy Tần Lô đứng lên lần nữa, nhất thời gan lớn hơn chút. Cười lạnh một tiếng. Không sai, mấy người đánh người của Tần Thị Yên Đô tôi, còn muốn đi hay sao? Sắc mặt Lý Khinh Hồng lạnh xuống, vậy mấy người muốn thế nào? Nếu như lấy danh nghĩa Tần Thị ra tay, tôi tiếp.
sắc mặt Tần Nam nhất thời khó coi như bị nghẹn. Lý Khinh Hồng không hổ là người thông minh nhất của Lý Thị, một câu nói, lập tức khiến cho gia tộc tranh đấu. Một người là trưởng công chúa của Lý Thị, một người chỉ là cậu chủ thứ của Tần Thị, còn lâu mới có thể trở thành cốt cán của gia tộc, anh ta không có lá gan kia. Vương Nhất cười nhạt một tiếng, với năng lực tình báo của Lý Thị, không có khả năng không biết thân phận thật sự của Lý Khinh Hồng. Nhưng mà, lời nói dối này đã gần 30 năm, làm sao có thể vạch trần. Cho nên, Lý Khinh Hồng vẫn là trưởng công chúa của Lý Thị, không ai dám vạch trần cô. Thấy Tần Nam không nói lời nào, nụ cười lạnh của Lý Khinh Hồng càng đậm. Nơi này là Thiên An, tin hay không, tôi sẽ vận dụng lực lượng giết anh, Tần Thị nhà anh cũng không dám nói một chữ. Lúc này, đôi mắt của Lý Khinh Hồng lạnh như băng. Cô chỉ là rất ít khi nổi giận, không có nghĩa là cô không nổi giận. Ngược lại, tính tình của Lý Khinh Hồng, so với phụ nữ bình thường còn lớn hơn, chỉ là, cô rất ít khi phát tiết mà thôi. Điểm này, Vương Nhất mới trở về Thiên An hiểu rất rõ. Cô Lý, cảm ơn. Nhạc Si ra mặt vì Lý Khinh Hồng, nói lời cảm ơn với cô. Lý Khinh Hồng lắc đầu, nên làm, cô Nhạc Si vừa mới giúp tôi một việc lớn, tôi làm sao để cho cô Nhạc Si bị người ta ức hiếp. Nhưng Tần Lô lại lạnh lùng nhìn các cô, nói, đều không phải, lấy danh nghĩa võ giả. Những lời này, lập tức khiến Tần Nam mừng rỡ như điên. Nếu như lấy danh nghĩa gia tộc, địa vị của anh ta và Lý Khinh Hồng thì chênh lệch quá nhiều, không cần cô ra tay, gia tộc sẽ xử lý anh ta. Nhưng võ giả thì khác, Tần Lô là quản gia bên người Tần Vũ, thực lực siêu mạnh, các cô sao có thể là đối thủ. Về phần vừa rồi, Tần Nam trực tiếp cho rằng là vận may không tốt, bị cửa đụng phải. Lý Khinh Hồng cũng tỏ vẻ lo lắng, cường giả của Yên Đô Vương tộc, thực lực đều vô cùng mạnh. Nhưng mà, Vương Nhất lại cười nhạt lắc đầu, vẻ mặt trêu tức. Tôi khuyên ông vẫn không nên nói như vậy, bởi vì, căn bản ông không có chút cơ hội nào. Vương Nhất tốt bụng khuyên bảo, nhưng rơi vào trong tai Tần Lô, lại thành sự châm chọc lớn. Tên nhóc ngông cuồng này, cùng lắm cũng chỉ là may mắn thôi, mở cửa đập vào tôi một cái, thì lập tức tự cho mình vô địch sao. Ánh mắt Tần Lô âm lạnh, giọng nói mang theo sát khí. Nụ cười trên mặt Vương Nhất dần dần thu lại, thân là võ giả, chẳng lẽ ông không biết, một lần ngẫu nhiên, cũng đủ để biểu lộ ra thực lực sao? Nực cười. Tần Lô vẻ mặt khinh thường, ý của cậu là, vận may cũng là một loại thực lực sao? Nghe vậy, Vương Nhất trực tiếp mất đi hứng thú nói chuyện với ông ta. Thực lực cách xa, cảnh giới của anh, đối phương căn bản ngay cả chạm cũng không chạm đến được. Tần Lô lại cho rằng Vương Nhất chột dạ, cười lạnh một tiếng, bây giờ biết sợ rồi. Muộn rồi. Sau một khắc, ông ta trực tiếp phóng về phía Vương Nhất. Cẩn. Lý Khinh Hồng vừa muốn nhắc nhở, nhưng ngay cả hai chữ cẩn thận còn chưa nói xong, Vương Nhất đã ra tay. Anh nhanh như chớp thò ra một bàn tay, chuẩn xác nắm vào cổ của Tần Lô. Rồi sau đó không chút do dự dùng sức vặn một cái. Rắc. Tiếng cổ gãy vang lên trong nháy mắt. Tần Lô ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp, cứ như vậy bị Vương Nhất vặn gãy cổ họng. Cảnh tượng này càng làm rung động trái tim của Tần Nam và Lục Kiệu. Cường giả vương tộc Yên Đô, không ngờ không qua được một hiệp trong tay Vương Nhất. Lý Khinh Hồng cũng kinh ngạc không nói nên lời, chỉ có Nhạc Si, vẻ mặt bình tĩnh. Hiển nhiên đã quen với cảnh tượng như vậy. Lúc này, ánh mắt Vương Nhất lạnh lùng nhìn về phía Tần Nam, nghe nói, anh có ý với Nhạc Si. Trong nháy mắt, anh ta như rơi vào hầm băng, phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Tần Nam sắc mặt cứng ngắc, nhưng trên mặt lại miễn cưỡng mang theo ý cười. Sau một khắc, anh ta móc ra một khối lệnh bài màu đỏ như máu từ trong ngực, giống như lấy được thượng phương bảo kiếm gầm lên giận dữ. Đây là lệnh bài Bắc Cảnh ẩn chủ tự mình ban phát, có quyền lợi giết trước báo sau, anh dám giết tôi. Nhìn thấy khối lệnh bài này, Vương Nhất cũng sửng sốt một chút, đây không phải ẩn chủ lệnh của anh sao? Khối lệnh bài trong tay Tần Nam, toàn thân màu đỏ, phảng phất như bị máu tươi tưới qua. Phía trên có xăm một con thần long khát máu, rất có khí thế. Vương Nhất quá quen thuộc, chính là ẩn chủ lệnh của anh. Đây là cái gì? Lý Khinh Hồng và Vương Thanh Hòa lại không biết ẩn chủ lệnh là cái gì, vẻ mặt quái dị. Trên mặt Tần Nam mang theo sự kiêu ngạo, những người như mấy người không phải người trong Tần Thị, không biết cũng bình thường. Đây là lệnh bài chí tôn sau khi ẩn chủ đời mới nhậm chức, dùng để hiệu lệnh biên cảnh bốn phương, thấy lệnh này, giống như thấy bản thân ẩn chủ.
ngoại trừ ẩn chủ ở Bắc Cảnh ra, Tây Cảnh, Đông Cảnh, Nam Cảnh khác, đều là cầm trong tay ẩn chủ lệnh làm việc. Nghe Tần Nam nói xong, sắc mặt Lý Khinh Hồng cũng trở nên tái nhợt. Cô nghe hiểu, chỉ cần cầm trong tay khối lệnh bài này, là có thể hiệu lệnh vạn quân. Đúng như Tần Nam nói, khối lệnh bài này chính là Thượng Phương Bảo Kiếm. Nhạc Si nhịn không được nhìn Vương Nhất một cái, lạnh giọng hỏi, ẩn chủ lệnh, tại sao lại ở trên tay anh? Tần Nam cười ha ha hai tiếng, đây không phải là chuyện cô có thể biết, nhưng mà, nói cho cô cũng không sao. Theo anh ta thấy, bọn họ đều không phải nhân vật trọng yếu của chiến vực, nghe cũng không hiểu. Nhất định mấy người còn chưa biết nhỉ, ẩn chủ trấn thủ Bắc Cảnh lại xuất ngũ rời khỏi Bắc Cảnh, về nhà cưới vợ, Bắc Cảnh không người trấn thủ. Bắc Cảnh, không thể một ngày không có ẩn chủ, cho nên, do Đông Cảnh, Tây Cảnh, Nam Cảnh tam đại chủ liên hợp thương nghị quyết định, ở Giang Thành mời dự họp đại hội Bắc Cảnh, tuyển một vị cường giả thế tục, trấn thủ Bắc Cảnh. Vậy thì có liên quan gì đến anh? Nhạc Si lạnh lùng chất vấn, đồng thời cẩn thận nhìn Vương Nhất. Đông Nam Tây Bắc tứ đại cảnh, cũng không phải là một lòng, nhất là sau khi thiếu chủ lực áp ba người bọn họ, lại càng không phục. Cái gì mà đại hội Bắc Cảnh, chẳng khác nào tước quyền lợi của ẩn chủ. Nhưng mà, Vương Nhất căn bản không để ý, thậm chí khóe miệng nhếch lên, mang theo vẻ trào phúng. Tần Nam cười to ba tiếng, cô không ở tông tộc nhiều năm, không biết cũng rất bình thường. Ông nội và đệ nhất cường giả Tây Cảnh Mục Lang là người quen cũ, dưới sự cầu xin của ông nội, mục chủ quyết định giúp Tần Thị tôi một việc, thu nạp cao thủ thiên hạ, đại biểu Tần Thị tham gia đại hội Bắc Cảnh, mặc kệ ai cuối cùng đoạt giải nhất, Tần Thị đều có thể trở thành quốc tộc. Lần này, tôi chính là đại biểu Tần Thị đi ra ngoài tìm kiếm cường giả, chỉ là trên đường gặp Thiên An, nghe nói mở hội diễn tấu, đến xem một chút mà thôi. Lời nói của Tần Nam làm cho áp lực của tất cả mọi người ngoại trừ Vương Nhất tăng mạnh. Nhạc Si sắc mặt khó coi, lớn tiếng quát lớn, ẩn chủ lệnh là dùng để bảo vệ quốc gia, không phải dùng để anh lạm dụng cho việc riêng. Tần Nam chậm rãi nói, đạo lý tất cả mọi người đều hiểu, nhưng nếu mấy người ép tôi, cũng đừng trách tôi không khách sáo. Dừng một chút, anh ta ngoắc ngoắc ngón tay với Nhạc Si, bây giờ, ngồi xuống bên cạnh tôi còn có thể cân nhắc tha cho bọn họ một mạng. Nhạc Si không có chút động tĩnh gì, không nhịn được nhìn về phía Vương Nhất. Lý Khinh Hồng cũng là biểu tình ngưng trọng, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Vương Nhất đều bình tĩnh tự nhiên rót cho mình một chén trà, uống một ngụm, lúc này mới lên tiếng. Đại hội Bắc Cảnh, chẳng qua chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép tự giải trí mà thôi, trở về nói cho Mục Lang, nói làm như vậy, không hề có ý nghĩa. Anh đã có thể đoán được tràng diện của đại hội Bắc Cảnh. Chuyện này trong mắt anh chỉ là tôm tép, nhưng mà, nhất định sẽ ảnh hưởng đến kết cục của Giang Thành. Có gia tộc một lúc thăng thiên, cũng có gia tộc một đêm diệt vong. Đây cũng là nguyên nhân mà vương tộc Yên Đô không muốn tổ chức ở thủ đô. Ai cũng không muốn tổn thất lợi ích của mình, tuy rằng hồi báo cao, nhưng cũng là nguy hiểm cao. Tần Nam ngây ra một lúc lâu, sau đó vẻ mặt tức giận hét lớn một tiếng. Làm càn, anh là ai, dám nói thẳng tục danh của đệ nhất cao thủ Tây Cảnh. Vương Nhất nhịn không được bật cười, nhưng mà, nếu các người muốn náo loạn như vậy, ngược lại không có gì đáng trách, dù sao, trong lòng bọn họ cũng nghẹn một hơi. Lời này vừa nói ra, không chỉ Tần Nam sợ ngây người, ngay cả Lý Khinh Hồng, cũng sững sờ nhìn Vương Nhất. Lời nói của anh, phảng phất như anh chính là ẩn chủ Bắc Cảnh. Tần Nam vẻ mặt khinh thường, bớt nói nhảm đi, dù sao hôm nay Nhạc Si không đi được, anh giết cao thủ Tần thì ta, cũng là một tội lớn. Vậy sao? Vương Nhất cười nhạt, đã như vậy, vậy anh gọi người đi, xem anh có thể gọi ai tới. Vương Nhất, sắc mặt Lý Khinh Hồng đổi biến, không nhịn được kéo anh một cái. Lỡ như đối phương thật sự gọi người của chiến vực tới, cô có lộ thân phận vương tộc Yên Đô cũng vô dụng. Tần Nam cũng sửng sốt một chút. Vốn tưởng rằng lấy ra ẩn chủ lệnh, có thể dọa đến Vương Nhất, không nghĩ tới, đối phương căn bản không sợ. Được, anh đừng hối hận. Vẻ mặt Tần Nam dữ tợn, hung tợn nhìn Vương Nhất. Gọi đi. Vương Nhất vẫn bình thản như cũ, căn bản không để ở trong lòng. Tôi thật sự gọi rồi đấy. Vẻ mặt Tần Nam càng thêm dữ tợn. Gọi đi. Vương Nhất bị Tần Nam chọc cười, không phải là anh không dám chứ. Ngựa tốt phối với yên tốt, đồ tốt cũng phải cho người thích hợp dùng, mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Mẹ nó. Tần Nam vội vàng đi ra ngoài gọi điện thoại. Kỳ thật. Anh ta cũng là lần đầu tiên dùng thứ này.
Rất nhanh, điện thoại được kết nối, truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, ai vậy? Là thủ lĩnh chiến vực Thiên An, Tiêu thủ lĩnh phải không? Tần Nam vội vàng nói, tôi tên là Tần Nam, đến từ Tần Thị Yên Đô Vương tộc, ta hiện tại có ẩn chủ lệnh, bị một nhân vật nguy hiểm không có mắt chặn lại, người có giúp hay không? Bên kia điện thoại, Tiêu Thiết cũng sửng sốt một chút. Trầm mặc trong chốc lát, hắn hỏi, báo vị trí. Tần Nam lập tức mừng rỡ, báo một vị trí. Cúp điện thoại, anh ta dương dương đắc ý trở lại phòng bao, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Vương Nhất, anh xong rồi, tôi đã bảo người của Thiên An chiến vực tới, lại dám không nổ ẩn chủ lệnh, chờ ngồi tù đi. Lời này vừa nói ra, Lý Khinh Hồng và Vương Thanh Hòa đều kinh hoàng. Vương Nhất, đều tại anh ca một trên thích anh ta, làm sao bây giờ? Lý Khinh Hồng nóng nảy, không nhịn được oán giận Vương Nhất một câu. Vương Nhất lại cười nhạt một tiếng, trấn an nói, bà xã, thời gian dài như vậy, em còn không tin anh sao? Lý Khinh Hồng ngẩn ra, nhất thời á khẩu không trả lời được. Đích xác, thời gian dài như vậy, Vương Nhất sẽ không nói lời không nắm chắc, càng sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Nhưng mà, lần này là ẩn chủ lệnh. Ôm suy nghĩ nửa tin nửa ngờ, Lý Khinh Hồng ngồi bên cạnh Vương Nhất. Tần Nam còn đang cười to, còn ở chỗ này nói mạnh miệng, chờ người tới, tôi xem anh có sợ tới mức tè ra quần không. Bịch bịch bịch. Đúng lúc này, cầu thang bên ngoài phòng bao, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân chỉnh tề. Tần Nam lập tức cười ha ha đứng lên. Ha ha, người đến rồi, các người xong rồi. Ầm. Sau một khắc, cửa lớn phòng bao mở ra, một đội người đi vào. Trong nháy mắt, không khí trong phòng lập tức sình sệch như bùn nhão. Căn bản không thể hít thở. Người đi vào sắc mặt lạnh lùng, mặc áo chống đạn, một đám họng súng lạnh như băng, hướng về phía bọn Vương Nhất. Cả người Lý Khinh Hồng cứng ngắc, nín thở. Nhạc Si cũng giơ cao hai tay, sắc mặt lạnh lùng. Ha 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 ha. Nhìn một màn này, Tần Nam không nhịn được cười ha hả. Tôi nói các ngươi, chính là không thấy quan tài không rơi lệ, sớm không thỏa hiệp, hiện tại tôi gọi người tới. Từng người một mấy người bị dọa đến mức không ổn rồi ha. Tần Nam đi tới trước mặt Lý Khinh Hồng, thấy cái cổ thon dài của cô căng thẳng đến nổi đầy gân xanh, lộ âng ngực phập phồng kịch liệt, nụ cười trên mặt càng sâu. Trưởng công chúa Lý Thị của Yên Đô Vương tộc thì thế nào, bây giờ còn không phải bị súng chĩa vào sao? Lại nhìn về phía Nhạc Si, cô lại bày ra cho tôi một cái mặt thối đi. Anh ta lúc này, cực kỳ giống một tiểu nhân đắc chí. Ánh mắt Tần Nam nhìn qua từng người, rất nhanh, ánh mắt của anh ta rơi vào trên người Vương Nhất còn đang chậm rãi uống trà, nhất thời sửng sốt một chút. Đối mặt với nhiều súng ống như vậy, trên mặt Vương Nhất vẫn không có chút e ngại, thậm chí còn thong dong uống trà. Tần Nam ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu, mới thốt ra một câu. Anh không sợ sao? Tại sao phải sợ? Vương Nhất cười hỏi lại. Tần Nam trợn mắt há hốc mồm, sau đó mặt co giật. Được, lát nữa sẽ cho anh biết sợ là gì. Đúng lúc này, một người đàn ông thân hình cao lớn, làn da ngăm đen đi tới. Vẻ mặt anh ta lạnh lùng, nhân vật nguy hiểm đâu. Ánh sáng trong phòng mở tối, cho nên Tiêu Thiết không nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất. Tần Nam lập tức mặt mày hớn hở đi tới, trước lấy ra ẩn chủ lệnh cho bọn họ nhìn một chút, sau đó chỉ Vương Nhất ở góc, thủ lĩnh, chính là anh ta chính là nhân vật nguy hiểm. Tiêu Thiết theo đó nhìn về phía Vương Nhất. Vương Nhất lập tức cười cười với anh ta, còn vẫy vẫy tay giống như bạn cũ. Nhất thời, cơ thể Tiêu Thiết một trận cứng ngắc, còn run lên ba cái mạnh. Anh ta nhìn không được quay đầu lại nhìn về phía Tần Nam, nhân vật nguy hiểm mà cậu nói chính là anh ta. Ngoại trừ anh ta, còn có thể là ai? Tần Nam đi tới bên cạnh Tiêu Thiết, chỉ vào Vương Nhất nói, thủ lĩnh, anh ta không coi ẩn chủ lệnh ra gì, còn giết cường giả cao thủ Tần thì tôi. Quả thực tội ác tày trời, nhất định không thể bỏ qua cho anh ta. Tần Nam cho rằng mình nói xong những lời này, hơn nữa có ẩn chủ lệnh, đối phương nhất định sẽ không chút do dự bắt lấy anh. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Thiết lập tức tát một cái thật mạnh vào mặt Tần Nam. Dùng sức rất lớn, mạnh đến mức làm cho khóe miệng anh ta chảy máu luôn, răng còn vỡ mấy cái. Tần Nam nhất thời không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn, Tiêu thủ lĩnh, tại sao anh lại đánh tôi? Người nên bị đánh chính là cậu. Tiêu Thiết sắc mặt băng hàn, sau một khắc, hắn giống to, tất cả mọi người, buông súng. Ken két. Mọi người phía sau buông súng xuống, không khí vốn đông cứng lúc này mới được giảm bớt.
Sau một khắc, Tiêu Thiết vẻ mặt áy náy đi tới trước mặt Lý Khinh Hồng, cô Lý, khiến cho mọi người sợ hãi rồi. Thấy rõ khuôn mặt của Tiêu Thiết, Lý Khinh Hồng lập tức có chút kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, anh không phải là người trong hôn lễ của tôi. Đúng vậy, cô sau này gọi tôi Thiết Tân là được rồi. Tiêu Thiết vẻ mặt vui vẻ, thậm chí ngồi xuống, tự mình mở một chai rượu rót đầy ly, tôi tự phạt một ly. Nói xong, Tiêu Thiết uống ửng ực. Vương Thanh Hòa và Lý Khinh Hồng đã khiếp sợ, Tần Nam lại càng cả kinh không nói nên lời. Thủ lĩnh Tiêu, anh đang làm gì vậy? Tôi gọi anh lại đây, là tới bắt người, không phải gọi anh tới uống rượu. Sau một lúc lâu, vẻ mặt anh ta đầy phẫn nộ. Trong mắt Tiêu Thiết lập tức lóe lên sát ý, hét lớn một tiếng, kéo thằng nhóc kia lại đây cho tôi. Ken két. Lập tức có hai người cầm súng chĩa vào đầu Tần Nam, vẻ mặt lạnh lùng, đi qua nằm sấp. Tần Nam sợ tè ra quần, trong không khí tràn ngập mùi khai. Phù phù một tiếng, ghé vào trước mặt Tiêu Thiết. Vừa nằm sấp, còn vừa hô. Các người lại dám không tuân thủ ẩn chủ lệnh. Bộp. Tiêu Thiết một cước giẫm lên đầu Tần Nam, gầm lên, cậu là cái thá gì, cũng xứng lấy ẩn chủ lệnh, nói mau, ẩn chủ lệnh này ở đâu ra. Tiêu Thiết cũng biết tầm quan trọng của ẩn chủ lệnh, ngay cả anh ta, cũng vẻn vẹn chỉ gặp qua một lần. Làm sao có thể bị một tên ăn chơi trác táng nắm giữ? Tần Nam vội vàng cúi đầu, đây là Tây Cảnh mục chủ cho tôi. Tiêu Thiết cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới anh ta lại có thể nói ra hai chữ, mục chủ, này. Thế nhưng rất nhanh, anh ta lập tức cười lạnh một tiếng, nói hưu nói vượn, mục chủ sớm đã về tới Tây Cảnh, làm sao có thể giao cho một tên nhóc như cậu? Nói mau. Vẻ mặt anh ta nghiêm túc, hét lớn một tiếng. Ẩn chủ lệnh liên lụy quá nhiều thứ, anh ta phải xử lý thật tốt. Tần Nam lập tức bị dọa khóc, run lẩy bẩy, thật sự là mục chủ cho tôi. Tiêu Thiết lại lạnh lùng nói, chúng tôi nghi ngờ cậu trộm cắp ẩn chủ lệnh, cũng lạm dụng cho việc tư, bắt cậu ta lại cho tôi. Ngay sau đó, hai tay Tần Nam đã bị còng sắt lạnh như băng. Tần Nam sợ tới mức cả người cứng ngắc, giống to, đây là thật, tôi không có nói dối. Mang đi. Tiêu Thiết phung tay lên. Có phải thật hay không, đã không còn quan trọng nữa. Ẩn chủ lệnh quan trọng như vậy, không ngờ lại xuất hiện trong tay một đệ tử nho nhỏ không quan trọng của Yên Đô Vương tộc, đây chính là một chuyện không bình thường. Tần Nam bị mang đi, Tiêu Thiết lại nhìn về phía Vương Nhất. Ẩn, anh phản xạ có điều kiện đang muốn nói ra thân phận thật sự của Vương Nhất, lại bị Vương Nhất trừng mắt, cứng rắn nuốt trở về. Ngài Vương, đây là một chuyện hiểu lầm, khiến chị dâu sợ hãi, thật sự ngại quá. Tiêu Thiết vội vàng hành lễ. Vương Nhất vỗ vỗ vai anh ta, cậu cũng là giải quyết công việc, làm không tệ. Cảm ơn ngài Vương. Tiêu Thiết cảm ơn một tiếng, mang theo cả đội ngũ lập tức lui lại. Lý Khinh Hồng đã nói không ra lời, qua hồi lâu, mới phản ứng lại, nhịn không được hỏi, anh đã biết trước, người tới là Tiêu thủ lĩnh sao? Vương Nhất cười gật đầu, gọi Thiết Tân là được rồi. Lý Khinh Hồng nghiêm mặt, người ta nói thế nào cũng là binh vương của chiến vực. Sao có thể không biết lớn nhỏ như vậy? Vương Nhất nghe vậy, cũng không nói gì. Bà xã đúng là quá đứng đắn. Ai có thể nghĩ đến, thiếu gia và quản gia không ai bì nổi của Yên Đô Vương tộc, không ngờ một người bị Di Ba Tê chết, một người bị mang đi. Lục Kiệu núp trong góc, sợ tới mức không dám thở mạnh. Anh ta núp mình trong góc tối, không để cho bọn họ phát hiện, như vậy có thể chạy thoát. Nhưng mà, không như mong muốn. Vương Nhất rất nhanh liền nhìn về phía Lục Kiệu trốn ở góc. Nhất thời, anh ta như rơi vào hầm băng, thiếu chút nữa trái tim đột nhiên ngừng đập. Ngay cả cậu chủ vương tộc Yên Đô cũng bị mang đi, chớ nói chi là một cậu chủ nhà họ Lục Giang Thành như anh ta. Hoàn toàn không cần phí sức. Vương Nhất đi nhanh về phía anh ta, từ trên cao nhìn xuống anh ta. Lục Kiệu thò đầu ra, cố lấy dũng khí, hỏi, mấy người, có thể coi như tôi chưa từng tới đây không? Vương Nhất cười cười, cúi người xuống, cậu nói xem. Nhìn nụ cười sáng lạn trên mặt Vương Nhất, Lục Kiệu biết không có khả năng thả anh ta đi. Nhất thời, anh ta hối hận đến xanh cả ruột, thầm hận chính mình vì sao phải chen chân vào vũng nước đục này, kết quả lại đưa chính mình dính vào. Thật ra, từ lúc Tần Lô nói ra thân phận của Tần Thị, Lục Kiệu đã muốn từ bỏ. Nhạc Si có đẹp hơn nữa, cũng là một người phụ nữ. Phụ nữ cũng chỉ là vật trang trí. Thế nhưng anh ta lại chưa từ bỏ ý định cứ như vậy trở về. Có người thà làm đầu gà, cũng không làm đuôi phượng, mà có người, thà làm đuôi phượng, không làm đầu gà.
nhà họ Lục anh ta ở Giang Thành là nhà giàu có, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, gần như là không có khả năng. Vì thế, anh ta và ông nội Lục Viên nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không làm nên chuyện gì. Không còn cách nào khác sao? Không, Lục Kiệu không muốn chấp nhận số phận như vậy. Tần thị của vương tộc Yên Đô, để cho anh ta thấy được hy vọng. Nếu như có thể hợp ý, chiếm được thiện cảm của thiếu gia vương tộc, cho dù chỉ là một đệ tử ngoại môn Tần thị, cũng có thể trợ giúp nhà họ Lục anh ta. Lục Kiệu động tâm, sự tình cũng phát triển theo suy nghĩ của anh ta, cho đến khi Vương Nhất đến. Kế hoạch của anh ta, hoàn toàn bị Vương Nhất đập nát. Tần Nam bị bắt, Tần Lô tử vong, anh ta hoàn toàn không có chỗ dựa. Anh muốn làm gì tôi? Lục Kiệu nhìn Vương Nhất, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe không sợ hãi như vậy. Vương Nhất cười cười, cái này tôi phải cẩn thận suy nghĩ, tôi muốn làm gì cậu? Có lẽ là trải qua nhiều chuyện, đối thủ của anh dần dần biến thành người của Yên Đô Vương tộc, mà những cậu ấm này không phải là Yên Đô Vương tộc kia, ngược lại không lọt vào mắt anh. Lục Kiệu cắn răng, thả tôi ra, tôi có thể giúp anh mở thị trường Giang Thành. Tôi biết, tập đoàn Lệ Tinh của cô Lý sau khi cô Nhạc Si tới, ngay cả tập đoàn Kim Thị, xí nghiệp đệ nhất Thiên An, cũng thúc ngựa khó theo, thị trường Thiên An đã bão hòa, thị trường Giang Thành là mục tiêu kế tiếp của các người. Ồ! Vương Nhất có chút kinh ngạc nhìn Lục Kiệu. Người này có thể trở thành người ưu tú nhất thế hệ trẻ nhà họ Lục, đích xác có chút đầu óc. Trong trường hợp này, anh ta vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ và đưa ra điều kiện. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng chần chờ, có chút động tâm. Giang Thành là tỉnh thành khu Giang Chiết, nếu tập đoàn Lệ Tinh có thể trở thành đầu rồng ở Giang Thành, như vậy vương tộc Yên Đô cũng không đáng sợ như vậy. Yên Đô so với các thành phố khác, đơn giản là phía bên trong lịch sử lâu dài. Càng thêm một phần sắc thái truyền kỳ, chỉ luận kinh tế mà nói, cũng không phải là đệ nhất. Nhưng mà, cô không lên tiếng, đây chỉ là bắt đầu đàm phán. Vương Nhất cười nói, cậu thông minh hơn Hạ Phi Long một chút, nhưng cũng không thông minh quá nhiều, biết tại sao không? Bởi vì cậu biết tiến lùi, biết chừng mực, nhưng mà, quá tự cho bản thân mình là đúng. Nhất thời, trong lòng Lục Kiệu cả kinh, càng thêm cảnh giác với Vương Nhất. Ông nội anh ta mất hơn 10 năm mới tổng kết ra ưu khuyết điểm của anh ta, anh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Rất ngạc nhiên sao, từ lúc ở hội đấu giá, tôi đã biết cậu là người như thế nào. Vương Nhất nói, lúc Hạ Phi Long hùng hổ dọa người, cậu cũng không nhàn rỗi, lúc Hạ Phi Long mất đi đại thế, cậu không chút do dự đá văng anh ta, bò bò giữ mình, cho nên, điều kiện cậu nói, còn chưa đủ để tôi làm bộ cậu chưa từng tới nơi này. Vậy anh muốn thế nào? Trái tim Lục Kiệu không ngừng trầm xuống, anh ta biết Vương Nhất không dễ đối phó như vậy. Gọi ông nội cậu đến đây. Vương Nhất nói, chỉ có ông ta có thể nói chuyện với tôi. Trong mắt Lục Kiệu hiện lên vẻ tức giận, Vương Nhất, anh đừng quá đáng. Để cho ông nội anh ta đến, hình tượng ưu tú của anh ta ở trong cảm nhận của ông nội sẽ hoàn toàn bị hủy, ảnh hưởng đến đại vị gia chủ ngày sau. Vậy thì không cần bàn nữa. Vương Nhất đứng lên. Chuyện này nhất định phải có một người gánh vác, người này chính là cậu. Sức ảnh hưởng của giới văn hóa giải trí kinh người, nếu chuyện này truyền ra ngoài, cậu sẽ bị gán cho tội danh đùa giỡn với Nhạc Si, tuy rằng sẽ không ngồi tù, nhưng mà chuỗi kinh tế của nhà họ Lục cậu, cơ bản sẽ bị chặt đứt. Khi Vương Nhất nói được một nửa, Lục Kiệu cũng đã nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc này. Tôi gọi ông nội tôi đến. Sắc mặt anh ta khó coi tới cực điểm. Tuy rằng sẽ bị ông nội mắng một trận, nhưng dù sao cũng tốt hơn là khiến cho chuỗi kinh tế của nhà họ Lục đứt đoạn. Rất nhanh, Lục Viên đã tới. Trong nháy mắt nhìn thấy Lục Kiệu, gương mặt già nua của ông ta trở nên âm trầm. Cậu chính là Vương Nhất. Tên Vương Nhất, đã vang vọng Giang Thành. Cho dù là diệt nhà họ Văn, đoạt tập đoàn Cự Phong, hay là hủy tổ trạch nhà họ Hồ, đấu giá hội độc lĩnh Phong Tao, các gia chủ lớn đều nghe qua người này. Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên Lục Viên nhìn thấy anh. Vương Nhất không có đáp lại, mà chỉ ngồi bình tĩnh trên sofa, Lục gia chủ, cháu của ông muốn gây họa, ông nên tính toán khoản này như thế nào? Cái gì? Lục Viên biến sắc, sau đó căm tức nhìn Lục Kiệu, phụ nữ bình thường thì thôi đi, đằng này ngay cả cô Nhạc Si mày cũng dám nhìn chúng à? Dứt lời, mạnh tay tát Lục Kiệu một cái, sau đó đi tới trước mặt Thái Kim Phụng, cô Nhạc Si, cháu tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Mạo phạm đến cô yên tâm, trở về tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Nói xong, muốn dẫn Lục Kiệu đi, lại bị Vương Nhất ngăn lại.
Lục gia chủ, diễn trò thì đừng diễn nữa, chúng ta vẫn là nói về chuyện chính, ông định giải quyết như thế nào? Trong mắt Lục Viên chợt lóe tia hung dữ, người trẻ tuổi, tốt nhất thấy tốt liền thu, cẩn thận, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Vương Nhất cười cười, điều này không không nhọc Lục gia chủ hao tâm tổn trí. Lời này vừa nói ra, Lý Khinh Hồng cũng hiểu ý của Vương Nhất, lạnh giọng nói, nhạc si là khách quý của tôi, nơi này là Thiên An, cháu trai của ngài, ở Thiên An có ý đồ gây rối với khách quý của tôi, một câu xin lỗi là có thể giải quyết sao? Sắc mặt Lục Viên càng thêm âm trầm, đang muốn cá chết lưới rách, Lục Kiệu lại phù phù một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Vương Nhất. Ngài Vương, nhà họ Lục tôi nguyện thuần phục ngài. Giọng nói của anh ta như trống, vang vọng cả phòng bao. Lục Viên cũng là sắc mặt đại biến, tức giận tại chỗ, nghịch tử, mày đang nói cái gì? Lục Kiệu cũng không quay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nhất, lặp lại một lần. Ngài Vương, nhà họ Lục tôi nguyện thuần phục ngài. Trên mặt Vương Nhất sốt cuộc hiện lên nụ cười nhàn nhạt, đã như vậy, cậu có thể rời đi. Lục Kiệu mừng rỡ, cảm ơn ngài Vương. Anh ta và Lục Viên nhanh chóng rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, giọng Vương Nhất lại lần nữa truyền đến. Nhớ kỹ, là tuyệt đối thuần phục, nếu như bị tôi phát hiện, nhà họ Lục cậu có chút ý đồ gây rối, thì sẽ có kết cục giống với nhà họ Văn. Cả người Lục Kiệu dừng lại, sau đó nhanh chóng rời đi. Đến dưới lầu, quần áo sau lưng anh ta đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Lục Viên vẫn là mặt đầy lửa giận, Lục Kiệu, cháu có biết cháu đang nói cái gì không? Đương nhiên, ông nội, cháu tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Vẻ mặt Lục Kiệu nghiêm túc, nếu như ông dùng phương pháp đàm phán đưa cháu về, như vậy Vương Nhất chính là cái động không đáy, mặc kệ điều kiện gì, anh ta cũng sẽ không thỏa mãn. Nghe vậy, Lục Viên lúc này cũng tỉnh táo lại, vẻ mặt nghiêm túc, nói tiếp đi. Bọn họ ở Thiên An đã không người có thể địch, nên đem ánh mắt nhắm ngay thị trường Giang Thành, hết thảy, đều là vì chuẩn bị tiến vào Giang Thành. Nhà họ Văn đã mất, sản nghiệp của nhà họ Văn, cũng là do nhà họ Lục ta thôn tính nhiều nhất, cho nên, anh ta cần chúng ta thuần phục để khai thác thị trường Giang Thành dùm họ, anh ta mới có thể bỏ qua, đây mới là sự tính toán của anh ta. Lúc này vẻ mặt của Lục Kiệu vô cùng nghiêm túc, lời nói cũng khiến Lục Viên vô cùng tức giận. Vương Nhất này tính là cái gì? Cũng xứng để nhà họ Lục ta thuần phục. Đáy lòng ông ta nghẹn một hơi. Lục Kiệu lại nói, anh ta xứng, Vương Nhất có thể quật khởi từ Thiên An, tuyệt không phải là may mắn, có lẽ, ngay cả Vương tộc Yên Đô anh ta cũng không sợ. Hả? Nghe vậy, Lục Viên cũng giật mình. Lục Kiệu kể lại đầu đuôi câu chuyện của Tần Nam, bao gồm cả chuyện ẩn chủ lệnh và thủ lĩnh Thiên An chiến vực xảy ra vừa rồi. Lục Viên nghe xong, thế nhưng không ngừng sợ hãi, nhà họ Lục ông ta mãi không có thực lực chống cự ẩn chủ lệnh. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy thuần phục sao? Lục Viên vẫn không cam lòng. Đương nhiên không phải. Khóe miệng Lục Kiệu cười lạnh, cháu đây là giả vờ thần phục, anh ta muốn lợi dụng nhà họ Lục chúng ta, sao chúng ta không thể lợi dụng anh ta để phát triển bản thân chứ? Cháu muốn làm gì? Lục Viên bị thuyết phục. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần thuần phục anh ta. Gia tộc của Thiên An và Giang Thành hai địa phương này chúng tôi đều có cơ hội hợp tác, đây đối với nhà họ Lục chúng ta, tuyệt đối là chuyện tốt, nói không chừng những gia tộc thực lực không bằng chúng ta có thể nhân cơ hội này thâu tóm. Chờ khi nhà họ Lục ta phát triển mạnh mẽ trở thành gia tộc như Vương tộc Yên Đô, chính là lúc chúng ta thôn tín anh ta và Lý Khinh Hồng. Giờ khắc này, trong mắt Lục Kiệu tràn ngập dã tâm và thù hận. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng vẫn còn ở trong phòng, Vương Thanh Hòa, Lý Khinh Hồng, bao gồm cả nhạc si, đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh. Anh thật sự muốn làm như vậy sao? Trên mặt Lý Khinh Hồng tràn đầy vẻ lo lắng, nhà họ Lục không giống những thế lực thuần phục anh, bọn họ là gia tộc lớn mạnh, là một con hung hổ, không sợ nuôi hổ gây họa sao? Nhạc si cũng gật đầu. Lĩnh vực kinh doanh cô rốt đặc cán mai, nhưng đạo lý dễ hiểu như vậy, cô vẫn hiểu được. Vương Nhất cười cười, anh đương nhiên rõ ràng bọn họ đang suy nghĩ gì, chỉ là... Những thứ bọn họ có thể đoán được, anh đương nhiên cũng có thể suy nghĩ tới, nhà họ Lục, nhất định sẽ âm thầm phát triển và có ý đồ mưu phản. Vậy tại sao anh còn? Vẻ mặt Lý Khinh Hồng khó hiểu. Chỉ thấy Vương Nhất thản nhiên nói, nuôi hổ tránh họa đúng là không thể thực hiện, nhưng phải xem lúc nuôi hổ để nó cắn ai. Lý Khinh Hồng cũng thật thông minh, trầm tư trong chốc lát, lập tức phản ứng lại. Anh là muốn. Không sai. Trên mặt Vương Nhất mang theo nụ cười tự tin, mỗi một thành phố, không cần nhiều nhà giàu như vậy,
một nhà đến hai nhà, vậy là đủ rồi. Cho dù bọn họ thật sự tạo phản, vậy thì có chuyện to tát gì, chỉ sẽ làm cho bọn họ nhanh chóng diệt vong mà thôi. Trong giọng nói Vương Nhất mang theo một chút cao ngạo, hoàn toàn không để nhà họ Lục vào mắt. Lý Khinh Hồng nhìn anh một cái, không nói gì. Sức mạnh mà Vương Nhất bày ra, ngay cả vương tộc Yên Đô cũng không để vào mắt. Cho dù nhà họ Lục phản bội anh, thì có thể thế nào đây? Giang Thành, lại là một nơi chiến trường. Ánh mắt cô thâm thúy, giọng nói sâu kín. Nhà họ Lục, Hạ, Hồ ba chân giữ vạc, mỗi nhà một phe, cùng với đại hội Bắc Cảnh sắp tiến hành, không khó đoán ra, tương lai Giang Thành sẽ gió nổi mây phun. Tập đoàn Lệ Tinh lúc này muốn khai thác Giang Thành, đích xác không phải một lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà, trong cái họa có cái may, cục diện càng hỗn loạn thì càng dễ thấy anh hùng. Cũng là đạo kinh thương. Đưa Vương Thanh Hòa và Nhạc Si về khách sạn, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cũng về nhà. Trên đường, Lý Khinh Hồng bỗng nhiên nói, mấy ngày tới em hơi bận việc, anh giúp em đi đưa đón Tử Lam đi. Vương Nhất biết cô phải bận rộn các loại chuyện hợp tác, vì vậy một lời đồng ý. Đây chính là sức ảnh hưởng mà Nhạc Si mang đến, chỉ là mở một buổi diễn tấu ở tập đoàn Lệ Tinh, các công ty đầu sỏ các ngành các nghề tranh nhau muốn hợp tác với Lệ Tinh. Tập đoàn Lệ Tinh của bây giờ, giá trị thị trường sẽ tăng lên gấp đôi, một lần nữa vượt qua Kim Thị, trở thành xí nghiệp đứng đầu Thiên An. Hơn nữa, đây còn là dưới tình huống Lệ Tinh không có lên sàn, một khi lên sàn, giá trị sẽ tăng lên gấp mấy lần. Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất cẩn thận đút bữa sáng cho Vương Tử Lam. Đứa nhỏ kia nhìn chung quanh, cũng không thấy hình bóng của Lý Khinh Hồng, không khỏi chu chu miệng. Ba, mẹ đâu? Có thể là đã quen Vương Nhất ở bên cạnh, nhóc con không dính Vương Nhất như lúc đầu nữa, mà là nước mưa chia đều với Lý Khinh Hồng với Vương Nhất. Mẹ đang bận làm việc, Vương Nhất cười đút một ngụm cháo cho Vương Tử Lam. Vương Tử Lam ngoan ngoãn ăn, bỗng nhiên vẻ mặt kiêu ngạo ngẩng đầu, ba, mấy ngày hôm trước những thứ ba dạy con đã học được rồi. Nói xong, còn nhảy xuống ghế, đánh một bộ bôn lôi quyền trước mặt Vương Nhất. Vương Nhất cười ha ha nhìn, nhưng nhìn một chút, anh không cười nổi. Vương Tử Lam biểu tình nghiêm túc, tư thế tiêu chuẩn, đánh rất có hình có dạng. Tuy rằng so với cường giả chân chính kém xa vạn dặm, nhưng đã bỏ xa bạn cùng lứa tuổi, thậm chí bỏ xa những trẻ con lớn hơn cô bé 3-4 tuổi, ít nhất không cần lo lắng Vương Tử Lam sẽ bị ức hiếp. Đánh xong một bộ, đứa nhỏ kia hơi thở hổn hển, trán hơi đổ mồ hôi. Vương Nhất trợn mắt há hốc mồm, Tử Lam, đây thật sự là con đánh. Dạ, Vương Tử Lam nghiêm túc gật đầu, mỗi ngày ở nhà trẻ con đều có luyện tập, khi những bạn nhỏ khác đi ngủ, con đều đang luyện tập. Vương Nhất nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên kích động. Nếu muốn có đột phá trên võ đạo, thiên phú và nỗ lực thiếu một thứ cũng không được. Phương diện này phải dạy dỗ từ nhỏ. Tử Lam thật ngoan, đến đây, ba hôn một cái. Vương Nhất lại gần hôn lên mặt Vương Tử Lam một cái, sau đó đưa cô bé đi học. Tạm biệt ba. Vào cửa nhà trẻ, Vương Tử Lam vẫy vẫy tay với Vương Nhất. Cách đó không xa, một người phụ nữ tóc dài mặc áo trắng đang đứng, đang mỉm cười nhìn tất cả. Giống như có cảm ứng, Vương Nhất theo bản năng quay đầu lại, chạm vào tầm mắt của cô. Ánh mắt người phụ nữ nhu hòa, cười thân thiện với Vương Nhất, không mang theo một chút tính công kích. Vương Nhất cũng mỉm cười đáp lại. Trở lại tòa nhà quốc tế, Phương Huệ đã sớm chờ ở cửa. Ngài Vương, cô Phương. Vương Nhất cười cười, sau đó hỏi, cô đang chờ tôi sao? Khóe miệng Phương Huệ hơi nhếch lên, không thể phủ nhận gật đầu, đương nhiên, anh là đồng nghiệp tương lai của tôi. Vương Nhất lập tức sửng sốt, trong lời này của cô có ý gì, trước kia không phải sao? Tâm trạng của Phương Huệ rất tốt. Cô ta lấy ra một tờ giấy đưa cho anh tự xem đi. Vương Nhất nhận lấy nhìn, thì ra là danh sách điều động nhân viên theo kế hoạch của phân bộ Giang Thành. Anh liếc mắt một cái, lập tức tìm được tên của anh và Phương Huệ, đứng ở vị trí thứ nhất và thứ hai. Đây là... Vẻ mặt Vương Nhất khó hiểu. Phương Huệ nói, đây là danh sách thay đổi nhân viên do Lý Tổng soạn ra vào buổi sáng, kế hoạch phân bộ Giang Thành, vốn là do anh và Lý Tổng đi. Nhưng bởi vì dạo này hợp tác cần Lý Tổng xử lý quá nhiều, cô ấy không rút ra được, chỉ có thể phái tôi làm cộng sự của anh. Nói tới đây, lòng Phương Huệ tràn đầy vui mừng, bộ dáng như thể đã thực hiện được nguyện vọng. Đối với tình huống này, Vương Nhất chỉ có thể xấu hổ cười cười. Đến Giang Thành, còn phải nhờ Ngài Vương giúp đỡ nhiều hơn nha.
Phương Huệ cười dịu dàng, đi giày cao gót lên lầu. Vương Nhất chỉ có thể lắc đầu, nghĩ thầm, Khinh Hồng đối với anh thật đúng là yên tâm. Tuy nhiên, đây cũng là biểu hiện của sự tin tưởng lẫn nhau giữa vợ chồng. Sau khi Vương Nhất tan làm, lập tức đi đón Vương Tử Lam tan học. Nhưng mà, khi đến trường mẫu giáo, anh lại gặp người phụ nữ mặc thường phục vào buổi sáng. Cô ta đang ngồi xổm trước mặt Vương Tử Lam, ánh mắt mỉm cười đưa qua một cây kẹo que màu cầu vồng. Mà Vương Tử Lam lại là vẻ mặt tươi cười, không có bất kỳ phòng bị nào chuẩn bị nhận lấy. Vương Nhất biến sắc, theo bản năng cho rằng người phụ nữ này là bọn buôn người lừa bán trẻ con. Anh nhanh chóng đi tới bên cạnh Vương Tử Lam, đoạt lấy cây kẹo trong tay cô. Không được ăn. Sắc mặt người phụ nữ khẽ biến, lúc này lui về phía sau một bước. Vừa thấy là ba, Vương Tử Lam lập tức cười ngây ngô, ba, dì này đối với con rất tốt, mua cho con rất nhiều đồ. Nghe vậy, ánh mắt Vương Nhất càng lạnh hơn, nghiêm mặt nói, ba đã nói với con chưa, ở nhà trẻ, không được nhận đồ của người lạ. Vương Tử Lam bĩu môi gật gật đầu, đem kẹo que trả lại cho nữ nhân áo trắng. Xin lỗi dì, kẹo em mơ út này, con không thể nhận. Người phụ nữ mặc thường phục nhận, trên mặt không có bất kỳ nét không vui nào, vẫn như trước mỉm cười nhìn Vương Tử Lam. Ánh mắt kia, giống như đang nhìn con gái của mình. Điều này khiến cho Vương Nhất càng thêm cảnh giác, để Vương Tử Lam đi đến cầu trượt bên cạnh chơi một lát. Chính mình cũng đi tới trước mặt người phụ áo trắng, gằn từng chữ nói, tôi mặc kệ cô là ai, giữ khoảng cách với con gái của tôi xa một chút. Hàng năm số trẻ em bị lừa bán lên tới 200 ngàn. Đây là một số liệu tin tức trước đây mà Vương Nhất nhìn thấy. Từ sau khi anh lên chức làm ba, đối với Vương Tử Lam bảo bối vô cùng cẩn trọng, sợ làm mất. Mà hành vi của người phụ nữ áo trắng này, không thể không khiến Vương Nhất liên tưởng đến những thứ này. Bất cứ người nào muốn gây bất lợi cho vợ con anh đều sẽ không bỏ qua. Một chút manh mối cũng không được. Nhưng mà, so với Vương Nhất tức giận, người phụ nữ lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô ta lắc đầu. Anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý đồ xấu gì với con gái anh hết. Khí thế trên người Vương Nhất hơi thu lại một chút, nhưng vẫn sắc bén nhìn cô ta. Vậy tại sao cô lại tiếp cận con gái tôi? Vấn đề này, lại khiến cho người phụ nữ lâm vào trầm mặc. Vương Nhất cũng không nói lời nào, nhân cơ hội đánh giá người phụ nữ trước mặt. Ngũ quan của cô ta khá đẹp, khí chất trên người rất điềm tĩnh, tựa như một khối ngọc thô trải qua thế sự mài giũa. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Vương Nhất từ trên người cô ta, thế nhưng cảm nhận được một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, hình như từng cảm giác ở trên người ai đó. Điều này cũng xóa bỏ ý định buôn người trong lòng anh. Thật lâu sau, cô ta thở dài sâu ra, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Vương Nhất. Để loại bỏ chấp niệm, tôi lựa chọn nhập thế lần nữa. Vương Nhất sửng sốt, cô là người xuất gia. Người phụ nữ mặc thường phục mỉm cười, trần duyên không ngừng. Không cách nào cạo tóc, đó là đại bất kính đối với Phật tổ. Nói xong, hai tay tạo thành chữ thập, làm một hành động với Vương Nhất, sau đó rời đi. Vương Nhất ở tại chỗ kinh ngạc nhìn, mà hai tay Vương Tử Lam cũng dính đầy cát trở về. Đi thôi, chúng ta về nhà. Vương Nhất nhanh chóng không nghĩ tới cô ta nữa, dẫn theo Vương Tử Lam về nhà. Lúc về đến nhà, đã hơn 6 giờ rồi mà Lý Khinh Hồng vẫn chưa về nhà. Nhưng mà, lúc chuẩn bị mở cửa, anh lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trước cửa nhà, một người phụ nữ ung dung đoan trang đang đứng. Chính là người phụ nữ áo trắng trước đó bị anh ấy nghi ngờ là kẻ buôn người ở trường mẫu giáo. Mà lúc này, cô càng thêm có khí chất, toàn thân mang theo một loại khí tức hiền hòa, yên tĩnh. Cô ta mỉm cười với Vương Nhất, xem như đã chào hỏi. Sao cô lại ở nhà tôi? Rốt cuộc cô là ai? Phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt Vương Nhất kinh ngạc. Gì? Vương Tử Lam càng vui vẻ chào hỏi cô ta. Đứa bé ngoan. Người phụ nữ áo trắng hiền lành cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Vương Nhất, sâu kín thở dài, thật không nghĩ tới, con gái của con bé cũng lớn như vậy. Khi tôi rời đi, con bé cũng lớn như vậy. Nghe vậy, tim Vương Nhất lập tức đập mạnh một cái. Nếu như nói câu đầu tiên chỉ là để cho trong lòng anh có suy đoán, như vậy câu thứ hai, chính là xác minh suy đoán của anh. Vẻ mặt Vương Nhất bỗng nhiên trở nên trịnh trọng. Bà là, mẹ của Khinh Hồng. Người phụ nữ áo trắng không nói gì, chỉ cười một cái, điều này càng làm cho Vương Nhất xác nhận phỏng đoán của anh. Anh cũng không nói lời nào, chỉ là lập tức trở nên co quắp,
cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên người phụ nữ. Đánh chết anh cũng không thể tưởng được, người phụ nữ bị anh ngộ nhận là bọn buôn người kia, lại là đệ nhất mỹ nhân danh Trần Yên Kinh 20 năm trước. Cảm giác đầu tiên của Vương Nhất, chính là rung động. Choáng ngợp trước vẻ đẹp và khí chất của bà. Lý Khinh Hồng mặc dù cũng là một đại mỹ nữ, nhưng khí chất hoàn khác với cô. Tuổi của bà đã gần 50, nhưng mà thoạt nhìn cùng hơn 30 tuổi không có gì khác nhau, tựa như tu hành bất lão thiên công. Trong tay nắm một chuỗi Phật châu, miệng không ngừng mặc niệm kinh Phật, dùng cái này tĩnh tâm ngưng thần. Lấy lại tinh thần, Vương Nhất lập tức hít sâu một hơi, tràn ngập xin lỗi. Xin lỗi bác gái, vừa rồi ở nhà trẻ, cháu không phải cố ý muốn mạo phạm bác. Người phụ nữ mở mắt, mỉm cười lắc đầu, cậu là một người cha tốt, tôi không phải là một người mẹ tốt. Lúc này sắc mặt Vương Nhất khẽ biến, vội vàng nói, không có chuyện đó, chuyện đã qua, không thể nói rõ cái gì. Nói xong, bản thân Vương Nhất cũng lúng túng một trận, chính anh cũng cảm thấy cách an ủi này rất nhạt nhẽo. Từng là đệ nhất mỹ nhân Yên Kinh, là Minh Châu chói mắt nhất của tất cả vương tộc Yên Kinh. Lúc ấy, những kẻ tuổi trẻ tài tuấn theo đuổi bà thật sự là từ thành Nam xếp hàng đến thành Bắc, mà bà lại lựa chọn một người đàn ông bình thường làm con rể nhà giàu. Người này, chính là Lý Thế Nhân. Sau đó, được chẩn đoán không có khả năng sinh con, điều này trực tiếp đẩy bà ra khỏi thiên đàn. Ngoại tình, bị vứt bỏ, các loại đả kích nối gót tới, cuối cùng bà vẫn rời khỏi Yên Kinh mà bà đã từng oai phong một cõi. Cũng rời khỏi Lý Khinh Hồng khi còn bé. Chẳng qua chuyện làm cho Vương Nhất không nghĩ tới chính là, bà lại xuất gia. Lạc Thanh Hiền hồn nhiên không thèm để ý, chỉ cười nói, về thân thế của Khinh Hồng, cậu đã biết rồi, cho nên, cậu đối với tôi cũng không cần xưng hô tôn kính như vậy. Vương Nhất lắc đầu một cái, dù vậy, cháu cũng muốn gọi bác là bác gái. Thân thế của Lý Khinh Hồng đã lộ ra, cô căn bản không phải là con gái của Lý Thế Nhân và Lạc Thanh Hiền, mà là tấm vải che mặt của Lý Thị để giữ thể diện. Cho nên, Lạc Thanh Hiền không phải mẹ ruột của Lý Khinh Hồng. Mẹ của Lý Khinh Hồng đã qua đời. Nụ cười trên mặt Lạc Thanh Hiền càng sâu, cũng không miễn cưỡng, cười tủm tỉm đánh giá Vương Nhất, dường như rất hài lòng với Vương Nhất. Bác gái, mau vào đi. Vương Nhất lập tức mở cửa, dự định mời Lạc Thanh Hiền vào. Lạc Thanh Hiền lại lắc đầu, tôi vào Phật 20 năm, cái gì cũng nhìn thấu, duy nhất không bỏ xuống được, chỉ có con bé. Bà nhìn về phía bầu trời, cười nói, tôi xuống núi là vì con bé, nếu biết được con bé và con gái của nó sống tốt như vậy, tôi cũng yên tâm. Nói xong, bà định rời khỏi nơi này. Bác gái, ánh mắt Vương Nhất xúc động, lúc chuẩn bị giữ lại, bên ngoài biệt thự lại vang lên tiếng giày cao gót. Cộp cộp cộp, bước chân cực nhanh, giống như là biết chuyện gì gấp vậy. Không hay rồi. Vương Nhất biến sắc, bước nhanh tiến lên, muốn đi ra ngoài, nhưng Lý Khinh Hồng đã tới. Mặt cô như xương lạnh, cả người phát ra ý lạnh, phảng phất muốn đóng băng nội tâm người. Hai mắt cô trừng rất lớn, bởi vì quá mức kích động, vành mắt của cô có chút đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt kia. Mà Lạc Thanh Hiền lại có vẻ bình tĩnh hơn, đối mặt với sự phẫn nộ của con gái, bà vẫn mỉm cười như cũ. Bà không có tư cách tức giận. Khinh Hồng. Vương Nhất tiến lên, muốn khuyên bảo gì đó, lại bị Lý Khinh Hồng đẩy ra. Mẹ ơi! Vương Tử Lam cũng cảm thấy không thích hợp, rụt rè kêu lên. Ngoan, đến chỗ ba. Lý Khinh Hồng nhẹ nhàng ôm Vương Tử Lam, rồi sau đó để cô đi đến bên cạnh Vương Nhất. Giọng nói của cô, đều mang theo run rẩy kịch liệt. Tại sao lại đến đây? Hai mắt cô đỏ lên, nhìn Lạc Thanh Hiền hỏi. Vì con mà đến. Cách hơn 20 năm, mẹ con gặp lại, cảm xúc của Lạc Thanh Hiền vẫn bình tĩnh như trước. Nói dối. Lý Khinh Hồng hét lên một tiếng, trong đôi mắt đỏ bừng có nước mắt đảo quanh. Từ lúc bà rời khỏi tôi đã không còn là con gái của bà, cho nên bà mới đi mãi như vậy. Hơn 20 năm đều đã trải qua, bây giờ còn trở về tìm tôi làm gì? Có lẽ là chạm đến chỗ thương tâm nhất trong lòng cô, Lý Khinh Hồng kích động giơ tay lên, tát vào mặt Lạc Thanh Hiền. Bốp! Sau một khắc, tiếng tát tai thanh thúy vang lên, giống như tâm linh bị phá thành mảnh nhỏ. Chờ thấy rõ người đứng trước mặt, đồng tử Lý Khinh Hồng đột nhiên co lại, thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt. Oa! Vương Tử Lam cũng khóc lớn, ôm chặt lấy chân Lý Khinh Hồng, cầu xin, mẹ đừng đánh ba. Trước mặt Lý Khinh Hồng, Lạc Thanh Hiền vẫn đứng yên như cũ, nhưng ở giữa bọn họ, có thêm một Vương Nhất.
Anh không tránh không né, thay Lạc Thanh Hiền đón lấy một cái tát của Lý Khinh Hồng. Trên mặt anh đau rát, nhưng ngay sau đó, anh lại nhẹ nhàng ôm lấy Lý Khinh Hồng. Nhất thời, Lý Khinh Hồng cũng không nhịn được nữa, nước mắt ào ào chảy xuống. Tại sao anh phải bước lên đây, tại sao anh phải chịu tát thay bà ta? Chuyện này căn bản cũng không liên quan đến anh. Lý Khinh Hồng tựa vào trong ngực Vương Nhất, nước mắt, trong nháy mắt làm ướt quần áo của anh. Tử Lam không khóc, ba không sao. Vương Nhất vỗ nhẹ lưng Vương Tử Lam, dỗ đến khi cô bé ngừng khóc, lúc này mới nặn ra vẻ tươi cười, lắc đầu với Lý Khinh Hồng.